Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 35. Chủ nhiệm Điền nhướng mày, cậu là ai, ai cho cậu vào đây, ra ngoài cho tôi. Tần Lâm đứng dậy nhìn chủ nhiệm Điền, cau mày nói. Ông đến khám cũng được, chữa bệnh này cũng đơn giản, tuyệt đối đừng làm phức tạp lên, nếu không bệnh sẽ càng nặng hơn. Chủ nhiệm Điền nghe thấy thế hừ lạnh một tiếng. Cậu có cấp bậc gì? Đến lượt cậu dạy dỗ tôi sao? Cậu là chủ nhiệm hay tôi là chủ nhiệm? Cậu đến khoa gia liễu hỏi thử xem, có ai dám dạy tôi chữa bệnh kiểu gì không hả? Thấy chủ nhiệm Điền hống hách như thế, Tần Lâm bất lực lắc đầu, chữa bệnh sợ nhất là loại bác sĩ kiêu ngạo tự đại. Chưa nói đến trình độ gì, chỉ cần có cái tâm lý này, căn bản khó có thể tiến bộ nhiều, trình độ y thuật sẽ dậm chân tại chỗ. Tần Lâm hừ lạnh lùng, ông là trưởng khoa gia liễu. Vậy xem ra ông chỉ biết bệnh về da thôi đúng không, nếu đã vậy thì ông nên đổi bác sĩ khác đi, đây không phải bệnh da liễu. Chủ nhiệm Điền sững sờ, sau đó cười khẩy. Không phải bệnh da liễu sao? Cậu đùa tôi à, cậu không thấy mặt cô Đoàn Phi nổi đốm đỏ sao? Không phải bệnh da liễu thì bệnh về não chắc. Tôi nói cho ông biết, đây là bệnh thấp khớp tự miễn, không liên quan đến da liễu. Kể cả khi nhiều khoa cùng điều trị một lúc thì cũng chỉ nên phối hợp với khoa hô hấp để đề phòng bệnh nhân khó thở hoặc sốt, viêm phổi trong quá trình chữa bệnh, khoa da liễu của ông tham gia vào làm gì chứ? Tần Lâm vừa dứt lời, chủ nhiệm Điền lập tức cạn lời. Khoa thấp khớp tự dịch sao? Cậu là thằng danh con chui ra từ đâu vậy? Mau cút đi cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi lãnh đạo của các cậu đến. Lúc hai người đang cãi nhau, đột nhiên điện thoại của Đoàn Phi reo lên. Đoàn Phi bắt máy. Alo, Văn Kỳ. Đến rồi, bạn của em à. Thì ra là vậy, cảm ơn em nhé. Sau khi nói chuyện điện thoại một vài câu đơn giản, Đoàn Phi cúp máy rồi nói với bọn họ. Chủ nhiệm Điền, xin lỗi, cứ để cậu Tần khám bệnh cho tôi trước đi. Chủ nhiệm Điền sững sờ, cậu ta, cô Đoàn, cô chắc chứ? Chắc cậu ta chỉ là bác sĩ thực tập thôi, ngay cả tôi mà cậu ta cũng không biết. Tôi cũng không biết lãnh đạo của cậu ta là ai, tôi thấy cô vẫn nên suy nghĩ kỹ lại. Đoàn Phi lắc đầu, ông có thể đi được rồi. Mặc dù lời nói của Đoàn Phi không cương quyết lắm, nhưng vẫn đem lại cho người ta một cảm giác rất cứng rắn. Đây chính là uy lực của chị Đại, lời của cô ấy chính là mệnh lệnh. Chủ nhiệm Điền không cam lòng, trừng mắt nhìn Tần Lâm rồi rời đi. Đoàn Phi nói với Tần Lâm, nghe Văn Kỳ nói, cậu chính là Tần Đại Sư sao? Tần Lâm gật đầu, chỉ là quá khen thôi. Đoàn Phi rất ngưỡng mộ, không ngờ Tần Đại Sư tiếng tăm lừng lẫy lại là một thanh niên trẻ tuổi như thế. Vậy thì làm phiền Tần Đại Sư rồi, xin hỏi tôi bị bệnh gì thế? Tần Lâm nói, bệnh này khá hiếm gặp, tên là lupus ban đỏ hệ thống, chỉ có giới nữ trong độ tuổi sinh sản mới mắc phải. Từ 20 đến 40 tuổi, hơn nữa bệnh này rất dễ truyền nhiễm, thuộc bệnh thấp khớp tự miễn. Mặt Đoàn Phi biến sắc. Cô ấy hỏi, rốt cuộc bệnh này là sao, sao tôi lại mắc chứ? Tần Lâm nhìn Đoàn Phi, biểu cảm có chút phức tạp, anh nói. Bệnh tình hiện tại của cô vẫn nhẹ, xem ra không phải nguyên nhân lây bệnh, chắc cô là người cuối cùng bị nhiễm, có thể là lúc trang điểm bị nhiễm vi khuẩn. Đoàn Phi ngộ ra, cô gật đầu, có khả năng là vậy, nhân viên trang điểm của tôi cũng bị bệnh, hơn nữa bệnh tình nặng hơn tôi, trong số nữ minh tinh bị mắc phải, tôi là nhẹ nhất. Tần Lâm gật đầu, nguyên nhân của bệnh này khá phức tạp, Tần Lâm cũng không tiện nói. Dù sao gì Đoàn Phi cũng không phải nguồn lây bệnh, chữa khỏi cho cô là được. Tần Đại Sư, cậu xem đơn thuốc này. Tần Lâm nói, bệnh này trông có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng chữa thì rất đơn giản, ai đó đi ra ngoài tìm cây bồ công anh mang vào đây. Đoàn Phi sững sờ, bồ công anh. Sau đó cô ra hiệu bằng mắt với cô trợ lý lập tức gọi điện. Bây giờ mặc dù bọn họ không thể ra ngoài nhưng nhờ người đưa bồ công anh đến là chuyện đơn giản. Bây giờ đúng lúc đang là mùa bồ công anh, bên người nhanh chóng có nhân viên y tế đưa một cái túi đến. Mở túi ra bên trong có rất nhiều bồ công anh. Tần Đại Sư, cái này sao? Tần Lâm gật đầu, có thể cho bồ công anh vào thuốc, hơn nữa rất hiệu quả, tất cả bộ phận của cây bồ công anh đều có tác dụng. Nói xong, Tần Lâm lấy bồ công anh. Hái lông bỏ vào một cái bát thuốc nhỏ rồi nghiền với nước. Tần Lâm nhanh chóng nghiền xong cái thứ sền sệt này. Sau đó bẻ thân cây bồ công anh, chắt lấy nước bên trong, trộn với bát thuốc lúc nãy. Bôi thứ này vào vết thương, sau đó ăn sống lá bồ công anh là được.
Lá của Bồ Công Anh là một loại rau rừng, có nơi gọi là bà đinh, vị hơi đắng, có thể ăn sống. Tần Lâm tách mấy cây Bồ Công Anh ra, tận dụng tất cả để Đoàn Phi uống và bôi. Tầm mười mấy phút sau, Đoàn Phi cảm thấy mặt hơi ngứa, định giơ tay gãi. Nhưng cô biết lúc này phải nhịn, cô nhìn Tần Lâm với ánh mắt khẩn cầu. Tần Đại Sư, mặt tôi ngứa ngáy khó chịu quá, nếu tôi gãi thì có hủy hoại dung nhan không? Tần Lâm gật đầu, không sai, phải chịu, nhất định không được gãi. Đoàn Phi gật đầu, bắt đầu nghiến răng chịu đựng. Tần Lâm thấy trán cô chảy mồ hôi, thực sự có chút khó chịu. Thế này đi, để tôi kiểm soát giúp cô. Nói xong, Tần Lâm lấy một cây kim châm, đâm vào eo bàn tay trái của Đoàn Phi. Lập tức Đoàn Phi cảm thấy lòng bàn tay mình hơi đau, giống như bị tiêm vậy, mặc dù không dễ chịu cho lắm nhưng mặt không cảm thấy ngứa nữa. Tần Lâm cười, như này tốt hơn hay lúc nãy tốt hơn? Đoàn Phi lập tức gật đầu, bây giờ đỡ hơn. Đau một tí nhưng dễ chịu hơn ngứa. Đoàn Phi bó thuốc tầm một tiếng đồng hồ, sau đó dùng nước sạch rửa đi, vết sưng phù trên mặt đã biến mất, cô lập tức mừng rỡ. Tần Đại Sư đúng là danh bất hư truyền, không ngờ rằng bệnh này lại chữa dễ dàng như thế, người trong phòng trang điểm phải nhờ cậy Tần Đại Sư rồi. Tần Lâm lắc đầu, chỉ có bệnh của cô là đơn giản thôi, bởi vì cô bị nhiễm khá nhẹ, nếu như là nguồn lây bệnh, hoặc những người bị nhiễm nặng thì sẽ rất phiền phức. Đoàn Phi không hiểu rốt cuộc là thế nào, dù sao thì cũng chữa khỏi bệnh rồi, đây là một chuyện tốt. Bây giờ tôi sẽ đi thông báo mọi người đến đại sảnh họp. Lời nói của Đoàn Phi rất có trọng lượng, lập tức kêu gọi tập hợp tất cả, mọi người lấy ghế ngồi ở trước cửa phòng của mình, giữ khoảng cách, đề phòng bị nhiễm thêm lần nữa. Chị Đoàn, sao mặt lại khỏi vậy? Chị uống thuốc gì vậy? Chị Đoàn khỏi thật rồi, bác sĩ nào chữa cho chị vậy? Có phải là chủ nhiệm Điền không? Chủ nhiệm Điền chữa bệnh cho tôi trước đi, tôi bị nặng hơn chị Đoàn. Chủ nhiệm Điền đứng bên cạnh, sắc mặt hơi khó xử, bệnh này không phải cho ông ta chữa, cũng không dám phát biểu. Đoàn Phi nói, bệnh này không phải do chủ nhiệm Điền chữa khỏi mà là cậu Tần. Bây giờ để cậu Tần nói qua về bệnh tình cho mọi người. Tần Lâm đứng trước mặt mọi người, biểu cảm hơi kỳ quái, nhìn một vòng, tất cả đều là nữ minh tinh xinh đẹp. Tần Lâm nói, bệnh này cần phải tìm nguồn lây nhiễm, cũng chính là người đầu tiên bị mắc bệnh này. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất của căn bệnh này, đó là sự di truyền trong gia đình nam giới, thông qua quan hệ tình dục truyền cho nữ giới, sau đó virus bắt đầu lây lan. Tần Lâm vừa dứt lời. Mặt tất cả các cô gái đều biến sắc, bốn mắt nhìn nhau, lộ vẻ mặt hoài nghi. Anh có ý gì chứ? Ý anh là chúng tôi có quan hệ không đàng hoàng với đàn ông sao? Tần Lâm nhìn người phụ nữ đó rồi bình thản nói. Không sai, trong các người có một số thành phần có lối sống buông thả, lên giường với đàn ông, lây lan loại virus này, sau đó thông qua sự đột biến trong cơ thể nữ giới trở thành bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh nhẹ thì có chữa khỏi thông qua thuốc Bồ Công Anh. Nhưng nếu nặng thì nhất định phải hòa máu của nguồn lây nhiễm với Bồ Công Anh thì mới được. Lời nói của Tần Lâm rất rõ ràng, bây giờ người bị bệnh đều là nữ, bởi vì chỉ có những người phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40 mới mắc phải. Còn nam giới mặc dù không bị lây loại bệnh này nhưng bọn họ mới là nguồn lây nhiễm thực sự. Gen của mỗi người đàn ông đều khác nhau, vì thế cần phải trị tận gốc. Cách tốt nhất đó là dùng huyết thanh của bọn họ kết hợp với phương thuốc lúc nãy của Tần Lâm thì mới có thể giải quyết được. Tất cả nữ minh tinh lập tức biến sắc, trong đó có một cô gái trẻ đứng phát dậy nói. Đúng là vớ vẩn, chúng tôi toàn là người độc thân, làm gì có quan hệ không đàng hoàng, tốt nhất anh đừng có ăn nói lung tung, nếu không tôi sẽ kiện anh tội phỉ báng. Đây là chương trình của nhóm nữ, toàn là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, nếu như truyền ra ngoài bọn họ quan hệ nhăng nhít. Đó là danh tiếng xấu, hình tượng sẽ bị thủy hoại. Lúc nãy Tần Lâm không nói rõ ràng với Đoàn Phi là vì nguyên nhân này, người trong giới giải trí rất chú trọng đến tiền đồ và hình tượng của bản thân, thậm chí có người thà bị bệnh chứ không chịu nói sự thật, điều này khiến Tần Lâm khá đau đầu. Những nữ minh tinh khác cũng đứng dậy, ai ai cũng nổi giận đùng đùng. Đúng vậy, anh là bác sĩ ở bệnh viện nào hả, sao lại dám nói nhăng nói cuội như thế, chúng tôi chỉ bị chút bệnh ngoài da. Liên quan gì đến lối sống chứ? Tôi nói cho anh biết, anh đang phỉ báng chúng tôi, anh nói lăng tinh tinh sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi, từ đó gây ra tổn thất về kinh tế, anh đền nổi không? Mấy người quản lý cũng đứng dậy,
nhìn bốn xung quanh xem có ai quay lén không rồi kiểm soát hiện trường, họ nói. Vị bác sĩ này, tốt nhất anh nên chịu trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình, nếu anh còn ăn nói linh tinh, tôi sẽ báo cảnh sát dẫn anh đưa. Thấy mọi người phản ứng dữ dội như thế, Đoàn Phi cau mày lại. Được rồi, đừng lo lắng, chữa bệnh là điều quan trọng nhất. Dù sao Đoàn Phi cũng là chị đại, chỉ bằng một câu nói lập tức khiến mọi người im lặng. Có điều vẫn có không ít quản lý lộ vẻ mặt khó chịu bực bội. Chị Đoàn cho dù là bác sĩ khám bệnh cũng không thể đi quản cuộc sống riêng tư của người khác chứ. Người này nói hơn quá đáng rồi đấy đúng không? Đoàn Phi lắc đầu, mọi người nên nghe theo lời bác sĩ đi. Bác sĩ Tần nói rồi, nguồn lây nhiễm là nam giới. Gần đây có ai qua lại với đàn ông không? Nói sự thật đi, đừng làm chậm trễ bệnh tình của mọi người. Mặc dù Đoàn Phi là chị đại, nhưng không phải ai cũng chịu phục. Tất cả đều là nữ minh tinh, ai nhún nhường ai chứ? Chị Đoàn, câu nói này có chút khó nghe, rõ ràng chúng tôi không làm, lẽ nào bắt phải nhận sao? Nói xong, mấy cô gái xinh đẹp nhìn Tần Lâm nói. Nếu anh chữa được thì chữa, không chữa được thì cút đi, anh không biết chữa thì vẫn còn bác sĩ khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng rồi, chúng tôi cũng không nói là nhất định phải cần anh chữa, anh mau cút đi. Mau lên, gọi bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài đi, không có tài cán cứ đứng đó ăn nói linh tinh, anh coi chúng tôi là ai chứ? Mấy cô gái bắt đầu công kích Tần Lâm, như thể anh đoán trúng tim đen của bọn họ vậy. Đoàn Phi cau mày lại, vẫn định nói gì đó, đột nhiên Tần Lâm cười rồi nói với cô. Nếu đã như thế thì tôi về trước, Đoàn Phi bệnh của cô đã chữa khỏi rồi, đừng tiếp xúc với bọn họ không lại bị nhiễm lại, mấy ngày này cũng đừng trang điểm, chỉ chú ý mấy điều vậy thôi. Nói xong, Tần Lâm cởi khẩu trang rồi rời đi. Đoàn Phi muốn nói gì nhưng lại thôi. Tô Văn Kỳ đứng bên cạnh quan sát, hừ lạnh lùng rồi nói, các người đúng là nực cười, có thần y ở đây mà cũng không cần, các người biết anh ấy là ai không? Không đợi Tô Văn Kỳ trả lời, chủ nhiệm Điền đứng yên bất động ở một chỗ đột nhiên nói. Cậu ta là Tần Đại Sư sao? Người khác không biết nhưng chủ nhiệm Điền đương nhiên biết, dù sao cũng là trưởng khoa bệnh viện trung tâm. Đã từng tận mắt chứng kiến y thuật của Tần Đại Sư, có điều khi nãy lúc vào trong anh mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, đeo kính nên không nhận ra. Kết quả Tần Lâm vừa cởi khẩu trang, ông ta lập tức nhận ra. Đây chẳng phải Tần Đại Sư sao? Nghĩ đến lúc nãy bản thân đã làm chuyện gì? Ra vẻ với Tần Đại Sư sao? Nói Tần Đại Sư không có trình độ. Lúc này chủ nhiệm Điền cảm thấy hai chân mềm nhũn, chỉ muốn tát vào mặt mình một phát. Chủ nhiệm Điền nói xong, những người khác cũng ngây người ra. Tần Đại Sư, anh ta là Tần Đại Sư sao? Những người có mặt ở đây đều làm trong giới giải trí, đương nhiên biết rõ Đại hội Đông Y mà Đài truyền hình Trung ương từng tổ chức, Tần Đại Sư là nhân vật gây chấn động khi đó. Hơn nữa từng có tin đồn với Tô Văn Kỳ và Liễu Thanh Thanh, đúng là rung trời chuyển đất. Không ngờ rằng, vị thanh niên trẻ tuổi vừa nãy lại là Tần Đại Sư. Y thuật của Tần Đại Sư đã nhận được sự chứng thực của rất nhiều người, vì thế được Tần Lâm chữa bệnh cho, chắc chắn sẽ khỏi. Kết quả bây giờ thì hay rồi, nhân vật lừng lẫy như Tần Đại Sư lại bị đuổi ra ngoài. Đám người này đúng thật là hối hận cũng không kịp. Có điều nghĩ đến vấn đề mà Tần Đại Sư vừa hỏi, đám nữ minh tinh đó lại thấy không hối hận nữa, ai ai cũng cười khẩy nói. Tần Đại Sư thì sao chứ, cũng không phải chỉ có mình anh ta chữa được bệnh. Bệnh viện nhiều chuyên gia như thế, lẽ nào đều vô tích sự sao? Tôi không tin không tìm được một người chữa khỏi bệnh cho chúng ta. Không sai, cũng không phải bệnh ung thư hay bệnh phải chết đi sống lại gì, lẽ nào bệnh da liễu lại khó chữa vậy sao? Tôi có nghe nói lúc đầu Liễu Thanh Thanh cũng mắc bệnh da liễu toàn thân, đó là bệnh khó chữa rất đáng sợ, nhưng vẫn có người chữa khỏi được, lẽ nào người ta không phải là bác sĩ sao? Tôi nghe nói bệnh của Liễu Thanh Thanh là do Tần Đại Sư chữa khỏi. Mọi người bàn tán xôn xao, ít nhiều gì cũng thấy khó xử, nhưng cũng chẳng có ai nói gì, Tần Đại Sư cũng đã đi rồi, hơn nữa câu hỏi của anh nhạy cảm quá, chẳng ai muốn trả lời. Chủ nhiệm Điền, tất cả trông chờ vào ông, tốt nhất ông nên gọi tất cả chuyên gia của bệnh viện qua đây, khám xem rốt cuộc là bệnh gì. Chuyện đã đến nước này rồi, chủ nhiệm Điền chỉ có thể gật đầu. Được thôi. Tôi đi xin ý kiến của viện trưởng. Chủ nhiệm Điền thấy hơi lo sợ, nếu để viện trưởng biết được,
Tần đại sư bị bọn họ đuổi đi, ông ấy chắc chắn sẽ nổi điên. Tô Văn Kỳ cười khẩy, bất lực lắc đầu, tôi hết thời gian cách ly rồi, tôi đi đây. Mời Tần đại sư đến giúp mà cũng không chịu nói sự thật, đó là chuyện của bản thân các cô, tôi hết cách rồi. Nói xong, Tô Văn Kỳ quay người rời đi. Nhìn bóng người của Tô Văn Kỳ, sắc mặt mọi người có chút khó xử, có một số thành phần không phục. Có điều hết cách rồi, Tô Văn Kỳ là chị đại, cũng không bị nhiễm bệnh, ăn nói hùng hồn là điều đương nhiên. Đoàn Phi thấy thế cười nhạt rồi nói. Tôi còn phải cách ly 8 tiếng nữa là xong, đến khi đó tôi sẽ rời đi ngay, nếu như các người hối hận rồi, có thể sai người đi cầu xin Tần đại sư. Nói xong Đoàn Phi trở về phòng trang điểm của mình, đóng cửa lại, không gặp bất cứ ai. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, sau khi liếc nhau xong, mọi người cũng trở về căn phòng của mình. Một ngôi sao nữ tên Tiểu Văn sau khi vào phòng đột nhiên cảm thấy rất lạnh, lấy hai cái áo khoác choàng bên ngoài. Vừa rồi Tiểu Văn là người hung dữ nhất với Tần Lâm, cô ta cũng là ngôi sao nữ có tiếng nói nhất trong những nữ minh tinh ở đây. Đúng là điên hết cả người, sao lại lạnh thế, tắt điều hòa đi cho tôi, Tiểu Văn hét lớn. Quản lý ngây người, liếc nhìn điều hòa rồi nói với Tiểu Văn. Tiểu Văn à, điều hòa đang mở chế độ gió ấm mà. Tiểu Văn nói, hả? Gió ấm sao? Sao có thể chứ? Tiểu Văn cảm thấy bản thân giống như đang rơi xuống hầm băng vậy, lạnh như vậy thì không thể là chế độ gió ấm được. Quản lý chau mày, Tiểu Văn, không phải em bị sốt đấy chứ? Quản lý vội tiến đến sờ vào trán Tiểu Văn, mặt đột nhiên biến sắc. Ai da, Tiểu Văn em nóng quá. Trán cô ta nóng bỏng cả tay, chắc chắn là bị sốt rồi, hơn nữa còn là sốt cao. Tiểu Văn ngây người, bị sốt? Không phải chứ. Người bình thường bị sốt thì thường đi kèm với triệu chứng chóng mặt, đi đứng không vững, cảm giác cơ thể lâng lâng, nhưng lần này Tiểu Văn bị sốt hoàn toàn không có cảm giác gì, ngoài việc cảm thấy lạnh toàn thân thì hoàn toàn giống như người bình thường. Nhưng càng như vậy lại càng sợ. Cơ thể bị sốt là vì tế bào trong cơ thể đang chống lại virus cho nên mới nóng lên, đây là trạng thái bình thường của cơ thể. Cho nên khi cơ thể bị sốt sẽ kèm theo một số triệu chứng như đứng không vững, chóng mặt buồn ngủ. Nhưng bây giờ cơ thể không có chút phản ứng nào lại chứng minh rằng các chức năng của cơ thể đang suy giảm. Một khi lên cơn sốt, virus không chết, vậy thì tình trạng cơ thể đang thay đổi đột ngột, e là sẽ trở lên vô cùng nghiêm trọng. Quản lý sợ hãi vội gọi cho chủ nhiệm Điền. Chủ nhiệm Điền kiểm tra một lúc rồi liên tục lắc đầu. Không được rồi. Tôi phải gọi chuyên gia khoa hô hấp của chúng tôi tới, chuyện này không nằm trong lĩnh vực tôi điều trị. Nói xong, chủ nhiệm Điền ra ngoài gọi điện thoại. Gọi điện thoại xong, chủ nhiệm Điền nhớ đến lời Tần đại sư nói lúc trước. Đây là bệnh thấp khớp miễn dịch, có liên quan nhiều đến bệnh về da, nếu có liên quan thì sẽ liên quan đến cả đường hô hấp, bởi vì có khả năng sẽ lên cơn sốt, viêm phổi. Quả thực là phát sốt rồi. Chủ nhiệm Điền nói với Tiểu Văn, Tần đại sư liệu sự như thần, vừa rồi cậu ấy đã dự đoán được hết những chuyện này, hơn nữa còn nói với tôi rồi, chỉ có điều ban đầu tôi không tin. Hay là, mọi người mời Tần đại sư về được không? Tiểu Văn chau mày, hừ lạnh một tiếng, không cần. Chẳng phải chỉ là phát sốt thôi sao, uống thuốc hạ sốt là được rồi. Nói xong, Tiểu Văn đắp áo lên người nằm lên giường, đắp thêm một chiếc chăn dày nữa rồi chờ bác sĩ đến. Tầm 10 phút sau, chuyên gia của khoa hô hấp đến, kiểm tra kỹ một lượt, đột nhiên chau mày, vẻ mặt trở lên rất khó coi. Không được rồi, với tình trạng của bệnh nhân thì buộc phải vào phòng ICU rồi. Tiểu Văn và quản lý đột nhiên kinh ngạc. Cái gì, ICU, có đến mức đấy không? Tiểu Văn vẫn còn tỉnh táo, buộc phải vào phòng ICU sao? ICU là phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ những người có bệnh tình vô cùng nghiêm trọng mới được đưa vào đấy để cấp cứu. Bây giờ Tiểu Văn chỉ phát sốt thôi vậy mà bác sĩ đã bảo là đưa vào phòng ICU rồi, quá kinh khủng. Chuyên gia khoa hô hấp giơ nhiệt kế lên rồi nói. Nhìn đi, bây giờ Tiểu Văn đã sốt đến 42 độ rồi, có biết 42 độ là gì không? Hai người đều hít một ngụm khí lạnh. 42 độ. Nhiệt độ của người trưởng thành bình thường mà vượt quá 38 độ thì đã được coi là sốt cao rồi, chỉ có trẻ con mới sốt hơn 40 độ thôi. Nhiệt độ cơ thể của người trưởng thành vượt qua 40 độ sẽ để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa người bệnh tăng nhiệt độ đến mức này bình thường đều hôn mê bất tỉnh rồi, thậm chí có người còn bắt đầu nói năng lung tung nữa.
nhưng nhiệt độ cơ thể của Tiểu Văn đã hơn 40 độ vậy mà vẫn còn vô cùng tỉnh táo, chuyện này quá kỳ lạ, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện gia khoa hô hấp cũng không dám chậm trễ, vội chuyển Tiểu Văn đến phòng ICU. Tiểu Văn sợ hãi hòa khóc, lúc này toàn thân cô ta đỏ bừng, những mảng mẩn đỏ ngày càng lan rộng, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Tôi sai rồi, tôi phải đi cầu xin Tần Đại Sư, mọi người giúp tôi cầu xin Tần Đại Sư đi, tôi nói, cái gì tôi cũng nói, bảo Tần Đại Sư đến cứu giúp tôi đi. Chuyên gia nghe vậy liền dừng lại một chút. Nếu thật sự có thể mời Tần Đại Sư thì chắc chắn sẽ khỏi. Tần Đại Sư rất có uy danh ở Bệnh viện Trung ương, phòng khoa nào cũng vô cùng tin tưởng Tần Đại Sư, chỉ cần nhắc đến ba chữ Tần Đại Sư thì đến cả viện trưởng cũng phải kính nể. Tiểu Văn nghĩ một lúc rồi vội vàng nói. Đi, đi cầu xin chị Đoàn. Nếu Tô Văn Kỳ ở đây, cô ta sẽ cầu xin Tô Văn Kỳ đầu tiên, dù gì Tô Văn Kỳ cũng có quan hệ thân thiết với Tần Đại Sư nên cầu xin Tô Văn Kỳ chắc chắn sẽ có tác dụng hơn. Nhưng bây giờ không có Tô Văn Kỳ ở đây, chỉ có thể đi cầu xin Đoàn Phi, Đoàn Phi cũng có chút quan hệ với Tần Lâm, người ta vừa mới chữa khỏi bệnh cho Đoàn Phi mà. Vài phút sau, Đoàn Phi đi đến cửa phòng, đeo khẩu trang không chịu vào, đứng xa nói. Tiểu Văn, gọi tôi có chuyện gì, nói đi. Tiểu Văn bị quấn như cái bánh chưng, khó khăn đứng dậy đi đến cửa phòng nhìn Đoàn Phi ở bên ngoài rồi nói. Chị Đoàn, xin chị hãy liên lạc với Tần Đại Sư, em sẽ xin lỗi anh ấy, em cầu xin anh ấy cứu em. Nhìn thấy Tiểu Văn làm bộ đáng thương, Đoàn Phi chau mày, hừ lạnh. Sớm biết có lúc này, vừa rồi còn làm cái trò gì hả? Hừ, chờ đó. Nếu không phải thấy bộ dạng sắp chết của Tiểu Văn, Đoàn Văn cũng chẳng thèm để ý cô ta. Cô ấy gọi video cho Tần Lâm, anh nhanh chóng bắt máy, hai người nhìn thấy đối phương trên màn hình. Cậu Tần, nhìn này. Quay ống kính camera, màn hình hiện lên hình ảnh của Tiểu Văn, bây giờ cô ta đang đứng bên bờ vực sụp đổ, quỳ luôn xuống đất, bắt đầu cúi lại Tần Lâm. Tần Đại Sư cứu mạng, là tôi có mắt như mù, là quan hệ lung tung, cái gì tôi cũng đồng ý, xin Tần Đại Sư cứu mạng, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý. Nhìn thấy cảnh đó, Tần Lâm chau mày, trước đây thái độ của Tiểu Văn đối với Tần Lâm thực sự không dễ chịu cho lắm, muốn từ chối rồi nhưng cảm thấy cô ta có chút đáng thương, hơn nữa cũng có thái độ thành khẩn nên Tần Lâm chỉ đành gật đầu. Đợi đó, nhìn bộ dạng của cô chắc là đang sốt cao rồi. Đợi tôi 10 phút nữa. Nhìn thấy Tần Đại Sư, chuyên gia khoa hô hấp vội vàng hỏi. Tần Đại Sư, bệnh nhân đang sốt 42 độ, có cần đưa vào phòng ICU không? Tần Lâm lắc đầu, tạm thời không cần đâu, cơ thể của bệnh nhân vẫn ổn, trong vòng mấy tiếng nữa sốt cao cũng không có vấn đề gì, yên tâm đi. Nghe thấy Tần Đại Sư nói như vậy, chuyên gia mới thở phào một hơi. Tần Lâm vẫn có tiếng nói nhất, Tần Lâm nói vậy, chuyên gia lập tức thở phào nhẹ nhõm, Tần Đại Sư nói không có vấn đề gì thì chắc chắn là như vậy. Sau khi tắt điện thoại, 10 phút sau, Tần Lâm lại xuất hiện lần nữa ở phòng trang điểm. Bây giờ phòng trang điểm toàn tiếng kêu la, ai ở trong này cũng mặt đỏ bừng bừng, sốt cao không giảm, hơn nữa những nốt mẩn đỏ ngày càng lan rộng, ngứa ngáy khó chịu, bọn họ kiếm cơm bằng nhan sắc, còn không dám gãi, có người còn nằm lăn lộn dưới đất kêu la gào khóc. Tần Lâm vừa đến, mọi người đều im lặng, nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt đầy mong đợi và áy náy. Tần Đại Sư, xin lỗi, cứu chúng tôi với. Tần Lâm gật đầu, lương y như từ mẫu. Những lời nói của các cô tôi không để ý đâu, nhưng phải nói thật, các cô quan hệ tình dục lung tung, đứng lên đi. Tiểu Văn không dám che giấu nữa, vội vàng đứng dậy. Tần Đại Sư, là tôi với anh ta. Tiểu Văn chỉ vào một người đàn ông đằng sau, mọi người đều đưa mắt sang, người đàn ông này là con nhà giàu, đang làm trợ lý cho người trong đoàn. Tất nhiên làm trợ lý không phải mục đích của anh ta, người ta con nhà giàu đâu có thiếu tiền. Chỉ là muốn tiếp xúc với ngôi sao nữ, tán tỉnh bọn họ mà thôi. Chuyện cả hai cùng tình nguyện thì chẳng ai có thể quản lý, nếu không phải xảy ra chuyện này thì cũng không có ai nói ra quan hệ của bọn họ. Còn có ai nữa? Ngoài Tiểu Văn ra thì còn có hai cô gái nữa cũng đứng dậy, bọn họ cũng từng quan hệ với tên con nhà giàu kia. Tên con nhà giàu kia sợ hãi, mặt tái mét, vội vàng bước tới trước mặt Tần Lâm, khách khí nói. Tần Đại Sư, tôi họ Chu. Tên là Chu Hiểu Minh, tôi có quan hệ với bọn họ thì có sao không?
Tần Lâm cũng chẳng hứng thú với việc làm đổi bại giữa bọn họ, chỉ biết là Chu Hiểu Minh có quan hệ với ba cô ngôi sao nữ, hơn nữa ba người bọn họ đều bị nghiêm trọng nhất. Nếu đã như vậy, chỉ cần chữa dứt điểm cho ba người này thì vấn đề đã dễ giải quyết hơn rất nhiều. Ba bệnh nhân nghiêm trọng nhất này nếu còn chậm trễ nữa thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh không sao, nhưng cần huyết tinh của anh. Gọi vài y tá tới để lấy máu cho anh ta, lấy lượng nhiều nhất có thể. Vâng, Tần đại sư. Tên Chu Hiểu Minh thấy cơ thể cũng khỏe mạnh, lấy chút máu chắc không thành vấn đề, chỉ cần không ngất xỉu là được. Huyết tương nhanh chóng được lấy xong, chia làm nhiều phần, mỗi phần được đựng trong một túi nhỏ. Tần Lâm lấy ra một cái túi, bên trong toàn là bồ công anh Tần Lâm đã chuẩn bị từ trước, đổ huyết tinh vào trộn với bồ công anh, đảo đều thành hỗn hợp sền sệt, sau đó đưa cho Tiểu Văn. Vẫn theo cách làm cũ, vừa bôi vừa cho Tiểu Văn uống, sau đó, phản ứng của Tiểu Văn vô cùng quằn quại, giống như sắp chết rồi, bắt đầu cào cấu khắp người. Quản lý giật mình, Tiểu Văn, không được, không được gãi. Em mà dám gãi, tương lai của em sẽ bị phá hủy. Những cô ngôi sao này kiếm tiền nhờ nhan sắc, một khi hủy hoại dung nhan thì tiền đồ cũng sẽ mất. Quản lý giữ chặt lấy Tiểu Văn, Tần Lâm nhân cơ hội đâm kim châm, đột nhiên Tiểu Văn ngừng lại, thẳng lưng lên, cơ thể dừng lại một chút. Tiểu Văn giống như bị điểm huyệt, không còn chút sức lực nào, nhắm mắt lại, giống như đang ngủ vậy. Tần Lâm gật đầu, được rồi, người tiếp theo. Mấy vị chuyên gia đứng bên cạnh nhìn ngây ngốc. Tần đại sư, vậy là xong rồi sao? Tần Lâm gật đầu, chau mày lại nói, điều kiện có hạn, tốc độ hơi chậm, những thứ còn lại mọi người xử lý đi. Dù gì cũng không phải ở bệnh viện, có nhiều thứ không được tiện, nếu có thiết bị và môi trường thích hợp, anh chắc chắn sẽ xử lý nhanh hơn. Nghe Tần Lâm nói vậy, mấy vị chuyên gia ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng trợn tròn mắt. Tần đại sư tài giỏi thật, lại còn bảo là xử lý vẫn còn chậm. Căn bệnh nghiêm trọng như thế này làm khó biết bao nhiêu bác sĩ, vậy mà vào tay Tần đại sư chỉ cần mấy phút đồng hồ. 5-6 phút. Nhưng Tần đại sư vẫn nói là chậm. Đây đúng là sự chênh lệch giữa người với người. Bọn họ còn chưa biết chữa trị như thế nào, Tần đại sư đã bắt đầu tăng tốc. Sau khi chữa khỏi cho Tiểu Văn, anh bắt đầu chữa trị cho những người khác, chưa đến nửa tiếng sau, tất cả mọi người đã được Tần Lâm điều trị xong. Mức độ truyền nhiễm của mọi người không giống nhau, càng về sau chữa trị càng nhẹ nhàng hơn. Mấy vị chuyên gia thấy Tần Lâm chỉ dùng những nguyên liệu đơn giản như bồ công anh, lập tức vô cùng kinh ngạc. Tần đại sư, nguyên liệu thuốc đơn giản quá vậy. Một vị thuốc đơn giản như vậy mà có thể chữa khỏi một căn bệnh phức tạp, đúng là chưa từng nghe bao giờ. Dược lý đông y vô cùng phức tạp, rất ít khi dùng một vị thuốc mà có thể chữa khỏi bệnh, đa số đều là những căn bệnh hiếm gặp vô cùng đặc biệt. Tần Lâm cười, dược lý không khó, chẩn đoán bệnh mới khó. Lời nói của Tần Lâm làm mọi người mở rộng tầm mắt. Dược lý đương nhiên không khó, khó là chẩn đoán bệnh, lúc trước bọn họ không chẩn đoán ra bệnh gì cho nên tất nhiên không thể chữa bệnh. Máy móc hiện đại như thế nào, chuyên gia giỏi như thế nào cũng không thể chẩn đoán ra bệnh gì, nhưng vào tay Tần đại sư lại vô cùng đơn giản. Y thuật của Tần đại sư thật sự khiến người khác vô cùng kính phục. Sau khi chữa trị xong, Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, không để ai nguy hiểm là được rồi, bệnh này thật ra khá phiền phức, vô cùng khó giải quyết, phát hiện sớm thì có thể chữa trị, nếu phát hiện muộn thì hậu quả khó lường. Tần Lâm chào Đoàn Phi một cái rồi rời đi. Qua một đêm, sáng sớm hôm sau những ngôi sao nữ đều tỉnh lại, nhìn thấy da đã trở lại bình thường, những nốt mẩn đỏ đã biến mất mọi người đều mừng rỡ. Khỏi rồi, thật sự khỏi rồi. Còn tưởng cơn bạo bệnh này đã phá tan tiền đồ của bọn họ chứ, kết quả là bây giờ đã tốt lại rồi, giải quyết nhanh thật. Tiểu Văn tìm đến Đoàn Phi hỏi. Chị Đoàn, Tần đại sư đâu, chúng tôi phải trả bao nhiêu tiền chữa bệnh cho Tần đại sư mới phải? Đoàn Phi cười lạnh, đưa tiền chữa bệnh gì, chẳng qua là Tần đại sư nể mặt Tô Văn Kỳ nên mới giúp thôi, tiện tay chữa bệnh cho các cô, không lấy tiền. Nói xong, Đoàn Phi liền rời đi. Đoàn Phi đương nhiên không thèm để ý đám nhóc này, cũng chẳng thèm nể mặt bọn họ. Tiểu Văn nhìn theo hình bóng của Đoàn Phi, có chút ngơ ngác. Tần đại sư, thật sự không hổ danh là đại sư. Hai chữ đại sư, không đơn giản vì y thuật mà còn là một loại khí phách. Sau khi Tần Lâm rời đi, ngày hôm sau liền nhận được điện thoại của trường học,
hình như lớp Tần Nha Nha phải gặp phụ huynh gì đấy. Sau khi Tần Lâm và Tần Nha Nha gặp lại nhau, dì hai Đường Mẫn cũng thường xuyên đến trường thăm, nhà họ Tần chỉ còn hai đứa cháu, Đường Mẫn đương nhiên coi như châu báu. Đặc biệt là cô nhóc Tần Nha Nha, bà ấy lại càng yêu thương hơn cả. Cho nên Tần Lâm cũng thoải mái nhiều, không phải quản lý trẻ con, giáo viên biết Tần Lâm là lão đại tài trợ 100 triệu, cùng không dám tùy tiện gọi điện thoại quấy rối, chuyện có thể giải quyết thì tự giải quyết luôn. Nhưng lần này khá rắc rối, giáo viên không dám tự quyết định đành gọi điện thoại cho Tần Lâm. Đến trường, nhìn thấy Nha Nha băng bó tay trong văn phòng, Tần Lâm đột nhiên chau mày. Anh vô cùng thương yêu Tần Nha Nha, đây là em gái của anh, dụng một sợi tóc anh cũng thương, vậy mà bây giờ cô bé lại bị thương. Bây giờ giáo viên và hiệu trưởng đều đứng trong văn phòng, nhìn thấy Tần Lâm bước vào, vẻ mặt ai cũng áy náy. Cậu Tần, thật sự xin lỗi, là chúng tôi chăm sóc không chu đáo, để Nha Nha bị thương. Tần Lâm gỡ lớp băng ra nhìn một cái, vết thương không quá nghiêm trọng, kịp thời xử lý nên cũng không có ảnh hưởng gì. Dù vậy nhưng Tần Lâm vẫn vô cùng bất mãn. Em sao thế, đánh nhau với người ta à? Nha Nha cong môi không lên tiếng. Hiệu trưởng bước lên nói, cậu Tần, thật sự xin lỗi, là chúng tôi không chăm sóc chu đáo, để cô bé và bạn đánh nhau, thực sự xin lỗi. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, trẻ con đánh nhau là chuyện khó tránh khỏi, nhưng xuất thân của Tần Nha Nha có chút đặc biệt cho nên anh vẫn khá chú ý. Tại sao lại đánh nhau, hai người đã tìm hiểu chưa? Chủ nhiệm của Tần Nha Nha nói, cậu Tần, là vì tiết mục văn nghệ ngày mai, hai đứa trẻ biểu diễn tiết mục, không ai chịu nghe ai nên mới đánh nhau. Tần Lâm nghe vậy, khẽ cười, thì ra là chuyện này. Không ngờ từ nhỏ trẻ con đã có lòng hiếu thắng, mặc dù tranh giành là không đúng, nhưng so tài học tập, so tài năng thì cũng là cạnh tranh bình thường, là một phụ huynh không thể hạn chế trẻ con quá. Ý thức cạnh tranh nên có từ bé. Giáo viên chủ nhiệm nói, Tần Nha Nha và một bạn nữ tên Miu Miu cùng biểu diễn, ai cũng nói mình biểu diễn tốt nên hai đứa đánh nhau. Tần Lâm cười, không sao, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, cô bé kia có bị thương không? Cũng bị thương như nhau, phụ huynh của Miu Miu đang trên đường tới. Tần Lâm gật đầu cũng không nói gì, trẻ con đánh nhau trên trường là chuyện bình thường, cho dù là học sinh nữ cũng vậy. Không xảy ra chuyện gì lớn, là phụ huynh bình thường đều giải quyết trong hòa bình. Vài phút sau, một người phụ nữ bước vào cửa mang theo một bé gái. Người phụ nữ này trang điểm xinh đẹp, vừa nhìn là biết một quý cô thứ thiệt, đeo khẩu trang và kính râm, nhìn có vẻ không tầm thường. Đưa bé gái vào phòng, chân bé gái cũng quấn băng gạc, nhìn là biết dấu vết đánh nhau với Tần Nha Nha, nhưng trẻ con đánh nhau thì có chuyện gì chứ, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Đều là kiểu vết thương không cần Tần Lâm đích thân ra tay xử lý. Sau khi bước vào phòng, Tần Lâm muốn nói chuyện với phụ huynh kia một tiếng. Hai bên xin lỗi nhau coi như tỏ thành ý. Vừa định lên tiếng thì người phụ nữ đã cướp lời, nói rất gắt gỏng. Con nhóc đánh con gái tôi đây phải không? Phụ huynh dạy bảo kiểu gì vậy? Một câu nói đó đã khiến Tần Lâm chau mày lại, chuyện hai đứa trẻ đánh nhau cũng có phải do một người đâu, là hai đứa cùng đánh mà, hơn nữa hai đứa bé đều bị thương, người phụ nữ này vừa vào đã lớn tiếng chất vấn khiến người khác khó chịu. Tần Lâm chau mày. Hai đứa nhóc này đều có lòng hiếu thắng cao, trẻ con đánh nhau có gì đáng ngại đâu. Người phụ nữ thấy Tần Lâm nói cũng nhã nhặn, vẻ mặt mới dịu xuống một chút. Miu Miu, con nói xem hai đứa tại sao lại đánh nhau. Miu Miu nhìn có vẻ ngang bướng, chắc đây là thói quen làm công chúa ở nhà. Tiết mục biểu diễn của cậu ta không hay bằng của con, mà còn muốn đấu với con, hừ. Tần Nha Nha chau mày, vẻ mặt khó chịu. Tiết mục của cậu có gì hay chứ, tiết mục của tôi mới là hay nhất. Tần Lâm cười cũng không lên tiếng, trẻ con thích tranh giành những thứ này cũng là điều bình thường, chuyện này cũng giống như so thành tích học tập thôi, càng thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ, nếu đã muốn so sánh thì để bọn nhóc so đi. Người phụ nữ lại cười lại, đúng là nói khoác mà không biết ngượng mồm, nhóc con biết tôi là ai không hả? Nói xong, người phụ nữ tháo kính và khẩu trang xuống. Nói cho nhóc biết. Tôi là Vương Triệu Linh. Xem, người quản lý quyền lực nhất, bao giờ chưa? Tôi chính là Vương Triệu Linh của, người quản lý quyền lực nhất. Người phụ nữ vừa tháo kính và khẩu trang xuống, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lập tức nhận ra. Đúng là Vương Triệu Linh. Vương Triệu Linh,
quản lý có tiếng trong giới giải trí, dẫn dắt một số nghệ sĩ nổi tiếng, sau đó làm một chương trình tên là Người quản lý quyền lực nhất, cô ta được biết đến với sự chua ngoa và tính tình nóng nảy. Không ngờ người thật bên ngoài cũng như vậy, nói chuyện ngang ngược phách lối. Vương Triệu Linh nói, tiết mục của nhóc hay hơn tiết mục của con gái tôi. Tôi là người quản lý của giới giải trí đấy, tôi luyện tập cho con gái tôi đấy, chẳng lẽ lại thua kém nhóc con sao? Nhóc thú vị thật đấy. Tần Nha Nha cong môi, có chút không phục, nhưng không dám cãi lại người lớn, chỉ tỏ vẻ tủi thân thôi. Tần Lâm kéo Nha Nha dậy, sờ đầu cô bé rồi nói. Không sao đâu, biểu diễn thôi mà, không cần phải phân cao thấp, tiết mục của em nhất định cũng rất hay, sẽ có rất nhiều người thích xem. Tần Nha Nha nhìn Tần Lâm, gật đầu, cũng thấy an ủi phần nào. Vương Triệu Linh nghe vậy liền cười lạnh, cái gì mà không cần phải phân cao thấp. Nếu là cuộc thi văn nghệ thì chắc chắn phải phân cao thấp, phải rèn luyện ý thức cạnh tranh từ nhỏ cho trẻ. Chỉ có điều tiết mục của con gái tôi có chuyên gia là tôi đây hướng dẫn, những tiết mục khác không thể so sánh được, nhóc nhà cậu cứ an phận làm nền đi. Tần Lâm chau mày, anh chẳng quan trọng việc này nhưng Vương Triệu Linh hung hăng ngang bướng, tỏ vẻ phải so bì tị nạnh với người khác khiến anh có chút khó chịu. Chẳng qua chỉ là người có chút kiến thức trong giới giải trí thôi mà, có lợi thế đến vậy sao? Vương Triệu Linh cười khẩy, ha ha, là cậu nói đấy, có chút kiến thức trong giới giải trí thôi mà. Có giỏi thì cậu tìm người về đây giúp nhóc nhà cậu luyện tập tiết mục đi, rồi thi đấu thử. Vương Triệu Linh đúng là lòng dạ hẹp hòi chẳng giống người lớn chút nào, còn đi so đo với một đứa trẻ, khiến người ta chán ghét. Thi đấu sao? Được, tôi cũng muốn xem chị có bản lĩnh lớn như thế nào. Tần Lâm có chút tức giận, nếu đã muốn so đo như vậy thì thi thử xem rốt cuộc là ai thắng. Vương Triệu Linh ngây người, không ngờ Tần Lâm dám nhận lời thách đấu. Đột nhiên cười lạnh. Cậu biết tôi là ai mà vẫn dám đấu với tôi sao? Cậu biết tấu hài thật đấy, chỉ thi đấu bình thường thì không có gì thú vị, hay là cá cược cái gì đấy? Tần Lâm cười lạnh, cá cược cái gì, chị nói đi. Vương Triệu Linh nói, người thua sẽ phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người, thấy thế nào? Vương Triệu Linh vừa dứt lời, hiệu trưởng và giáo viên đột nhiên căng thẳng. Không được đâu, phụ huynh. Chỉ là bọn trẻ đùa nhau thôi, không cần thiết phải như vậy. Chuyện này vốn chỉ là chuyện trẻ con trêu đùa nhau thôi, Vương Triệu Linh cứ phải làm quá lên, nghiêm trọng như vậy, thua còn bắt quỳ. Đúng là quá mệnh quảng. Tần Lâm cũng là người tài trợ 100 triệu, ai cũng không dám đắc tội, theo hiệu trưởng thấy, phụ huynh Vương Triệu Linh cũng là người quản lý trong giới giải trí, tập luyện tiết mục mẫu giáo cũng không phải chuyện đơn giản. Đến lúc đó bắt Tần Lâm quỳ xuống xin lỗi trước mặt nhiều giáo viên và học sinh như vậy. Sau này ai thèm tài trợ nữa chứ? Hiệu trưởng và giáo viên đều đứng ra làm hòa, nhưng Tần Lâm cười lạnh. Nếu đã như vậy thì như chị mong muốn, ngày mai sẽ thi. Nghe thấy Tần Lâm nói vậy, hiệu trưởng đứng đơ tại chỗ, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cậu Tần kích động quá, vụ cá cược này một khi đã chốt thì không rút lui được. Đến lúc đó cậu Tần thua tơi bời. Quỳ xuống trước mặt mọi người thì mặt mũi lãnh đạo nhà trường phải để ở đâu, hòa giải cũng không hòa giải được. Vương Triệu Linh hừ lạnh, được, nếu đã như vậy thì ngày mai sẽ rõ. Nói xong, Vương Triệu Linh lập tức dắt Miêu Miêu rời đi. Sau khi ra khỏi cửa, Miêu Miêu hỏi. Mẹ, ngày mai con sẽ thắng sao? Vương Triệu Linh cười nói, có mẹ đây, con nói xem có thắng được không? Mẹ sẽ giúp con tìm hai chị gái đến giúp con nhảy. Chắc chắn con sẽ thắng. Miêu Miêu kích động hỏi, tìm hai chị, là chị Tiểu Văn trong nhóm SF sao? Vương Triệu Linh ngây người, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải, là thiếu nữ thiên đàn, hai chị gái xinh đẹp con cũng từng gặp đó. Ồ, con biết rồi, Miêu Miêu cũng từng nghe nói đến thiếu nữ thiên đàn rồi, không phải là nhóm nhạc nổi tiếng, nhưng dù gì cũng chuyên nghiệp nên khá lợi hại. Có sự giúp đỡ của họ, tiết mục ngày mai của Miêu Miêu thắng chắc. Tần Nha Nha cong môi, cũng lo lắng. Anh ơi, em có thể thắng không? Tần Lâm cười, chắc có đấy. Không phải là tìm người đến biểu diễn hát hò nhảy múa thôi sao? Mặc dù Tần Lâm không đến nỗi phải mời Tô Văn Kỳ đến, nhưng anh vừa mới quen Tiểu Văn của nhóm nhạc nữ SF, chữa khỏi bệnh cho cô, nhờ giúp chút chuyện chắc không thành vấn đề. Tần Lâm gửi tin nhắn cho Đoàn Phi, lập tức có tin nhắn trả lời. Chính là Zalo của Tiểu Văn trưởng nhóm nhạc SF. Được kết bạn với Tần Lâm,
Tiểu Văn vô cùng vui vẻ, lịch sự gửi một tin nhắn. Chào Tần Đại Sư, cảm ơn anh đã chữa bệnh cho tôi, bây giờ tôi đã khỏe mạnh rồi, cảm ơn anh một lần nữa. Cô Tiểu Văn này lịch sự hơn lúc trước nhiều, sau khi biết được y thuật của Tần Lâm, cũng bị Tần Lâm cảm phục, vô cùng tin tưởng và ngưỡng mộ phẩm chất và y thuật của anh. Tần Lâm mở lời, cơ thể không sao là được, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Nói sơ qua về chuyện ở trường, Tiểu Văn lập tức đồng ý. Tần Đại Sư yên tâm, chút chuyện nhỏ này cứ để tôi lo. Sáng hôm sau, trường học tổ chức sự kiện, sân khấu, đài chủ tịch, khán đài. Đương nhiên rồi, một trường học hệ 9 năm, quy mô tổ chức văn nghệ không phải to lắm, hơn nữa dù là nhà trẻ nhưng lực lượng chính của buổi văn nghệ là học sinh tiểu học và trung học. Mấy đứa bé mẫu giáo chỉ tham gia cho vui, chơi đùa là chính thôi. Bây giờ học sinh đều ngồi vào vị trí của mình, vẻ mặt ai cũng kích động, chờ đợi tiết mục văn nghệ khai mạc. Những giáo viên và các vị lãnh đạo khác của trường đều vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Mọi người đều lo lắng hôm nay Tần Lâm sẽ xảy ra xung đột với Vương Triệu Linh, đều là phụ huynh học sinh, thật ra bọn họ cũng khó nhúng tay vào, nhưng bọn họ chắc chắn nghiêng về bên Tần Lâm. Dù gì Tần Lâm mới là nhà tài trợ lớn, Vương Triệu Linh kia có tài trợ một ít tiền, nhưng không thể so sánh được với cậu Tần. Tần Lâm tài trợ những 100 triệu. Hiệu trưởng và giáo viên đều quan sát xung quanh, nhìn thấy có hai chiếc xe công vụ chạy tới đỗ lại, nơi xa còn có vài người chụp hình, hiệu trưởng đột nhiên căng thẳng. Người trong xe chắc là Vương Triệu Linh đúng không? Đúng vậy, theo tôi đoán, không chừng Vương Triệu Linh đã tìm ngôi sao đến cổ vũ. Đám đông lập tức cạn lời. Không ngờ một tiết mục văn nghệ nhỏ của trường mà lại mời cả ngôi sao đến. Với thân phận của Vương Triệu Linh, mọi người đều không nghi ngờ gì, cô ta thực sự có bản lĩnh đó. Đều là tiết mục do học sinh biểu diễn, đừng nói đến ngôi sao, chỉ cần là hot girl bình thường cũng đã lợi hại hơn rồi. Đúng là bắt nạt người khác quá mà. Hiệu trưởng nháy mắt với một giáo viên, cô đi thăm dò xem rốt cuộc có chuyện gì vậy. Vâng. Một cô giáo đứng dậy, giả vờ vô tình đi đến trước chiếc xe, đúng lúc cửa xe mở ra. Vương Triệu Linh ở bên trong, lúc mở cửa, cô giáo nhìn thấy hai cô gái bên trong đang trang điểm. Hai cô gái giống nhau y hệt, nhìn có chút quen mắt. Ha ha, cô Vương hôm nay vất cả rồi, vì buổi văn nghệ của trường mà chuẩn bị vô cùng đặc biệt. Vương Triệu Linh cười nhạt, không phải tôi chuẩn bị cho buổi văn nghệ của trường đâu, tôi muốn thi với anh trai của Tần Nha Nha kìa. Hôm nay cậu ta phải thua, cậu ta chắc chắn phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Mặt cô giáo cứng nở ra, không ngờ vẫn giận dữ như vậy, thật sự không hòa giải được, xem ra mâu thuẫn là điều đương nhiên, không ai có thể giải quyết được. Cô giáo cười ha ha, cô Vương nóng tính qua, ha ha, hai cô gái ở trong xe có chút quen, có phải là thiếu nữ thiên đàn không? Vương Triệu Linh cười đắc ý, không ngờ cô giáo cũng có mắt nhìn người đấy, đúng vậy, đúng là thiếu nữ thiên đàn. Hai cô ấy đến nhảy cùng với con gái tôi, cũng tốt nhỉ. Khóe miệng cô giáo giật giật. Ha ha, tốt quá, tất nhiên là tốt rồi. Phí lời, có thể không tốt sao, người ta là ngôi sao nữ đó. Thiếu nữ thiên đàn là một cặp song sinh, tham gia show tuyển chọn từ 2 năm trước, cũng được coi là một nhóm nhạc nổi tiếng, thanh niên đều biết đến nhóm nhạc này. Cho dù không biết, nhìn ngoại hình, nhảy múa và hát trên sân khấu chắc chắn là rất giỏi. Hơn hẳn người bình thường chứ đừng nói trẻ con. Hai người nhảy cùng với Miu Miu thì chắc chắn nắm phần thắng trong tay. Cô giáo nói thêm mấy câu nữa rồi vội vàng quay lại, đến đài chủ tịch nói với hiệu trưởng. Hiệu trưởng, toi rồi, Vương Triệu Linh mời thiếu nữ thiên đàn đến, cậu Tần chắc chắn không có cơ hội thắng rồi. Hiệu trưởng chau mày, thật ra ông ta không muốn nhìn thấy Tần Lâm mất mặt trước tất cả mọi người. Như thế này đi, để tôi đi hòa giải. Nếu thái độ của cô Vương cứng rắn quá thì tôi sẽ bàn bạc với cậu Tần. Hiệu trưởng đến cánh gà, nhìn thấy Tần Lâm đang chải tóc cho Tần Nha Nha, cười ha ha bước tới nói. Cậu Tần, hay là ván cược hôm nay giữa cậu và cô Vương bỏ qua đi, không cần thiết phải như vậy đâu. Tần Lâm cười nhạt, là chị ta muốn như vậy thì cứ thi đấu đi. Tần Nha Nha cũng tỏ vẻ không phục. Đúng, thi đấu thì thi đấu, hừ. Thấy thái độ của Tần Nha Nha. Hiệu trưởng cũng cạn lời, khóe miệng co rút, có chút lúng túng nói. Nhưng mà, cô Vương mời cả ngôi sao đến. Tần Lâm vẫn không thèm để ý, ồ, vậy sao, cô ta mời ai? Là thiếu nữ thiên đàn.
Tần Lâm lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Hiệu trưởng không biết phải làm sao, ông ta cũng chưa nghe bao giờ, nhưng chưa nghe qua không có nghĩa là người ta không lợi hại, ít ra người ta cũng là ngôi sao chuyên nghiệp, hát hò, nhảy múa, ngoại hình đều được tập luyện chuyên nghiệp, không giống với người bình thường. Đến cả phụ nữ còn không so nổi, mấy đứa nhóc này lại càng không là gì. Cậu Tần, bọn họ cũng giỏi lắm đó, nếu để bọn họ giúp thì e là cậu không thắng lại. Mặc dù lần chấm điểm này do thầy cô giáo quyết định, nhưng cao hay thấp trong lòng mọi người đều biết, không thể thiên vị Tần Lâm được, như vậy giả tạo quá. Tần Lâm cười lạnh, không sao cả, thiếu nữ thiên đàn cái gì chứ, chưa từng nghe qua, để bọn họ biểu diễn đi. Thấy thái độ của Tần Lâm như vậy hiệu trưởng cũng cạn lời. Cứng đầu quá, người ta đã mời cả ngôi sao nữ đến rồi mà vẫn làm thinh. Hết cách, là do anh tự chọn, nếu thua rồi cũng không thể trách bọn họ. Buổi văn nghệ nhanh chóng được bắt đầu. Sau khi MC giới thiệu chương trình, tiết mục đầu tiên là của Miu Miu. Khi Miu Miu xuất hiện cùng với hai cô gái giống nhau y hệt, mọi người đột nhiên ngây người. Sau đó, MC nói. Hoan nghênh thiếu nữ thiên đàn. Bây giờ học sinh bên dưới mới nhận ra, thì ra là thiếu nữ thiên đàn. Mọi người nổ một tráng pháo tay giòn giã, vô cùng hứng thú. Thiếu nữ thiên đàn và Miu Miu bắt đầu nhảy múa, Miu Miu nhảy những điệu nhảy đơn giản của trẻ con. Có giỏi hơn các bạn cũng trang lứa nhưng không phải là quá đặc biệt. Nhưng thiếu nữ thiên đàn nhảy đẹp, có hai người kia trợ giúp, bài nhảy của Miu Miu giống như lên một tầm cao mới, đột nhiên cảm giác vô cùng lợi hại. Dưới sân khấu tiếng vỗ tay không ngừng, tất cả thầy cô giáo học sinh đều khen ngợi hết lời. Tiết mục quá hay, đừng nói là mẫu giáo, cả trường học cũng không ai có thể so được. Bọn họ để tiết mục của mẫu giáo ở đầu muốn để mọi người sôi nổi hơn. Nhưng không ngờ tiết mục đầu tiên đã đặc sắc như vậy rồi. Hiệu trưởng và các vị lãnh đạo đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng, toi đời rồi, cậu Tần bị mất mặt rồi, đến lúc thật sự bắt cậu Tần quỳ xuống thì đúng là ngại thật. Tiết mục kết thúc. Thiếu nữ thiên đàn cầm mic nói. Chào mọi người, chúng tôi là thiếu nữ thiên đàn. Một lời giới thiệu đơn giản cũng làm mọi người vỗ tay và hò hét. Loại phản ứng như thế này khiến cho thiếu nữ thiên đàn rất hài lòng. Bọn họ nhìn xuống khán giả bên dưới với nụ cười trên môi rồi nói. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp sức cho Miu Miu và cùng mọi người trình diễn tiết mục, hy vọng rằng khi ban giám khảo chấm sẽ cho Miu Miu thêm ít điểm, thiếu nữ thiên đàn chúng tôi đã ở hạng 3 trong sâu tuyển chọn. Nói xong, cả ba liền cúi đầu bước xuống. Thiếu nữ thiên đàn đã gây áp lực rất lớn cho mọi người, nói cái gì mà hạng 3, bọn họ muốn ám chỉ rằng mình có thực lực. Người ta có thể xếp hạng 3 trên sâu tuyển chọn, lẽ nào lại đến chỗ các người sao, ngay cả hạng 1 ở đây cũng không tranh được ư. Những người không chuyên thì không thể nào so sánh được với thiếu nữ thiên đàn, huống chi là những học sinh này, đứng trước cặp chị em sinh đôi kia thì bọn họ chỉ có thể làm nền mà thôi. Sau khi thiếu nữ thiên đàn bước xuống, hiệu trưởng bỗng lộ ra sắc mặt khó coi, làm sao cậu Tần có thể thắng được thiếu nữ thiên đàn đây? Ngay khi hiệu trưởng định bắt chuyện với Tần Lâm, đột nhiên có một chiếc xe buýt chạy tới, tiến vào trường học, sau đó dừng lại ở gần hậu trường sân khấu. Mọi người đều sững sờ, tại sao chiếc xe buýt này lại ở đây? Người dẫn chương trình tiến lên sân khấu và thông báo tiết mục tiếp theo. Xin mời phần vũ đạo của Tần Nha Nha, Hoa Hảo Nguyệt Viên. Nói xong, một tràn pháo tay thưa thớt của khán giả ở dưới vang lên, dù gì thì tiết mục vừa rồi của thiếu nữ thiên đàn đã quá bùng nổ rồi, bọn họ cũng mất đi chút phấn khích. Sau khi xem thiếu nữ thiên đàn xong, rồi quay lại nhìn đám trẻ mẫu giáo cũng không tránh khỏi việc mất đi hứng thú. Một lúc sau, tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Đột nhiên ánh đèn chiếu vào, một bóng người xuất hiện ở giữa sân khấu. Duyên dáng, đầy mê hoặc, thanh mảnh và tràn đầy hơi thở của thanh xuân. Sau đó bóng người quay người bước từng bước theo tiếng nhạc, đến khi bước lộ ra phía ngoài sân khấu, mọi người mới nhìn thấy được đây là ai, đột nhiên cùng đồng thanh ổ lên. Tiểu Văn. Hóa ra là đội trưởng của nhóm nhạc nữ SF, Tiểu Văn. Dù không phải là ngôi sao đình đám nhưng chắc chắn Tiểu Văn đã là nữ thần trong lòng của nhiều người trẻ tuổi. Nhóm nhạc nữ SF này được thành lập là nhờ vào sâu tuyển chọn tìm kiếm tài năng, chỉ có thể chọn ra 24 trong số hàng triệu người trên khắp cả nước để tạo thành một nhóm. Mà Tiểu Văn lại là một trong những người giỏi nhất, cô ấy đã giành vị trí đầu bảng với hơn 50 triệu fan. Cũng là tiểu sinh có lưu lượng cao nhất.
Ngay khi Tiểu Văn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ. Trường học này cũng ngầu quá đi, ngay cả Tiểu Văn cũng mời đến được sao? Đúng là có máu mặt mà, không phải chỉ là một tiết mục nghệ thuật thôi sao, có cần phải để một nhân vật tầm cỡ như thế này ra trận không? Sau khi Tiểu Văn nhảy vài động tác theo nhạc, đột nhiên cô chỉ đứng đó tạo dáng rồi ngừng di chuyển. Sau đó, ba hình bóng khác bỗng xuất hiện, người này lại còn xinh đẹp, diễm lệ hơn người kia. Khán giả bên dưới bỗng sục sôi lên, lẽ nào? Tất cả mọi người đều kêu lên, nhìn ba người đang đến gần với vẻ mặt đầy mong đợi, trong lòng đột nhiên hét lên vì phấn khích. Tư Tư, Linh Linh, Tiểu Điền. Ba thành viên còn lại của nhóm nhạc nữ SF, bọn họ đều là những tuyển thủ nổi tiếng trong show tuyển chọn, thật không thể ngờ trường học lại có thể làm mọi người sốc đến vậy, không những mời được Tiểu Văn mà còn cả những người khác nữa. Tuy nhiên, nó không dừng lại ở đó. Sau khi ba người bọn họ nhảy xong, đứng vào vị trí, phía sau lại xuất hiện thêm một loạt những đôi chân dài nữa. Các học sinh và giáo viên ở dưới khán đài như phát cuồng lên, đây chính là toàn bộ 24 thành viên của SF. Tất cả các thành viên đều có mặt ở đây, thật là ngầu quá đi. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy tiết mục cạnh tranh quyết liệt như thế này diễn ra trên TV mà thôi. Hiệu trưởng bị sao vậy nhỉ, uống nhầm thuốc rồi à? Hay tiền không có chỗ để tiêu? Sao lại có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời bọn họ đến đây được chứ? Sau khi 24 thành viên nhảy xong, mọi người đột nhiên tách ra hai bên, tạo thành một con đường ở chính giữa. Tần Nha Nha mặc trang phục giống hệt với bọn họ, bước từng bước thống nhất từ phía sau đi ra ngoài, tuy cô bé nhảy không đẹp bằng bọn họ, nhưng lại làm tôn lên vẻ đáng yêu hoạt bát của cô bé. 24 vị của nhóm nhạc nữ này giống hệt như những chiếc lá xanh vậy, làm nền để giúp cho Tần Nha Nha trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Các bạn cùng lớp ở trên khán đài đều la hét, lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Tần Nha Nha lợi hại quá đi, đãi ngộ kiểu gì vậy? Để tất cả các thành viên của nhóm SF nhảy nền sao? Tần Nha Nha đã hoàn thành phần nhảy solo cốt lõi, sau đó kết thúc tiết mục của mình. Đột nhiên, từ dưới khán đài vang lên một tràng pháo tay như sấm rền. Tiểu Văn bọn họ thuộc đẳng cấp nào chứ? Đó là đội trưởng của nhóm nhạc nữ hàng đầu hiện tại, dù cho mọi người có đứng riêng hay chung thì trình độ cũng đều ngang nhau. Cộng thêm việc hướng dẫn đặc biệt, hiệu ứng của cả tiết mục đã rất bùng nổ, hơn nữa còn tôn lên điểm đặc biệt của Tần Nha Nha, tất cả mọi người đều chú ý vào tiết mục. Vừa xịn sò lại còn đã mắt. Ngay khi kết thúc phần trình diễn, Tiểu Văn và những người khác liền cúi chào trên sân khấu. Đây chính là tố chất. Đột nhiên mọi người trở nên kinh ngạc. Nghĩ lại những cô gái thiếu nữ thiên đàn vừa rồi, trước khi xuống sân khấu còn kêu gọi vốt là kiểu thái độ gì thế, nếu so với Tiểu Lâm bọn họ thì cũng kém xa quá rồi đó. Sau khi bước xuống, sắc mặt của Vương Triệu Linh càng trở nên khó coi. Nhóm SF. Sao tên này lại có thể mời cả nhóm đến được? Điên rồi sao? Vương Triệu Linh khá có quan hệ trong giới giải trí, nhưng nếu muốn mời nhóm của người ta thì cũng phải tốn không ít tiền. Đối với một tiết mục văn nghệ ở trường mẫu giáo mà nói, quả thực không cần phải tốn nhiều tiền như vậy, vậy nên Vương Triệu Linh mới mời thiếu nữ thiên đàn để không phải tốn tiền, chỉ cần nợ ân tình là được. Cứ tưởng là có thiếu nữ thiên đàn thì sẽ ăn chắc rồi, nhưng không ngờ rằng đối phương lại có nhóm SF. Hiệu trưởng, chủ nhiệm và những người khác bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách cậu Tần lại tự tin như vậy, ra là đã chuẩn bị từ trước. Không ngờ bọn họ lại có thể mời được nhóm SF đến để khai mạc ở một ngôi trường nhỏ như thế này, có lẽ là buổi văn nghệ này sẽ được lên báo mất. Vốn dĩ bọn họ có chút thiên vị với Tần Lâm, nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Lâm có thực lực như vậy, đương nhiên bọn họ có cho điểm cao cũng là điều hợp lý. Điểm của hai tiết mục được công bố ngay tại chỗ, 90 và 100. Rất rõ ràng, 100 điểm kia đương nhiên thuộc về Tần Nha Nha. Sau khi điểm số được công bố, có vài giáo viên nhìn sang Vương Triệu Linh. Vương Triệu Linh là người bắt đầu trước vụ cá cược này, cô ta nói rằng sẽ quỳ xuống xin lỗi, mọi người cũng đều muốn xem thử, rốt cuộc Vương Triệu Linh có dám hay không. Tần Lâm lộ ra vẻ giễu cợt, sau đó bước đến chỗ Vương Triệu Linh, lạnh lùng nói. Dám cá thì dám nhận thua chứ nhỉ. Sắc mặt Vương Triệu Linh lập tức thay đổi, ánh mắt có chút né tránh, sau đó cắn răng nói. Tôi nói cho cậu biết. Đừng có giở trò với tôi. Cậu có biết tôi là ai không?
nếu như cậu dám động vào tôi sẽ khiến cho em gái cậu không thể nào đi học được ở cái thành phố này. Tần Lâm liền chau mày, vốn cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nếu không phải do Vương Triệu Linh ép người quá đáng thì còn lâu Tần Lâm mới thèm quan tâm đến chuyện này. Nếu cô ta có thái độ nói chuyện tốt hơn thì Tần Lâm còn có thể bỏ qua cho cô ta một lần. Nhưng bây giờ cô ta vẫn giữ cái thái độ đó, thật sự khiến Tần Lâm cảm thấy không thoải mái. Ha ha, khẩu khí cũng không tệ nhỉ, vậy tôi cũng rất muốn xem thử đấy. Vương Triệu Linh hừ lạnh một tiếng, được, vậy thì tôi sẽ cho cậu mở mang tầm mắt, ngày mai em gái cậu sẽ không thể đi học được nữa rồi. Nói xong, Vương Triệu Linh liền rời đi. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cánh tay của cô ta rồi nói. Quỳ xuống xin lỗi đi nhỉ. Vương Triệu Linh bị Tần Lâm giữ chặt cánh tay, nhất thời kêu lên một tiếng. Làm gì thế, cậu muốn làm gì, cậu dám ở trước mặt mọi người động tay động chân với tôi à, cậu có tin tôi gọi người đến không? Vương Triệu Linh này rõ ràng có chút chột dạ, muốn chơi xỏ lá, hơn nữa còn không định thực hiện lời hứa của mình, cho nên cô ta mới muốn chơi xấu ngay từ đầu. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, thật xin lỗi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến loại người như cô. Tần Lâm cũng đã gặp qua nhiều người như Vương Triệu Linh rồi, ỷ mình là phụ nữ nên lúc nào cũng tỏ ra vẻ yếu đuối, nhưng trên thực tế còn làm ra những chuyện ác độc hơn ai hết. Tần Lâm nắm chặt tay Vương Triệu Linh rồi ấn vai, lập tức khiến cô ta quỳ xuống đất, hai đầu gối đau nhói, liền kêu thành tiếng. Xin lỗi. Đầu gối đau dữ dội lan ra toàn thân, khiến cho Vương Triệu Linh vô cùng khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu dám đánh tôi, muốn chết à? Có tin ngày mai tôi sẽ vạch trần cậu không, tôi sẽ khiến cho cậu nhà tan cửa nát. Bốn chữ, nhà tan cửa nát, này càng làm cho sát ý trên mặt Tần Lâm thêm trầm trọng, ngay lập tức anh giáng một bạt tai xuống. Bốp! Ngay sau cái tát, mặt của Vương Triệu Linh đã sưng phồng lên, giống hệt như một cái bánh bao được hấp chín. Cái mồm thật đáng bị ăn tát, Tần Lâm lạnh lùng nói. Cái tát này đánh xuống vô cùng chân thật, hảo hán không chịu thua thiệt trước mắt. Người đàn ông này có thể mời nhóm SF đến thì cũng không phải là nhân vật đơn giản, nếu có gì bất bình thì cứ về trước rồi tính. Vương Triệu Linh nghiến răng, thái độ cũng tốt hơn một chút. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tất cả lãnh đạo và giáo viên nhà trường đều nhìn nhau, cậu Tần này đúng thật không thèm để ý đến hậu quả, ra tay tàn nhẫn thật đấy. Cút đi. Nhìn Vương Triệu Linh, trong lòng Tần Lâm lại cảm thấy buồn bực, loại phụ nữ này cần phải được dạy dỗ. Tát cô ta một cái, để cô ta quỳ xuống xin lỗi, cũng coi như là hình phạt rồi. Vương Triệu Linh không nói một lời, ngay lập tức chạy ra chỗ chiếc Mercedes-Benz rồi lái đi. Đây chỉ là một tình tiết nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến tổng thể của chương trình, có sự góp mặt của thiếu nữ thiên đàn cộng với nhóm SF đã tạo nên không khí vô cùng nóng bỏng, mọi người đều vô cùng vui vẻ, chắc chắn chương trình này sẽ thành công tốt đẹp. Sau khi Vương Triệu Linh rời khỏi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói với thiếu nữ thiên đàn. Vừa rồi có chụp lại ảnh cậu ta đánh tôi không? Có, lúc nãy tôi chụp rồi. Tốt lắm, gửi cho tôi đi. Vương Triệu Linh là một quản lý thâm niên, cô ta hiểu rất rõ về giới giải trí, đương nhiên cũng sẽ mắt thấy tai nghe được nhiều điều. Thiếu nữ thiên đàn ngồi trên xe, ngay khi xảy ra cảnh tượng đó, bọn họ đã ngay lập tức dùng điện thoại chụp lại. Vương Triệu Linh nhận được ảnh, trên mặt lại lộ ra vẻ giễu cợt, tuy không thấy chính diện mặt Tần Lâm, nhưng có thể thấy rõ người là được rồi. Trong mắt cô ta, Tần Lâm chỉ là một người bình thường mà thôi, nên cũng không cần để ý lắm đến danh tiếng của mình. Nhưng chẳng lẽ lại không quan tâm Tần Nha Nha? Áp lực của dư luận sẽ khiến cô bé không thể nào đi học được, và mục tiêu này rất dễ để đạt được. Sau khi trở về, Vương Triệu Linh lập tức liên hệ với một công ty truyền thông tên Tiểu Lang Cẩu. Tổng Giám đốc Lang à, tôi là Vương Triệu Linh đây. Lang Tiểu Cương là Tổng Giám đốc của công ty truyền thông Tiểu Lang Cẩu, nhìn thấy tên trên điện thoại hiển thị liền vội vàng cười nói. Chị Linh, có chuyện gì không? Vương Triệu Linh cũng có tiếng tăm trong giới, cô ta qua lại với rất nhiều công ty truyền thông để mang đến lợi ích cho bọn họ. Vậy nên các ông chủ của các công ty truyền thông nhỏ như Lang Tiểu Cương vẫn phải tỏ ra lịch sự với cô ta. Vương Triệu Linh liền nói, có một trường học đã đánh người, tôi muốn anh tố cáo tuyên truyền một chút. Thực ra hầu hết các tin đồn trong giới giải trí đều là do sao tác mà có một số tin tức không quá phổ biến nên không được mọi người chú ý đến,
nhưng nếu có người đứng sau thì lại là chuyện khác. Với sự sao tác của các công ty truyền thông này, những tin tức đáng lẽ không được lan truyền ra ngoài lại xuất hiện tràn ngập, giống như đang cố tình làm lớn chuyện vậy. Đương nhiên kiểu tuyên truyền như thế này sẽ phải tốn rất nhiều chi phí, thường thì các công ty truyền thông sẽ cố tình tạo tin với một ngôi sao nào đó để tuyên truyền ra bên ngoài. Lang Tiểu Cương liền cau mày, chị Linh, chuyện trường học đánh người có bình thường quá không? Loại tin tức này không hề có lợi chút nào. Vương Triệu Linh hừ lạnh một tiếng qua điện thoại. Nếu tôi là người bị đánh thì sao? Lang Tiểu Cương sững ra một lúc, sau đó mới lên tiếng, ôi trời! Chị Linh bị đánh, thật hay giả vậy, mỗi sao tác thôi mà phải trả giá như vậy à? Vương Triệu Linh hừ lạnh một tiếng, đừng nói nhảm nữa, tôi đưa ảnh rồi nói sơ cho anh quá trình là được, sau khi tung tin ra cần phải tốn ít tiền, sau này tôi sẽ trả cho anh. Được thôi, chị Linh cứ yên tâm, tôi nhất định đáng tin. Nói xong liền cúp điện thoại, sau đó Lang Tiểu Cương nhận được vài tấm ảnh cùng với vài dòng nội dung từ Vương Triệu Linh. Sau khi xem xong, anh ta liền gọi một vài người đến họp, có vẻ như đang bàn luận về bản thảo. Ngày hôm sau, Tần Lâm đưa Nha Nha đi học, trên đường đi có rất nhiều người đang chỉ trỏ, hình như là đang bàn tán về Tần Nha Nha. Tần Lâm khẽ cau mày, nhưng cũng không quan tâm mấy, dù sao buổi văn nghệ hôm qua cũng lớn như thế, có nhiều người biết đến Tần Nha Nha cũng không quá kỳ lạ, nhưng Tần Nha Nha lại còn nhỏ như vậy, nên cô bé liền cảm thấy sợ hãi, sau đó nắm tay Tần Lâm rồi tiến sát lại gần anh. Không sao đâu Nha Nha, đừng sợ. Hai người bước vào trường học. Càng lúc càng có nhiều người chỉ trỏ về phía Tần Nha Nha, còn mang theo ánh mắt khinh thường, tựa hồ có chút gì đó chán ghét chê ghét cô bé. Tần Lâm liền cau mày, cảm giác có gì đó không ổn, hôm qua Nha Nha đã biểu diễn rất tốt, cho dù có nhiều người nhận ra cô bé thì cũng nên vui mới phải, sao lại bày ra bộ dạng này. Ngay khi đến cổng gác, đột nhiên có một bác bảo vệ nhận ra Tần Lâm, sau đó liền nói. Chàng trai trẻ, cậu và em gái lên báo rồi. Tần Lâm liền chau mày, cái gì? Cho tôi xem thử. Bác bảo vệ đang đọc báo, tiêu đề trên trang nhất có ghi. Anh em nhà tài phiệt ức hiếp người, trường học đánh mắng người khác. Bên dưới là một tấm hình Vương Triệu Linh đang bị Tần Lâm tát. Ngoài bức ảnh này ra thì bên dưới còn có một bức ảnh chụp gần đây của Tần Nha Nha, có thể thấy rõ các đường nét trên mặt cô bé, hơn nữa còn có một số thông tin được vạch trần bên dưới. Lên báo rồi sao? Chút chuyện nhỏ như thế này lại lên trang nhất báo được sao, Tần Lâm liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau đó anh lấy điện thoại ra tra trên mạng, quả thật là có. Anh em nhà tài phiệt cậy thế ức hiếp người, công khai đánh đập phụ huynh khác ở trường. Bên dưới còn có cả quá trình chi tiết. Anh em nhà họ Tần vô cùng kiêu ngạo độc đoán, chỉ vì xảy ra xung đột với học sinh khác tên Miu Miu mà giấy lên mâu thuẫn. Kết quả chàng trai họ Tần lại có thái độ vô cùng tồi tệ. Trực tiếp đánh người không chút nể nang, còn uy hiếp nhà mình vừa có tiền vừa có quyền, nếu dám động vào em gái thì anh ta sẽ như thế này như thế kia. Bài báo này chỉ đơn giản có hai màu đen và trắng. Rõ ràng Vương Triệu Linh vô cùng hống hách, không phân biệt lớn nhỏ, vừa mở miệng đã chế nhạo hai anh em Tần Lâm, sau đó vẽ ra việc cạnh tranh, sau khi thua lại còn dở trò, nhục mạ gia đình Tần Lâm nên mới bị anh đánh. Nhưng cuối cùng trên báo lại viết anh lại là người kiêu căng hống hách. Có vẻ như hai anh em bọn họ đã trở thành kẻ bắt nạt rồi. Chẳng trách khi Tần Nha Nha vừa bước vào lại luôn bị chỉ trỏ, cảm giác như đang chỉ trích vậy, hóa ra là do bài báo này. Tần Lâm còn chưa liên lạc với người khác thì đã có điện thoại gọi đến. Tần Đại Sư, tôi là Tiểu Văn, tôi đọc báo rồi, có người vu oan cho anh à. Hôm qua có cả Tiểu Văn và nhóm của bọn họ ở đây, cho nên bọn họ biết rất rõ toàn bộ chuyện của Vương Triệu Linh. Nhưng hôm nay lại thành ra lỗi của Tần Đại Sư. Mặc dù danh tính của Tần Đại Sư không được tiết lộ trong bài báo, nhưng nó lại có thông tin của Tần Nha Nha, sự việc này ảnh hưởng vô cùng lớn đến Nha Nha, sau này dù cho cô bé có đi học ở đâu cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào. Giọng Tần Lâm cũng có chút lạnh lùng. Tôi biết rồi, chuyện này cứ để tôi xử lý, cảm ơn cô. Được thôi Tần Đại Sư, có chuyện gì cần thì cứ nói với tôi. Tần Lâm là ân nhân cứu mạng bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào. Sau khi gác máy, người thứ hai gọi đến là Tô Văn Kỳ. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi Tần Lâm nhưng Tô Văn Kỳ vẫn có thể nhận ra anh rất rõ ràng. Alo,
Lão Tần, sao lại đánh Vương Triệu Linh rồi? Tin tức không nói ai bị đánh, nhưng Tô Văn Kỳ là người trong giới nên đương nhiên cô biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần nhìn dáng người liền biết được đó chính là Vương Triệu Linh. Tần Lâm kể lại một lượt chuyện hôm qua cho cô nghe, Tô Văn Kỳ bỗng cảm thấy cạn lời. Thật không biết xấu hổ mà, cái tính cách của Vương Triệu Linh này ý, cái khác không có chứ cái tài lật trắng thay đen này cũng khá lợi hại đó. Lão Tần, có cần tôi ra mặt không? Tần Lâm liền lắc đầu, thôi được rồi, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, cô đừng quan tâm nữa. Ban đầu vốn không có gì to tát, nếu như để cô ta làm trò thì sẽ rất mất thời gian của Tần Lâm. Tô Văn Kỳ liền gật đầu, loại người này nên bớt để tâm lại, cứ mặc kệ thì cô ta sẽ tự thành thật thôi. Tô Văn Kỳ cũng rất rõ về tính cách của Vương Triệu Linh, cô ta giống hệt như miếng keo chó vậy, không dễ gì đối phó, cho dù có là thiên hậu như Tô Văn Kỳ thì cũng phải gặp chút khó khăn khi đối phó với cô ta. Dù sao một người là nghệ sĩ, người còn lại là quản lý nghệ sĩ, một người trước một người sau hậu trường, thật sự là rất làm khó cho những người đứng đằng sau kia. Sau khi nói chuyện một hồi liền cúp máy, Tần Lâm cũng không thèm quan tâm, chỉ là một đoạn tin tức mà thôi. Thực ra chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa, Tần Lâm đã tài trợ 100 triệu, muốn để Tần Nha Nha nghỉ học thì chẳng phải là chuyện viển vông sao. Tần Nha Nha vẫn đi học bình thường, sau đó Tần Lâm quay lại y quán để kiểm tra. Chẳng mấy chốc, trời đã tối. Diệp Vãn Nhi đang lướt Facebook, đột nhiên cô lên tiếng. Anh Tiểu Lâm, xem này, đây chẳng phải là anh và Nha Nha sao? Tần Lâm liền chau mày, anh biết rồi, anh thấy nó từ sáng rồi. Diệp Vãn Nhi liền nói, không phải lúc sáng, là tin mới đăng đây thôi. Tần Lâm sững ra một lúc, ngay lập tức lấy điện thoại qua xem. Quả nhiên là tin mới. Sự việc anh em nhà tài phiệt đánh người vẫn đang tiến triển, người bị đánh là Vương Triệu Linh, một người quản lý thâm niên, trước mắt Tần Nha Nha vẫn chưa bị đuổi học, có quyền có thế thật là lợi hại mà. Một tiêu đề như vậy. Bên dưới nội dung lại giống hệt lúc sáng, chỉ khác một chỗ là danh tính, nạn nhân, đã được tiết lộ. Đó là Vương Triệu Linh, quản lý nghệ sĩ có tiếng trong giới giải trí. Có rất nhiều người biết đến Vương Triệu Linh, bọn họ đều biết rằng người quản lý có vị trí rất lợi hại trong giới giải trí, còn người quản lý được nhiều người biết đến như Vương Triệu Linh lại còn có quyền lực hơn. Xem ra anh em nhà họ Tần phải có lai lịch gì đó thì mới dám đánh người như Vương Triệu Linh. Anh em tài phiệt không phải nói cho suông, có khi bọn họ lại là con nhà giàu thật cũng nên. Hầu hết mọi người đều có phiến diện với người giàu, vừa nghe thấy người giàu bắt nạt người khác liền cảm thấy khó chịu. Trên mạng đầy người mắng chửi Tần Lâm, có rất nhiều người còn không quen biết anh nên đành chửi sang Tần Nha Nha, nói cô bé tuổi còn nhỏ mà đã kiêu ngạo như thế, sau này lớn lên sẽ là một người phụ nữ hống hách, không giúp ích gì được cho xã hội. Tần Lâm nhìn thấy mấy thứ này, bèn nhíu mày. Vương Triệu Linh này thật không biết xấu hổ. Tần Lâm hết lần này đến lần khác cho cô ta cơ hội, nhưng cô ta vẫn giữ cái thói ngang ngược đó. Tần Nha Nha chỉ là một cô bé 5 tuổi, vậy mà lại đi công kích một cô bé như thế thì thật sự kinh tởm. Nếu đã như vậy thì Tần Lâm cũng không cần phải khách sáo nữa. Sau đó, anh liền gọi điện cho Mã Lương Điền. Tiểu sư huynh, Mã Lương Điền đây, có chuyện gì vậy? Sư đệ đã xem tin trên mạng chưa? Mã Lương Điền sững ra, vừa mới xem xong, nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiểu sư huynh cần tôi làm gì à? Không có mệnh lệnh của Tần Lâm, Mã Lương Điền cũng không dám làm bậy. Tần Lâm liền nói, người đó tên Vương Triệu Linh, làm cho cô ta biến khỏi giới giải trí đi. Được, tôi hiểu rồi. Nói xong liền cúp điện thoại ngay lập tức. Đối với Mã Lương Điền mà nói, ngay cả người như thiên hậu ông ấy còn lật đổ được. Huống chi là một người quản lý nhỏ bé. Chỉ mỗi Vương Triệu Linh lại muốn làm càn à. Dám đắc tội với tiểu sư huynh thì phải chịu chết. Vương Triệu Linh đang rất đắc ý trong phòng làm việc của mình, đọc những bình luận dưới tin tức này, khuôn mặt cô ta đột nhiên lộ ra vẻ chế nhạo. Dám đấu với Vương Triệu Linh tôi à, thật không muốn sống nữa mà. Chỉ không ngờ lần này lại có lợi bất cập hại, hai lần vạch trần này đều coi như giúp tôi có thêm hot search. Vương Triệu Linh bị đánh, ngay lập tức nằm trong hot search, lúc trước muốn lên hot search cô ta phải tự bỏ tiền ra mua, lần này chỉ tốn tiền cho quan hệ mà thôi, không cần tốn tiền cũng lên được hot search, quả thực khiến cô ta vô cùng hài lòng. Không chỉ trấn áp được Tần Lâm mà còn mang lại một số lợi ích không ngờ cho bản thân,
Vậy nên Vương Triệu Linh đang rất phấn khích, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Triệu Linh vội vàng bật dậy, cho dù chỉ là một cuộc điện thoại, không nhìn rõ ai gọi đến nhưng vẫn phải tỏ ra nghiêm chỉnh, cô ta đến xem thì hóa ra đó là Tổng Giám Đốc Lý. Vương Triệu Linh nghe máy, khách khí nói. Tổng Giám Đốc Lý, tôi là Linh Linh đây, anh có gì cần dặn dò ạ? Vương Triệu Linh cười ha ha mấy tiếng, tâm trạng cực kỳ tốt, giọng điệu cũng có chút bông đùa. Kết quả bên kia lại vang lên một giọng nói lạnh lùng. Vương Triệu Linh, cô bị sa thải rồi. Nghe xong, Vương Triệu Linh ngay lập tức sững ra. Cái gì, Tổng Giám Đốc Lý, anh đùa đấy à, tôi bị sa thải. Tại sao? Tổng Giám Đốc Lý lạnh lùng nói, trong lòng cô không biết tại sao à. Cô đắc tội đến người không nên đắc tội đó. Vương Triệu Linh, không phải là tôi có ý gì đâu, nhưng cô thật sự không có tầm nhìn chút nào. Dứt lời. Tổng Giám Đốc Lý liền cúp máy ngay lập tức. Vẻ mặt Vương Triệu Linh thất thần, không có tầm nhìn. Đắc tội ai rồi à? Cũng đâu đắc tội với ai trong giới giải trí. Nếu nói như vậy, hay là bọn Tiểu Văn nhỉ, nhóm SF à? Cũng không đúng, có gì mà đắc tội với bọn họ chứ? Mặc dù lúc trước có thi đấu này nọ, nhưng cũng không tính là đắc tội, chỉ là cạnh tranh mà thôi. Ngoài họ ra thì còn đắc tội ai nữa? Vương Triệu Linh nghĩ mãi cũng không ra. Sau khi liên lạc một hồi với hội chị em để hỏi xem tình hình, bọn họ đều là những người đại diện cả, hay là do mấy cô chiêu ở trong giới nhỉ, như vậy còn giải thích được. Nhưng lướt cả nửa ngày trời lại phát hiện ra nhóm chat biến mất rồi. Bạn đã bị xóa khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Vương Triệu Linh ngẩn người, bị đá ư. Hội chị em của cô ta có quan hệ rất mật thiết, sao lại bị đá được chứ? Vương Triệu Linh vội vàng tìm người để nhắn tin riêng, nhưng khi vừa nhắn, một dấu chấm than lại xuất hiện. Đã bị hủy kết bạn. Vương Triệu Linh hoàn toàn chết lặng, cô ta bị đá khỏi nhóm, còn bị bạn bè hủy kết bạn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế, cô ta cũng không hề có tin tức gì tiêu cực, tại sao lại bị người xua đuổi như thế này. Vương Triệu Linh trực tiếp gọi điện thoại, may mắn thay số điện thoại vẫn chưa bị chặn. Alo, Diễm Diễm. Có chuyện gì thế, tại sao lại xóa tôi? Bên kia dừng một lúc rồi nói một cách bất lực. Đại Linh Tử, cô còn không biết có chuyện gì sao? Cô lên mạng xem thử đi, tất cả những chuyện cô làm năm đó đều bị bóc ra cả rồi, tôi phải chấm dứt liên hệ với cô để tự bảo vệ bản thân. Nói xong, Diễm Diễm ngay lập tức cúp điện thoại. Vương Triệu Linh nhất thời hừ lạnh một tiếng, không phải chứ, trước đây cô ta làm ra không ít chuyện xấu xa, không lẽ đều bị vạch trần hết à? Vương Triệu Linh vội vàng lên Facebook để xem, nhìn thấy tiêu đề toàn là tin tức bê bối của mình, cô ta lập tức sững sờ. Sau khi nhấp vào, sắc mặt lại càng thay đổi. Rốt cuộc là ai chứ? Trên Facebook có rất nhiều sự việc liên quan đến Vương Triệu Linh, trong đó khiến người ta phẫn nộ nhất chính việc năm đó một nữ minh tinh trong sáng rút khỏi giới giải trí. Nữ minh tinh trong sáng đó chính là Lâm Tiểu Nguyệt, khi đó ký hợp đồng làm nghệ sĩ dưới trướng Vương Triệu Linh. Sau đó bị một người đạo diễn lớn nhìn chúng, muốn dở quy tắc ngầm với Lâm Tiểu Nguyệt. Lâm Tiểu Nguyệt chỉ là một cô gái trong sáng, cực kỳ chống đối chuyện này. Vương Triệu Linh không khuyên được, liền lừa Lâm Tiểu Nguyệt đến khách sạn ăn cơm, sau đó rót rượu bỏ thuốc cho Lâm Tiểu Nguyệt khiến cô ấy hôn mê, cuối cùng bị đạo diễn ư một đêm. Sáng hôm sau Lâm Tiểu Nguyệt nhảy xuống sông tự tử, may được người khác cứu lên, từ đó về sau Lâm Tiểu Nguyệt rút khỏi giới giải trí. Một ngôi sáng đang lên lại cứ thế rơi xuống. Mặc dù chỉ nổi chớp nhoáng nhưng fan hâm mộ của Lâm Tiểu Nguyệt cực kỳ đông, rất nhiều người thích dáng vẻ trong sáng đáng yêu của cô. Nhưng không thể ngờ, Lâm Tiểu Nguyệt lại thua dưới tay của Vương Triệu Linh như vậy. Bỗng chốc, Vương Triệu Linh lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, bị chửi rủa ở khắp mọi mặt trận, Facebook thất thủ. Vương Triệu Linh là đồ chó má, cô khác gì kẻ phản bội chứ? Mau cút khỏi giới giải trí đi. Đồ cặn bã, loại rác rưởi như cô không xứng sống trên thế gian này, sau này cô đừng xuất hiện trên TV nữa. TV, ha ha, cô ta đi trên đường cũng bị người ta đánh chết ý. Thứ bị chịu người phỉ nhổ, bất công cho Lâm Tiểu Nguyệt quá, cô ấy phải báo cảnh sát chuyện này chứ. Vậy phải xem đương sự có đồng ý báo cảnh sát hay không, chỉ cần Lâm Tiểu Nguyệt đứng ra báo cảnh sát thì Vương Triệu Linh chắc chắn phải vào tù. Thế thì vui quá. Ban đầu mọi người chỉ chửi rủa Vương Triệu Linh trên mạng,
sau đó có rất nhiều luật sư xuất hiện và bắt đầu tính số năm cô ta có thể bị kết án. Sau khi đọc những bình luận khủng khiếp kia, Vương Triệu Linh chỉ cảm thấy bản thân đã không còn tương lai nữa rồi. Chẳng trách nhiều người muốn phủi sạch quan hệ với cô ta như vậy, chuyện cũ năm đó bị đào bới ra, ai có quan hệ với cô ta sẽ đều bị hàng triệu người mắng chửi. Ngoài ra, Vương Triệu Linh còn bị phanh phui ra nhiều chuyện kinh tởm khác. Ngủ với các sếp lớn, đạo diễn đã là chuyện thường tình rồi, mọi người đã nhìn thấy rất nhiều những tấm hình hay video ghép. Cô ta đã dùng thủ đoạn này để hãm hại rất nhiều những sao nữ mới vào nghề, đúng là một tay ma cô trong giới giải trí, thật là kinh tởm. Vương Triều Linh sững sờ đến ngu người khi nhìn thấy những tin tức lần lượt bùng nổ này. Chuyện này là thế nào, con mẹ nó ai làm vậy? Năm đó khi Vương Triệu Linh xảy ra chuyện, mấy vị cổ đông của công ty đã bảo vệ cô ta, nhưng không hề xảy ra chuyện gì, tất cả bằng chứng đã được mua chuộc hết rồi. Đã đưa tiền cho tất cả bức ảnh và bên đương sự. Sau đó Vương Triệu Linh trở nên quyền lực, lại càng không có ai dám đào lại vết đen của cô ta. Nhưng bây giờ, toàn bộ đã bung bét hết, thật là kịch tính. Hôm qua mới lên top tìm kiếm, nay lại lên lần nữa. Mà sau sự việc này, những tìm kiếm hot của ngày hôm qua lại lội về ngay lập tức. Tiểu văn trưởng nhóm nữ SF cũng đăng bài. Sự thật ngày hôm qua không phải như vậy, chính mắt tôi đã nhìn thấy mọi chuyện, là Vương Triệu Linh và con gái gây hấn, nói năng ngạo mạn và uy hiếp Tần Nha Nha khiến em ấy không thể đi học, còn cá cược với Tần Đại Sư, nhưng cuối cùng Vương Triệu Linh thua lại muốn giở trò, nhục mạ người nhà Tần Đại Sư, mới bị ăn một cái bạt tai. Một cô gái của nhóm nhạc nữ SF chia sẻ bài viết, đúng vậy, tôi cũng đã tận mắt chứng kiến, cả quá trình Tần Đại Sư đã nhường nhịn, là do Vương Triệu Linh gây hấn, ép người quá đáng. Các thành viên khác của nhóm nhạc nữ SF cũng lên tiếng, tất cả đều đứng về phía Tần Lâm. Tần Lâm là ân nhân cứu mạng của bọn họ, không ai sánh bằng ân tình này, vì thế cho dù có liều mình đắc tội với người khác thì bọn họ cũng vẫn sẽ đăng bài. Huống hồ bây giờ đã không còn nguy cơ nữa. Vương Triệu Linh đã trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, tất cả mọi người đều không ngừng ném đá xuống giếng, chửi rủa không thương tiếc. Buồn cười nhất là, ngoài nhóm nữ SF, cả nhóm thiếu nữ thiên đàn cũng lên tiếng. Chúng tôi nhận lời tham gia một chương trình nghệ thuật ở trường tiểu học, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Từng câu từng từ của đội trưởng Tiểu Văn đều là sự thật, chúng tôi rất thất vọng về nhân phẩm của Vương Triệu Linh, sau này sẽ không hợp tác nữa. Nhóm thiếu nữ thiên đàn này có phần gió chiều nào theo chiều nấy, nhưng quả thật chuyện này không liên quan gì đến bọn họ chỉ đến để biểu diễn một tiết mục thôi, người đáng ghét là Vương Triệu Linh. Thấy tình hình dư luận, mặt Vương Triệu Linh xám ngắt như tro. Xong rồi, cô ta hoàn toàn chấm dứt rồi, không nói đến tiền đồ, cô ta còn có thể phải đối mặt với án tù, sau này đi trên đường sẽ thành một con chuột bị người đánh chửi. Vương Triệu Linh lúc này đã hiểu cô ta đắc tội với người như thế nào rồi. Người đàn ông đó chính là Tần Đại Sư. Nhiều cư dân mạng trên Facebook cũng rất bất ngờ. Không ngờ người trong vụ đánh người ở trường mẫu giáo lại là Tần Đại Sư. Trong mắt cư dân mạng, Tần Đại Sư là một người vô cùng uy tín. Thì ra là Tần Đại Sư, vậy cô ta bị đánh là đáng đời. Đúng vậy, còn nói là anh em nhà giàu gì đó, Tần Đại Sư dễ dãi như thế. Nếu bọn họ không chọc giận Tần Đại Sư thì sao anh ấy có thể ra tay chứ? Đáng đời Vương Triệu Linh. Vương Triệu Linh không thể ngờ Tần Đại Sư lại có thế lực to lớn như vậy. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân nhất của mình. Đại nữ, cậu phải nói thật cho tớ biết Tần Đại Sư kia rốt cuộc có bối cảnh gì vậy, sao có nhiều người muốn trừng phạt mình thế? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói. Đại Linh. Lần này cậu thực sự đã vấp phải cục đá lớn rồi, Tần Đại Sư đã tìm đến Mã Lương Điền ở Tân Cảng, Mã Lương Điền đã liên lạc với tất cả mối quan hệ trong giới ra tay với cậu, giờ cậu có thể chạy đi đâu thì chạy đi. Nói xong liền cúp máy. Vương Triệu Linh điếng người. Mã Lương Điền. Cô ta chỉ là một quản lý nho nhỏ, còn Mã Lương Điền là một nhân vật lớn như núi Thái Sơn. Mã Lương Điền muốn ra tay với cô ta hoàn toàn không có sức đánh trả. Đúng như bạn cô ta nói, bây giờ chạy được thì mau chóng chạy thôi. Vương Triệu Linh không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, hết cách rồi, chạy thôi. Cô ta vội vàng thu dọn một số đồ quan trọng, xách vali chạy ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra liền thấy hai người cảnh sát đang đứng trước của, nghiêm mặt nói.
Cô là Vương Triệu Linh đúng không? Phiền cô đi với chúng tôi một chuyến để hợp tác điều tra vụ cô bỏ thuốc Lâm Tiểu Nguyệt trước đây. Sắc mặt Vương Triệu Linh xám ngắt như cho tàn. Thấy kết cục thảm hại của Vương Triệu Linh, nhưng không có ai thương cảm cho cô ta, đáng đời. Vương Đông Tuyết sau khi biết chuyện này liền gọi điện cho Tần Lâm. Anh Tần, anh không sao chứ, em thấy sự việc ồn ào trên Facebook. Tần Lâm cười nói, không sao, có chuyện gì thế, gần đây em bận không? Vương Đông Tuyết nói, khá bận, gần đây có đoàn phim đến mời em đóng phim, cũng không biết em có làm được không? Tần Lâm sững sờ, thật à, đó là chuyện tốt, em có thể thử xem. Vương Đông Tuyết rất xinh đẹp, lại có kinh nghiệm làm streamer, thừa sức tiến vào giới giải trí làm diễn viên. Và lại gần đây, nhưng người nổi tiếng trên mạng đều theo con đường này, hoặc là chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ, hoặc là live stream bán hàng. Có thể ra mắt là tốt nhất. Và lại Tần Lâm cũng có nhiều mối quan hệ, nếu Vương Đông Tuyết muốn thử, anh có thể đánh tiếng giúp. Vương Đông Tuyết nghe vậy cũng vội vàng nói, khoan hãng đánh tiếng, em muốn thử sức trước, nếu em vẫn diễn tệ thì sẽ khiến anh mất mặt. Được thôi. Tần Lâm cũng không ép, cho dù không đánh tiếng thì có lẽ cô ấy cũng không sao cả, chỉ cần không bị người ta bắt nạt là được rồi. Vương Đông Tuyết cũng được coi là cơn gió lạ trong giới streamer. Rõ ràng có thể dùng nhan sắc nhưng cứ muốn dựa vào tài năng. Hiện giờ cô đã được coi là streamer hạng 2 có lượng người hâm mộ riêng. Thời gian stream của Vương Đông Tuyết cũng thay đổi từ giờ ăn cơm thành đêm muộn, cứ mỗi đêm, một nhóm thanh niên vừa đói bụng vừa ham gái lại tập trung trước máy tính để xem Vương Đông Tuyết live stream. Mỗi lần nhìn thấy một đầu bếp xinh đẹp như Vương Đông Tuyết nấu ăn thì mọi người lại nảy sinh ảo tưởng yêu đương. Nếu có thể kết hôn với một cô gái xinh đẹp như vậy thì hạnh phúc biết bao. Vì thế hội fan của Vương Đông Tuyết cũng dần được lập nên, chỉ cần cô ở phòng bếp nấu nướng, cho dù không nói chuyện, chỉ yên lặng nấu nướng cũng cho người ta một cảm giác rất yên bình. Vì thế bộ phim Vương Đông Tuyết tham gia lần này cũng khá giống với con người thật của cô ấy, chính là diễn viên khách mời đóng vai đầu bếp trong quán ăn khuya. Hôm nay Vương Đông Tuyết hiếm khi dậy sớm trang điểm, cô ấy rất coi trọng buổi quay phim hôm nay. Lúc trước khi đối diện với ông kính, đạo diễn nói Vương Đông Tuyết hơi căng thẳng quá, bảo cô ấy phải thả lỏng, giống như live stream hàng ngày là được. Đạo diễn nói vậy càng khiến Vương Đông Tuyết căng thẳng hơn, vốn dĩ đóng phim và live stream đã khác biệt rất lớn rồi. Lúc cô live stream có thể thoải mái như vậy là vì khi đó xung quanh không có ai, chỉ có máy quay. Hiện giờ người trong tổ quay phim khá đông, nhân viên công tác, người quay phim đều vây quanh khiến cô thấy hơi không thoải mái. May mà Vương Đông Tuyết chỉ là đóng vai khách mời nhỏ, chỉ được coi là ngôi sao khách mời thân thiết thôi, người đóng vai chính là một nữ diễn viên đang nổi tên là Hà Tịnh Tịnh. Hà Tịnh Tịnh trước đó từng đóng hai bộ phim cung đấu, bỗng chốc trở nên nổi tiếng, rất nhiều người quen biết cô ta. Đây là bộ phim tình cảm đô thị được Donny đóng giày cho cô ta, để chuẩn bị đi theo con đường phim thần tượng. Sau khi đến đoàn phim, Vương Đông Tuyết thấy rất nhiều người đang vây quanh Hà Tịnh Tịnh. Xếp hàng đợi xin chữ ký và chụp ảnh. Thật ra rất nhiều nhân vật công tác của đoàn phim cũng theo đuổi thần tượng không khác gì người thường. Chỉ là bọn họ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các ngôi sao, nhưng người bình thường thì không có cơ hội này. Vì thế mỗi khi có siêu sao đến đoàn phim, thì mọi người sẽ chụp ảnh trước rồi mới chính thức bắt đầu. Hà Tịnh Tịnh thực ra cũng không được tính là siêu sao, chỉ là bây giờ rất nổi tiếng, nhiệt độ cực cao. Đoàn phim này không có siêu sao nào khác nên tất cả mọi người đều chụp ảnh với cô ta. Vương Đông Tuyết đứng ở cổng thấy cảnh bên trong thì có hơi mông lung, đạo diễn đột nhiên nói. Ồ, Đông Tuyết đến rồi. Một câu nói đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, mọi người đều quay đầu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Vương Đông Tuyết. Lập tức có mấy người chạy đến, Đông Tuyết, tôi là fan của bạn, có thể chụp ảnh chung không? Đúng vậy, mẹ tôi cũng là fan của bạn. Tôi muốn xin chữ ký giúp mẹ. Không ngờ Vương Đông Tuyết ở ngoài đời thật lại xinh đẹp như vậy, nấu nướng cũng giỏi nữa, bạn có bạn trai chưa? Những nhân viên công tác này đột nhiên nhiệt tình như vậy khiến Vương Đông Tuyết hơi không thích ứng, cô lúng túng nói. À, chụp ảnh chung đúng không? Liệu có ảnh hưởng đến thời gian của đoàn phim không? Lúc trước Vương Đông Tuyết đi trên đường thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhận ra cô dù sao cũng là streamer nổi tiếng. Có người nhận ra là chuyện bình thường. Nhưng được nhận ra ở trong đoàn phim thì cũng có hơi xấu hổ.
Chủ yếu là vì cô cảm thấy bản thân không phải là minh tinh gì cả, kém xa diễn viên chân chính rất nhiều, vì thế muốn khiêm tốn một chút. Bạn yên tâm đi, không ảnh hưởng thời gian đoàn phim đâu, bạn xem bên kia cũng như vậy mà, mọi người còn chưa đến đông đủ nữa. Được thôi, Vương Đông Tuyết gật đầu, đồng ý chụp ảnh với mọi người. Có không ít nhân viên công tác đến xếp hàng chỗ Vương Đông Tuyết. Chủ yếu là vì Vương Đông Tuyết cũng rất nổi tiếng, rất nhiều người nhận ra, mà Vương Đông Tuyết cũng không ra vẻ, đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người, quay hay chụp chung đều ok, thậm chí còn có thể hợp tác với fan quay TikTok. So sánh với nhau, chỗ Hà Tĩnh Tĩnh lại tỏ vẻ ngôi sao quá mức, thời gian chụp ảnh cực kỳ ngắn, chụp xong một tấm là đến người tiếp theo luôn, thường không đồng ý quay video. Rất nhiều người thực ra không phải là fan ruột của ai cả, chỉ là thấy ai nổi tiếng thì đến chụp ảnh cùng để đăng lên mạng xã hội khoe khoang với bạn bè thôi. Vì vậy, họ không quan tâm chụp ảnh với ai, chỉ cần là người nổi tiếng là được, bên này hòa nhã, không tỏ vẻ thì sẽ đến bên này. Mặc dù người bên chỗ Hà Tĩnh Tĩnh vẫn nhiều hơn một chút, nhưng việc mất đi một nhóm người vẫn khiến Hà Tĩnh Tĩnh thấy có chút không vui. Cô ta vắt chân lên nói, đây là ai mà ra vẻ thế? Nổi tiếng phết nhỉ. Đạo diễn cười ha ha nói, là một streamer ẩm thực, lần này làm khách mới vai đầu bếp cho cô. Hà Tĩnh Tĩnh bật cười khinh bỉ, thì ra chỉ là một vai quần chúng à. Trong giới này, những người diễn vai quần chúng nổi tiếng sẽ được gọi là khách mời thân thiết. Người vô danh sẽ được gọi là diễn viên quần chúng. Hà Tĩnh Tĩnh nói vậy chính là cố ý châm biếm và hạ bệ Vương Đông Tuyết. Cô ta mới là nhân vật chính, người khác đừng hòng lấn lướt. Sau khi chụp ảnh xong, đạo diễn ra lệnh bắt đầu vào công việc chính. Nội dung của cảnh quay này tương đối đơn giản, nói về chuyện tình cảm của Hà Tĩnh Tĩnh không thuận lợi, nửa đêm đến nhà hàng đêm của Vương Đông Tuyết ăn mì, sau đó tâm trạng của cô ta đã khá hơn rất nhiều. Vương Đông Tuyết thay quần áo, đứng trong bếp và bắt đầu bày biện dụng cụ làm bếp. Hà Tĩnh Tĩnh ở bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng. Đông Tuyết, chúng tôi phân máy quay đầu tiên quay cô cứ nấu nướng như bình thường là được, chuẩn bị xong thì nói với tôi một tiếng rồi bắt đầu luôn. Đây là lần đầu Đông Tuyết đóng phim, và lại cũng không phải nhân vật quan trọng gì, yêu cầu của mọi người đối với cô cũng không cao lắm, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được. Vương Đông Tuyết hít một hơi thật sâu, gật đầu và ra hiệu ok với đạo diễn. Sau đó, đạo diễn hô action. Máy quay từ từ tiến gần Vương Đông Tuyết cầm dao lên thái rau, rồi bật bếp. Bật mấy lần thì phát hiện bếp ga này căn bản không có lửa. Vương Đông Tuyết nhíu mày cúi người xuống quan sát một lúc. Đạo diễn bất lực, hô ngừng. Máy quay ngừng lại. Đông Tuyết, chúng ta quay giả vờ thôi, cô không cần nấu thật, cô chỉ cần làm động tác nấu nướng như bình thường, chút nữa sẽ có sẵn bát mì. Vương Đông Tuyết ồ lên, cô ấy cũng không hiểu chuyện này lắm, còn tưởng là nấu nướng thật, thì ra bếp ga này là giả nên không thể bật được. Xin lỗi. Lần này tôi sẽ chú ý. Không sao, bắt đầu lại. Hà Tĩnh Tĩnh đứng bên cạnh bĩu môi khinh thường. Ha ha, đồ nhà quê. Trong mắt cô ta, đám nữ streamer chỉ toàn là đồ nhà quê, chưa trải sự đời, thậm chí còn không biết quy tắc quay phim cơ bản của đoàn phim, đến đây chỉ tổ mất mặt. Lần quay thứ hai bắt đầu, Vương Đông Tuyết đã dần quen, thông qua cảnh thứ nhất. Đạo diễn hài lòng gật đầu, tốt lắm, người mới đóng được thế này đã tốt lắm rồi. Cảnh tiếp theo. Cảnh tiếp theo là cảnh Hà Tĩnh Tĩnh và Vương Đông Tuyết diễn với nhau. Đối thoại rất đơn giản, chỉ có bà chủ tôi muốn gọi món. Sau đó Vương Đông Tuyết bưng bát mì lên, Hà Tĩnh Tĩnh vừa ăn vừa khóc. Hà Tĩnh Tĩnh hít một hơi thật sâu, đạo diễn đứng bên ngoài hỏi. Tĩnh Tĩnh, sẵn sàng chưa? Hà Tĩnh Tĩnh gật đầu. Action. Sau khi đạo diễn hô lên, Hà Tĩnh Tĩnh bước vào cảnh quay với vẻ mặt nghiêm trọng. Bước đến bàn ăn, ngồi xuống rồi nói với Vương Đông Tuyết. Bà chủ tôi muốn gọi món. Vương Đông Tuyết cực kỳ nghiêm túc, nhanh chóng nhập vai. Đây dù sao cũng là diễn đối, người ta là siêu sao, nếu phải diễn lại vì cô diễn không tốt thì có lẽ Vương Đông Tuyết sẽ bị ăn chửi. Vì thế, Vương Đông Tuyết làm theo kịch bản, đi đến đưa một bát mì và một đôi đũa, cả quá trình đều không nói một lời nào. Sau khi đặt xuống bàn, chính là cảnh viết riêng cho Hà Tĩnh Tĩnh. Hà Tĩnh Tĩnh cầm lấy đũa gắp sợi mì cho vào miệng, vẻ mặt cô ta hơi thay đổi. Sau đó, cảm xúc lên men, từ từ dồn nén lại, máy quay chậm chậm đưa đến.
ống kính tập trung vào đôi mắt của cô ta. Mấy chục giây sau, đạo diễn cạn lời, cắt. Tiếng hô vang lên, tất cả mọi người đều nản lòng, Hà Tĩnh Tĩnh cũng buông đôi đũa xuống. Cảnh này thất bại là do không khóc được. Mấu chốt của phân đoạn này là cảnh khóc, là cảnh quay biểu cảm viết riêng cho Hà Tĩnh Tĩnh, nhưng đến thời điểm quan trọng, Hà Tĩnh Tĩnh là không khóc được, điều này ít nhiều cũng hơi ngượng ngùng. Thật ra trong lòng nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy, kỹ năng diễn xuất của diễn viên trẻ này còn non nớt, chỉ được cái xinh đẹp, không biết được vị kim chủ nào nâng đỡ. Thực tế, trình độ chẳng đến đâu. Nếu là những diễn viên phái thực lực, không thể khóc trong vài phút mà còn mặt mũi làm diễn viên sao? Mặc dù không có ai trách Hà Tĩnh Tĩnh, nhưng sắc mặt của cô ta cũng hơi tối sầm lại, cảm thấy vô cùng mất mặt. Kỹ năng diễn xuất của cô ta luôn gây tranh cãi, trong rất nhiều chương trình cũng có một vài diễn viên gạo cội chế nhạo cô ta, khiến Hà Tĩnh Tĩnh trở nên rất nhạy cảm về chuyện này. Lúc này đạo diễn không nói lời nào, cô ta liền cảm thấy đám người này đang cười nhạo mình. Hà Tĩnh Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, quay lại lần nữa. Nói xong, liền bắt đầu lại. Những người mới như Vương Đông Tuyết tất nhiên không dám phàn nàn gì, phần diễn của cô cũng không nhiều nên lặp lại vài lần cũng không thành vấn đề. Cô bưng bát mì đặt xuống trước mặt Hà Tĩnh Tĩnh. Hà Tĩnh Tĩnh cúi đầu, ấp ủ hồi lâu, gắp vài sợi mì lên nhai nhai nhai, nhíu đôi lông mày lại, nhưng mấy chục giây trôi qua vẫn không có giọt lệ nào rơi xuống, mắt cũng không hề đỏ. Cát! Đạo diễn có chút bất lực rồi, nếu đây là diễn viên thông thường thì có lẽ đã bị mắng từ lâu rồi, cũng vì gần đây Hà Tĩnh Tĩnh khá nổi tiếng, có thể kéo về chút lưu lượng cho bộ phim, vì thế đạo diễn cũng không dám nói nặng lời quá. Ông ta chỉ mỉm cười nhạt nói với Hà Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, không sao, chúng ta lấy lại cảm xúc lần nữa, nếu không được thì dùng thuốc nhỏ mắt đi. Sắc mặt Hà Tĩnh Tĩnh tối sầm lại, dùng thuốc nhỏ mắt là việc xấu hổ nhất của diễn viên. Cô ta còn xuất thân từ lớp diễn xuất nữa. Những diễn viên nghiệp dư khác đều có thể khóc bất cứ lúc nào, nhưng cô ta lại phải dùng thuốc nhỏ mắt, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mất mặt lắm. Không cần, tại cô hết đó, cô cười cái gì mà cười. Hà Tĩnh Tĩnh chỉ tay vào Vương Đông Tuyết chửi. Vương Đông Tuyết sửng sốt, cô cười á, cô cười lúc nào chứ? Vương Đông Tuyết luôn diễn theo nội dung kịch bản, không nói một lời dư thừa nào. Sau khi bưng bát mì lên thì quay người thu dọn đồ dùng trong bếp. Nói cách khác, sau khi bưng bát mì lên, Vương Đông Tuyết quay người đi luôn, căn bản không giao lưu gì với Hà Tĩnh Tĩnh, sao cô cười được chứ? Bên cạnh đó, cho dù có nhìn Hà Tĩnh Tĩnh diễn, Vương Đông Tuyết cũng không cười nổi. Có gì đáng buồn cười chứ? Diễn xuất của Hà Tĩnh Tĩnh không tốt lắm nhưng Vương Đông Tuyết cũng không phải là diễn viên tài giỏi gì, cô ấy ngưỡng mộ còn không kịp, chứ nào có cười nhạo người ta. Hà Tĩnh Tĩnh rõ ràng là không có cớ gì, tìm lý do biến Vương Đông Tuyết thành bao cát để chửi bới chút giận, như vậy sẽ vui vẻ hơn một chút. Vương Đông Tuyết cực kỳ lúng túng, tôi không cười. Hà Tĩnh Tĩnh bỗng chốc tìm được lý do nên tất nhiên không thể bỏ qua dễ dàng, cô ta lạnh lùng hừ một tiếng và mắng chửi. Nói dối, tôi tận mắt nhìn thấy cô cười tôi, cô đang cười nhạo tôi đúng không? Một hot girl mạng như cô mà cũng dám cười nhạo tôi. Cô có biết ai có quyền quyết định ở cái đoàn làm phim này không? Vương Đông Tuyết trở nên căng thẳng, mặc dù cô cũng không phải là một cô bé non nớt gì, nhưng vẫn rất khó chịu khi bị người khác chỉ thẳng mặt chửi. Tôi thật sự không cười, vả lại, không phải đạo diễn mới là người có quyền trong đoàn phim à? Hà Tĩnh Tĩnh trợn mắt, còn dám cứng mồm cứng miệng. Đúng là thiếu dạy dỗ. Nói xong, Hà Tĩnh Tĩnh liền vung tay lên. Một tiếng, bốp, vang lên. Gương mặt của Vương Đông Tuyết lập tức in dấu 5 ngón tay. Mọi người đều nín thở, cả đoàn phim bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn thấy cảnh này cũng quen rồi, không có biểu hiện gì quá ngạc nhiên. Việc này xuất hiện trong đoàn làm phim thực sự là chuyện khá bình thường. Những chị đại trong đoàn đều là những nhân vật có uy quyền cao, đánh chửi những diễn viên khác là chuyện như cơm bữa. Thậm chí rất nhiều những diễn viên tên tuổi lớn còn đánh cả đạo diễn. Mặc dù Hà Tĩnh Tĩnh không phải là siêu sao gì, nhưng vẫn hơn Vương Đông Tuyết cả về danh tiếng lẫn địa vị, đánh cô một cái bạt tai, dạy dỗ một trận cũng là chuyện bình thường. Vương Đông Tuyết bị đánh chỉ có thể cúi đầu không dám nói gì. Hà Tĩnh Tĩnh thấy cô sợ hãi như vậy thì không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, chanh chua nói. Đạo diễn, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, bỏ qua cảnh này quay cảnh sau trước đi. Đạo diễn bất lực, ai bảo Hà Tĩnh Tĩnh là ngôi sao chứ?
mặc dù đạo diễn cũng không đến nỗi sợ cô ta, nhưng dù sao cũng là diễn viên chính, đằng sau còn có ông chủ lớn chống lưng, nể mặt đồng tiền nên đành nhẫn nhịn. Được, vậy nghe theo Tỉnh Tỉnh đi, quay cảnh sau trước. Nói xong, đạo diễn đi đến trước mặt Vương Đông Tuyết an ủi vài câu. Ông ta đã chứng kiến nhiều chuyện thế này rồi, rất nhiều ngôi sao nữ bị bắt nạt cũng không còn cách nào, chỉ có thể đợi bản thân nổi tiếng rồi đi bắt nạt người khác thôi. Hôm nay quay cảnh khác nên không có phần của Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết buồn bã về nhà. Một lúc sau, Tần Lâm nhắn tin Zalo cho Vương Đông Tuyết hỏi thăm. Hôm nay thế nào, có thuận lợi không? Vương Đông Tuyết trả lời bằng nhãn gian ấm ức. Tần Lâm sững sờ giây lát rồi gọi video cho cô. Sau khi cuộc gọi video được kết nối, mặc dù Vương Đông Tuyết cố ý né tránh nhưng Tần Lâm vẫn nhìn rõ năm dấu tay trên mặt cô. Anh lập tức cau mày, sắc mặt hơi thay đổi. Đông Tuyết, chuyện gì xảy ra vậy, ai đánh em thế? Vương Đông Tuyết thấy không che giấu được liền khóc lóc kể lại mọi chuyện hôm nay. Tần Lâm nghe thấy sắc mặt càng tối sầm lại. Hà Tỉnh Tỉnh đúng không, anh biết rồi, mai anh sẽ đi cùng em. Thấy dáng vẻ tức giận của Tần Lâm, Vương Đông Tuyết hơi lo lắng. Anh Tần, anh đừng xúc động, Hà Tỉnh Tỉnh không dễ chọc đâu, nếu thật sự không được thì em sẽ không diễn phim này nữa. Tần Lâm nói, không sao, em yên tâm đi, đây là cơ hội của em mà. Sau khi cúp máy, Tần Lâm muốn liên lạc với Mã Lương Điền, nhưng ông ấy thường hoạt động ở Tân Cảng, không thể bắt ông ấy vì chuyện còn con mà chạy đi chạy lại mãi được. Đang suy nghĩ đến việc tìm người khác thì Đoàn Phi gửi tin nhắn Zalo đến, hỏi Tần Lâm dạo này thế nào. Tần Lâm thấy vậy thì rất vui mừng, đúng rồi, Đoàn Phi là ảnh hậu, đoàn phim là thiên hạ của cô ấy, tìm đúng đường rồi. Tần Lâm trực tiếp gọi điện thoại, hai người nói chuyện một hồi lâu. Sáng hôm sau, Tần Lâm đến đón Vương Đông Tuyết, mặc dù dấu tay trên mặt đã tiêu tan nhưng Vương Đông Tuyết vẫn đeo khẩu trang vì sợ Tần Lâm nhìn thấy khuyết điểm trên mặt. Anh Tần, hay là, hôm nay em không đi nữa? Tần Lâm nở nụ cười lạnh lùng nói, yên tâm đi, phải đi chứ, đến bảo đạo diễn cho em thêm ít đất diễn. Vương Đông Tuyết sững sờ giây lát. Thêm đất diễn, thêm cảnh gì? Tần Lâm nói, thêm cảnh đánh người. Vương Đông Tuyết sững sờ. Cảnh đánh người, cảnh đánh đấm gì vậy? Cảnh bình thường cô ấy còn không biết, nói gì đến cảnh đánh người chứ? Hiện giờ cô đang trong tình trạng mò mẫm, vốn dĩ không thể tìm đường đúng, không biết đóng phim và livestream khác nhau chỗ nào. Nhưng Tần Lâm lại muốn cho cô thêm phần diễn đánh nhau, thế có chết dở không chứ? Tần Lâm chỉ mỉm cười thần bí mà không nói lời nào, kéo Vương Đông Tuyết lên xe đến thẳng đoàn phim. Ở đoàn phim, mọi chuyện vẫn như thường lệ, không có gì đặc biệt cả, vì thế nhân viên công tác vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Đông Tuyết như bình thường. Mọi người đã quá quen với chuyện hôm qua rồi, diễn viên nhỏ bị ngôi sao lớn tát là chuyện thường như cơm bữa. Cho dù bị đánh cũng vẫn phải đi làm như bình thường, đây chính là quy tắc của giới giải trí. Ai mà da mặt mỏng, dễ xấu hổ, vì bị đánh mà hôm sau không đến nữa thì sẽ bị coi là kẻ ngốc. Thấy người đàn ông bên cạnh Vương Đông Tuyết, mọi người đều tỏ ra vẻ thích thú, cái cô Vương Đông Tuyết này thú vị thật đó, dẫn bạn trai đến thì làm được gì. Hà Tỉnh Tỉnh người ta là siêu sao của đoàn phim, đừng nói đến Vương Đông Tuyết, bạn trai cô đến cũng bị đánh thế thôi. Và lại, Hà Tỉnh Tỉnh đánh không có nghĩa là người khác không đánh lại được cô ta, mà là không dám ra tay. Cô gọi bạn trai đến thì làm được gì, đứng bên cạnh vẫn không dám ra tay thôi. Nếu cô thật sự có gan đó thì đã đánh trả lại từ hôm qua rồi. Sau khi tất cả mọi người trong đoàn kịch đến đông đủ, Hà Tỉnh Tỉnh mới từ từ đi đến trước mặt mọi người, kiêu căng nhìn bọn họ. Đến đủ rồi chứ, đợi lâu rồi, bắt đầu quay thôi. Mặc dù Hà Tỉnh Tỉnh nói một câu đợi lâu rồi, nhưng không hề có ý xin lỗi, luôn tỏ ra vênh váo hung hăng. Hà Tỉnh Tỉnh liếc mắt nhìn Vương Đông Tuyết, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Cô ta không hề xin lỗi cũng chẳng thèm để tâm đến cô. Hà Tỉnh Tỉnh thực ra chưa từng đánh ai, dù sao cô ta cũng mới nổi gần đây, hôm qua cũng là lần đầu tiên cô ta ra vẻ ngôi sao. Đúng lúc nhìn thấy Vương Đông Tuyết này ngứa mắt nên lấy cô để chút giận. Mọi người đang định bắt đầu công việc, thì đạo diễn đột nhiên hô lên. Từ đã, chút nữa sẽ có một nhân vật lớn đến đây. Hà Tỉnh Tỉnh nhíu mày, còn có nhân vật lớn sao? Ai thế? Hà Tỉnh Tỉnh hơi không hài lòng, cô ta đã là nhân vật lớn nhất toàn đoàn phim rồi,
lại còn phải đợi người khác. Ai mà ra oai thế? Đạo diễn nói, là chị Đoàn, Đoàn Phi. Mọi người đều sững sờ. Chị Đoàn, thật không, sao chị Đoàn lại đến đây? Đạo diễn cười nói, tôi cũng không biết, hôm qua chị Đoàn đột nhiên gọi điện nói với tôi muốn đến làm diễn viên khách mời, lúc đó tôi cũng bất ngờ, không biết nhà sản xuất tốn bao nhiêu tiền nữa. Đoàn Phi là nhân vật thế nào chứ? Đó là chị đại của ngành phim điện ảnh, là nữ diễn viên có sức ảnh hưởng nhất. Chỉ riêng cái cúp ảnh hậu kim mã Đoàn Phi giành được đã đủ để làm chói mù mắt mọi người rồi. Trong giới này, sức ảnh hưởng của Đoàn Phi là không ai sánh kịp, ngay cả những đạo diễn nổi tiếng khi gặp Đoàn Phi cũng phải lịch sự gọi một tiếng chị Đoàn. Không liên quan đến tuổi tác, đó xuất phát từ sự kính trọng. Hơn nữa, không có ai nghi ngờ Đoàn Phi nổi lên như thế nào. Đạo diễn dùng quy tắc ngầm gì gì đó đều không liên quan đến Đoàn Phi. Gia cảnh của Đoàn Phi rất tốt, vốn dĩ không hề thiếu tiền, vào làng giải trí diễn xuất hoàn toàn là vì sở thích, ban đầu một nữ đạo diễn phát hiện ra cô ấy sau đó giành được giải diễn viên mới xuất sắc. Bộ phim điện ảnh thứ hai đã giành được giải ảnh hậu. Xuất phát điểm của Đoàn Phi quá cao, thành tựu cô ấy đạt được cũng cao vô cùng. Vì vậy không ai có thể copy lại thành công của Đoàn Phi. Vẫn duy trì được dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, còn có thể thống trị giới điện ảnh, cô ấy thực sự là một diễn viên thiên tài. Khi nghe đến tên Đoàn Phi, Hà Tịnh Tịnh liền câm nín. Đoàn Phi quả thật nổi tiếng hơn cô ta rất nhiều, mặc dù chỉ đến làm diễn viên khách mời, nhưng mọi người chờ cô ấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hà Tịnh Tịnh nói, chị Đoàn đến diễn vai khách mời nào thế? Đạo diễn lắc đầu, chị Đoàn nói sẽ tự mang kịch bản đến. Nói là vai khách mời nhỏ có tài trợ thôi, chắc là lồng quảng cáo gì đó. Ồ, Hà Tịnh Tịnh ồ một tiếng, cũng không nghĩ nhiều. Những ngôi sao lớn như này đương nhiên sẽ có rất nhiều nhà tài trợ, với hiệu ứng người nổi tiếng và đưa một vài quảng cáo vào phim cũng được coi là một cách tăng doanh thu cho bọn họ. Mười mấy phút sau, một nhóm người từ bên ngoài đi vào. Vệ sĩ, trợ lý đi trước đi sau bảo vệ. Đoàn Phi còn có đội chuyên viên trang điểm, stylist riêng. Nên việc đưa theo mười mấy người là điều bình thường. Sau khi nhìn thấy mọi người, Đoàn Phi tháo kính râm xuống, lịch sự nói. Thực xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi, tôi phải đợi nhà tài trợ một lúc lâu, hôm nay tôi mời mọi người uống nước. Lời nói mở đầu của Đoàn Phi khiến mọi người thấy rất thoải mái, mặc dù bọn họ cũng không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng cũng đều là nhân viên công tác, cần được người khác tôn trọng. Mua chai nước không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng thái độ này khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái. Nhất là khi so sánh với Hà Tịnh Tịnh, đúng là khác nhau một trời một vực. Người ta là ảnh hậu, tài giỏi hơn Hà Tịnh Tịnh rất nhiều, nhưng không hề ra vẻ ngôi sao. Còn Hà Tịnh Tịnh mới có chút tiếng tăm đã mắc bệnh ngôi sao rồi, đúng là không so sánh không đau thương mà. Đạo diễn cũng khách sáo lễ phép vô cùng. Chị Đoàn, kịch bản của chúng ta hôm nay. Dù sao Đoàn Phi cũng là nhân vật lớn nhất. Hôm nay chắc chắn là buổi diễn của Đoàn Phi, người ta bận rộn như thế chắc chắn sẽ không đợi bạn. Đoàn Phi hỏi, tôi có kịch bản đây, diễn viên chính là ai? Hà Tịnh Tịnh đứng ra, là tôi. Hà Tịnh Tịnh đối xử với Đoàn Phi rất lễ phép tôn trọng, không hề giống với người khác. Thực tế, cô ta không cùng đẳng cấp với Đoàn Phi nên phải lễ phép. Nhưng khi cô ta nghĩ đến mình mới là người có quyền nhất đoàn phim, còn Đoàn Phi chỉ là diễn viên khách mời trong một ngày. Nếu cô ta cung kính quá mức, đợi Đoàn Phi đi rồi thì sau này rất khó khuất phục mọi người. Vì vậy với tỏ ra dáng vẻ ngang hàng với Đoàn Phi. Đoàn Phi cười nhạt nói. Hà Tịnh Tịnh đúng không, tôi biết cô, cảnh này tôi sẽ đóng vai phản diện tát cô hai phát, sau đó cô phải tỏ ra đau đớn vô cùng. Hà Tịnh Tịnh gật đầu, cô ta vốn dĩ rất thích hợp đóng vai ngốc nghếch nên thường phải diễn những phân đoạn bị bắt nạt. Vâng chị. Thế cảnh này chúng ta dùng thế thân hay đánh giả? Người tự cho mình là siêu sao như Hà Tịnh Tịnh khi đóng những cảnh như này thường sẽ đánh giả hoặc là dùng thế thân, dù thế nào cũng không thể đánh thật. Đoàn Phi bật cười khinh bỉ. Cô đùa gì vậy, chỉ một cái bạt tai thôi mà, cần gì thế thân? Và lại đây là kịch bản viết riêng cho cô, đến lúc kiểm tra kỹ năng diễn xuất của cô rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ ra tay có chừng mực. Hà Tịnh Tịnh sững sờ giây lát. Nhíu mày muốn từ chối, nhưng đây là yêu cầu của chị Đoàn đã nói như vật rồi, nếu cô ta yêu cầu thế thân nữa thì sẽ có khả năng đắc tội với người ta, chắc chắn sẽ bị đồn là mắc bệnh ngôi sao.
Hà Tịnh Tịnh cắn răng nói, vậy được thôi, chị Đoàn đừng đánh tôi thật đấy nhé. Đoàn Phi cười nhạt nói. Nhớ rồi, cảnh này tôi sẽ tát cô, còn cô phải diễn ra vẻ đáng thương vô tội. Được. Máy quay sẵn sàng, đạo diễn hô action. Sau đó, Đoàn Phi vung tay lên tát. Bốp. Tiếng tát cực kỳ giòn tai. Chiếc tát thực sự giáng vào mặt Hà Tịnh Tịnh, in dấu 5 ngón tay rõ ràng lên khuôn mặt trắng nõn của cô ta. Phát tát này khiến tất cả mọi người đều đơ ra. Cảnh này đáng đồng tiền bát gạo quá. Chưa bao giờ thấy cái tát nào mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt Hà Tịnh Tịnh lập tức thay đổi, ôm mặt tức giận. Chị làm gì vậy? Đoàn Phi lạnh lùng nói. Tôi đã nói với cô rồi mà, phải tỏ ra ấm ức, biểu hiện này của cô không được, làm lại. Hà Tịnh Tịnh trợn mắt, cái gì? Còn làm lại. Cái tát này khiến Hà Tịnh Tịnh mắt nổ đom đóm, nửa bên mặt tê dại, cảm giác như mất hết cảm giác. Đoàn Phi đây đang đóng phim hay là đang đánh người vậy? Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, lúc trước chưa từng đắc tội cô ấy mà. Chẳng nhẽ chị Đoàn đóng phim đều như vậy sao? Chẳng trách lại có thể trở thành ảnh hậu. Hà Tịnh Tịnh đâm lao phải theo lao, chị Đoàn có thể dùng diễn viên đóng thế không? Cái tát này khiến Hà Tịnh Tịnh không chịu nổi. Đoàn Phi nhíu mày, tôi đóng phim chưa bao giờ dùng diễn viên đóng thế, cô mới nổi được mấy ngày mà đã muốn dùng diễn viên đóng thế rồi à? Kiêu ngạo thế. Đoàn Phi đã nói như vậy rồi, Hà Tịnh Tịnh càng không dám, cô ta bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Được rồi, vậy thì không dùng diễn viên đóng thế, nhưng chị Đoàn có thể nhẹ tay chút không ạ? Lại tiếp tục quay, Hà Tịnh Tịnh lần này đã chuẩn bị sẵn tâm lý, còn chưa đánh, cô ta đã nhíu mày rồi. Đoàn Phi do dự một chút, lại tát cô ta một cái. Tiếng bốp vang lên, Hà Tịnh Tịnh bị đánh đến lảo đảo, nhắm mắt không diễn tiếp được, ôm mặt trông rất đáng thương. Trong lòng nghĩ lần này chắc được rồi nhỉ. Đoàn Phi đi đến trước máy theo dõi, nhìn khung hình rồi nói. Hà Tịnh Tịnh, cô qua đây xem đi. Hà Tịnh Tịnh ôm mặt, đi ra phía trước, nhìn thấy vẻ mặt cô ta, còn chưa đánh cô ta đã nhíu mày rồi, rõ ràng là bộ dạng đã chuẩn bị chịu đòn từ trước. Đoàn Phi nói, cô thấy thế này có ổn không? Hà Tịnh Tịnh chỉ cảm thấy nửa bên mặt của mình đau rát, nhưng không dám nổi giận. Chị Đoàn nói không ổn là không ổn ạ. Đoàn Phi lạnh lùng nói, quay lại. Bốp, bốp, bốp. Cô xem, biểu cảm của cô không đúng. Cô trốn cái gì, cái tát này đột nhiên mà đến, cô trốn như thế trông giả chết lên được. Sao cô còn ngã nữa vậy? Một cái tát mà thôi, đâu đến mức không đứng vững được. Cô ra ngoài khung hình rồi, cô ngã như vậy đâu ai thấy được cô. Cứ như vậy, một cái tát rồi lại một cái tát. Tát đến mức khiến cho mặt Hà Tịnh Tịnh sưng lên, lớp trang điểm cũng không che được nữa. Lúc này mọi người ai ai cũng sững sờ, cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chị Đoàn đang đóng phim sao? Đây rõ ràng là đang xả giận mà. Đây rõ ràng là đang làm khó Hà Tịnh Tịnh, cố ý đánh người. Có mấy đoạn quay thực ra đã hợp tiêu chuẩn rồi, có thể qua rồi, nhưng chị Đoàn vẫn không đồng ý, muốn quay lại. Hà Tịnh Tịnh bị đánh đến ngu người. Từng cái tát một, như đang trút giận lên người cô ta vậy. Vương Đông Tuyết đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này mà sững sờ. Đoàn Phi này, bá đạo quá. Lúc trước cảm thấy Hà Tịnh Tịnh rất lợi hại, nhưng so với Đoàn Phi, cô ta thực sự còn quá non, cứ như một con nhóc chơi trò cáo giả oai hùng vậy. Mà Đoàn Phi mới thực sự có khí chất, cô ấy đứng ở đó, không ai dám động đậy, Hà Tịnh Tịnh bị đánh đến mức này cũng không ai dám nói gì. Đoàn Phi đánh cũng hơi mệt, cổ tay có hơi tê dại rồi, vẫy tay gọi Vương Đông Tuyết qua. Qua đây. Vương Đông Tuyết sững sờ, đi đến trước mặt, có hơi sợ cô ấy. Đoàn Phi cười nói. Cảnh này cho qua đi, bây giờ đến lượt cô làm giống tôi làm ban nãy, có điều cô đánh bên còn lại. Hà Tịnh Tịnh bị đánh đến mức choáng đầu, hoa mắt, vừa nghe thấy còn bị đánh bên mặt bên kia, mặt cô ta sững sờ. Chị Đoàn. Tại sao còn đánh? Đoàn Phi nói, đây là đoạn phim mà nhà tài trợ yêu cầu, cô có quay không? Không quay thì không được nhận tiền thù lao đâu. Lời Đoàn Phi không cho phép người khác nghi ngờ, Hà Tịnh Tịnh chỉ cảm thấy đầu mình sắp tê dại rồi. Còn chưa hoàn hồn, cái tát của Vương Đông Tuyết đã văng tới. Bốp! Đoàn Phi nói rồi, nhất định phải đánh thật là ác, nếu không quay xong sẽ bị người xem mắng.
Vương Đông Tuyết chỉ có thể dùng sức mà đánh, không hề nể tình. Cái tát này vung xuống, Hà Tịnh Tịnh lập tức nổi giận. Đoàn Phi đánh cô ta thì cô ta còn phục, cũng đâu còn cách nào khác, cô ta không dây nổi. Nhưng Vương Đông Tuyết đánh cô ta thì không được, Vương Đông Tuyết là cái thá gì chứ mà cũng dám đánh cô ta. Mẹ mày, mày muốn chết đúng không? Hà Tịnh Tịnh đứng dậy mắng một câu, Đoàn Phi liền tiến lên cho cô ta thêm cái tát. Bốp! Hà Tịnh Tịnh bị tát đến mức lùi vài bước, mặt lộ ra vẻ chất vấn. Chị Đoàn, chẳng phải chị vừa quay xong sao, chẳng phải đoạn vừa rồi qua rồi sao? Đoàn Phi cười khẩy, quay thì quay xong rồi, còn cái tát này đâu phải là diễn, là tôi dạy cô một bài học. Hà Tịnh Tịnh lập tức sững sờ, mặt xám như cho, không dám ho hè tiếng nào. Thế cục luân chuyển, cô ta có thể giáo huấn người khác thì cũng có người có thể giáo huấn cô ta. Đoàn Phi có địa vị cao hơn Hà Tịnh Tịnh nhiều, thậm chí người ta chỉ cần tùy tiện nói một câu thôi cũng có thể phong sát cô ta. Hà Tịnh Tịnh chỉ là một kẻ bé nhỏ, sao có thể tỏ vẻ với Đoàn Phi. Đoàn Phi nói, diễn cho tử tế vào, tiếp tục. Lúc này Hà Tịnh Tịnh cũng được coi là đã hiểu ra mọi chuyện, hôm nay Đoàn Phi đến để làm diễn viên khách mời mà là để chống lưng cho Vương Đông Tuyết. Cái tát này là để báo thù cho Vương Đông Tuyết. Vương Đông Tuyết lúc này cũng hiểu, chuyện hôm qua Hà Tịnh Tịnh đánh cô ấy khiến cô ấy có hơi khó chịu, lần đầu vào đoàn làm phim mà lại bị đánh, trong lòng cũng có bóng ma. Kết quả hôm nay có người chống lưng cho cô ấy, đúng là hả giận mà. Vương Đông Tuyết cũng không khách khí, chỉ dựa theo hướng dẫn để quay, từng cái tát một, tát đến mức mặt Hà Tịnh Tịnh thay đổi hoàn toàn, sưng giống như một cái đầu heo. Ngày hôm nay chẳng diễn gì cả, tất cả mọi người đều nhìn xem Hà Tịnh Tịnh bị ăn tát. Chuyện này thực sự khiến người ta thổn thức, ác giả ác báo, cô dám kiêu ngạo như vậy, đương nhiên cũng có người xử lý được cô. Vương Đông Tuyết tát mấy cái, nhìn Tần Lâm, những điều này hiển nhiên là Tần Lâm sắp xếp cho cô ấy. Nếu như không nể mặt Tần Lâm, người có quyền như Đoàn Phi sao có thể đến ra mặt giúp một hot girl như cô. Hà Tịnh Tịnh bị đánh đến mức suýt ngất, cô ta nghiến răng nghiến lợi, hung ác nhìn Vương Đông Tuyết. Cô ta không dám ghi thù Đoàn Phi, nhưng trong mắt cô ta Vương Đông Tuyết chẳng phải người lợi hại gì. Trong lòng cô ta đã nảy ra một kế hoạch độc ác, nhưng trên mặt thì chẳng có gì. Một ngày quay phim kết thúc, Vương Đông Tuyết về nhà, nấu một bữa thịnh soạn cho Tần Lâm rồi nói. Anh Tần, ngày mai em còn có thể đến đoàn làm phim không, cô ta liệu có nhằm vào em không? Tần Lâm cười khẩy, cô ta dám chắc, cô ta mà dám nhằm vào em thì em cứ tát cô ta, đương nhiên sẽ có người chống lưng cho em. Hôm qua đạo diễn, nhà sản xuất, còn có một số phó đạo diễn và Đoàn Phi đều được gọi đến, có Đoàn Phi chống lưng, còn ai dám động vào Vương Đông Tuyết? Trừ phi người đó không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa. Tần Lâm cũng muốn khiêm tốn một chút, nếu không đã gọi Mã Lương Điền ra tay, chỉ cần mấy phút thôi đã có thể biến Vương Đông Tuyết thành ngôi sao hạng A rồi. Hai người ăn xong bữa cơm rồi đi nghỉ, sáng sớm ngày hôm sau, Vương Đông Tuyết lo lắng đến đoàn làm phim. Nhìn thấy Hà Tịnh Tịnh, Vương Đông Tuyết có hơi ngượng ngùng, mặt Hà Tịnh Tịnh vẫn sưng, có điều thái độ thì hài hòa hơn chút, thấy người khác thì khách khí chào hỏi, không tỏ vẻ như trước nữa. Vương Đông Tuyết cũng rất phục, đám người trong giới giải trí này lợi hại thật, hôm qua vừa xảy ra chuyện, hôm nay đã coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu là cô ấy chắc cô ấy không làm nổi. Hà Tịnh Tịnh chủ động lại gần Vương Đông Tuyết, cười nói. Hôm qua là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Chúng ta quay xong thì đi ăn với nhau bữa cơm nhé, coi như là tôi bồi tội với cô, chắc cô sẽ nể mặt tôi chứ. À, được thôi, Vương Đông Tuyết thực ra muốn từ chối, có điều nghĩ mấy ngày sau vẫn cần hợp tác, cũng không nên để mối quan hệ trở nên xấu đi nên đành đồng ý. Hà Tịnh Tịnh gật đầu, nở nụ cười. Sau khi quay người cô ta lập tức đổi thành bộ mặt hiểm ác, cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn. Kế hoạch thuận lợi. Vương Đông Tuyết vô cùng ngây thơ. Không có chút nào phòng bị với mấy chuyện bẩn thỉu của giới giải trí. Còn tưởng rằng Hà Tịnh Tịnh sợ thật. Dù sao hôm qua người chống lưng cho cô ấy là Đoàn Phi là chị đại, là ảnh hậu, ai không sợ cô ấy chứ? Hà Tịnh Tịnh bị tát nhiều như thế, chắc cũng phục rồi. Hôm nay quay rất thuận lợi, mấy cảnh quay sau cũng không có cảnh nào cần kiểm tra kỹ năng diễn xuất, hơn nữa Hà Tịnh Tịnh cũng phát huy hết phong độ. Cô ta còn bảo đạo diễn ưu tiên quay trước mấy cảnh của Vương Đông Tuyết, để cô ấy kết thúc sớm một ngày, để sau này đỡ phải đến nữa.
Vậy nên hôm nay chỉ tập trung quay cảnh của Vương Đông Tuyết, khiến cho công việc của cô ấy giảm đi rất nhiều. Vương Đông Tuyết trong lòng khá cảm kích, nghĩ chắc đánh nhau xong mới thành bạn bè. Chỉ tiếc là trong lòng cô ấy coi Hà Tịnh Tịnh là chị em, Hà Tịnh Tịnh lại không nghĩ vậy. Hơn 9 giờ tối, cuối cùng cũng quay xong, Vương Đông Tuyết đã hết cảnh quay. Vương Đông Tuyết vốn chỉ là diễn viên nghiệp dư cũng chẳng có mấy thù lao, chỉ được coi là diễn viên khách mời, có điều bởi vì hôm qua đoàn phi qua, nhà sản xuất biết thân phận của Vương Đông Tuyết không bình thường nên cho cô ấy một khoản tiền lớn. Vương Đông Tuyết nhận được 100.000, cũng là một khoản thù lao khá lớn, dù sao phần diễn của cô ấy chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày mà thôi. Đông Tuyết, hết cảnh rồi, chúng ta đi ăn chúc mừng nhé, đi uống mấy ly. Vương Đông Tuyết nhìn đồng hồ, có hơi do dự. Sắp 10 giờ rồi, ngày thường tác phong sinh hoạt cô ấy rất có quy luật, 10 giờ là phải đi ngủ, không có thói quen thức đêm, bây giờ ra ngoài cũng có hơi muộn rồi. Hà Tịnh Tịnh bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Đông Tuyết, cô vừa cầm 100.000 tệ tiền thù lao, mời chúng tôi bữa cơm có đáng bao nhiêu đâu. Hà Tịnh Tịnh đã nói như vậy, Vương Đông Tuyết cũng thấy khá ngại ngùng. Vậy thì được, tôi mời mọi người uống rượu. Không ít nhân viên tổ làm phim đều vui vẻ hẳn, bọn họ bận 2 ngày rồi, có người mời uống rượu thì còn gì bằng. Hà Tịnh Tịnh tìm một quán bar lớn, chọn 5-6 phòng riêng, mọi người cùng đi vào vừa uống rượu vừa ca hát. Hà Tịnh Tịnh ngồi cạnh Vương Đông Tuyết nói. Đông Tuyết, người đến tìm cô ngày hôm đó là bạn trai cô à? Vương Đông Tuyết do dự một lát, cũng không biết nói gì, cuối cùng vẫn gật đầu. Ồ, bạn trai cô trẻ phết nhỉ, tôi cũng giới thiệu bạn trai tôi cho cô nhé. Nói xong, Hà Tịnh Tịnh cầm điện thoại lên gửi tin nhắn Zalo, một người đàn ông tóc húi cua đi vào. Gã mặc quần áo đen, đeo dây chuyền vàng. Nhìn tạo hình là biết đây là một người đàn ông, rắn giỏi, có vẻ như là kiểu xã hội đen. Giới thiệu một chút, đây là anh Hổ, là bạn của tôi. Lời Hà Tịnh Tịnh thực ra có hơi mâu thuẫn, lúc nãy còn bảo đó là bạn trai cô ta, bây giờ lại bảo là bạn, nhưng Vương Đông Tuyết không phát hiện ra, căn bản chẳng để ý đến. Cô ấy lễ phép chào hỏi, anh Hổ liền ngồi xuống. 3 người ngồi cùng nhau, Hà Tịnh Tịnh tươi cười giới thiệu. Anh Hổ. Chắc anh biết vị này, đây là streamer lớn, Đông Tuyết, là một nữ đầu bếp nhỏ. Anh Hổ cười, nhìn chằm chằm Vương Đông Tuyết, ánh mắt còn hơi có chút thích thú. Ha ha, đương nhiên là biết, tôi là fan của Đông Tuyết đó. Nói xong, anh Hổ duỗi tay ra. Vẻ mặt Vương Đông Tuyết có hơi ngượng ngùng, ngại từ chối, cũng bắt tay lại. Tay anh Hổ đầy vết chai, cả người cơ bắp cuồn cuộn, trông có vẻ là kiểu người hay đi tập gym. Sức lực cũng rất lớn. Hà Tịnh Tịnh nhìn thấy cảnh này, liền nở nụ cười. Đông Tuyết thấy thế nào, anh Hổ khỏe nhỉ, anh Hổ là người đàn ông mạnh mẽ có tiếng đó, là người hay đi tập thể hình, nên phương diện nào cũng mạnh hết, ha ha ha. Uống mấy ly rượu, chủ đề trong lời nói của Hà Tịnh Tịnh bắt đầu thoải mái hơn lúc nãy. Vương Đông Tuyết không ngờ Hà Tịnh Tịnh sẽ đột nhiên nói chủ đề này, sắc mặt có hơi ngại ngùng. Nói mấy chuyện này với người lạ thì cô ấy thực sự có hơi không chịu nổi. Vậy nên Vương Đông Tuyết cũng không tiếp lời. Anh Hổ bưng cốc bia lên nói. Đông Tuyết, tôi rất thích xem cô livestream, tài năng nấu ăn của cô rất khá, tôi rất vui vì được gặp cô. Nói xong, anh Hổ liền cầm cốc bia lên đưa cho Vương Đông Tuyết. Nhìn thấy trên tay anh Hổ có mấy chiếc nhẫn, Vương Đông Tuyết nhíu mày. Cô cũng hơi cảnh giác, có điều khó lòng từ chối. Bưng cốc bia lên, chỉ nhấp môi. Vương Đông Tuyết nhíu mày, cốc bia này có hơi chua. Bia bình thường cũng hơi có vị chua, nhưng bia này không phải chua bình thường, Vương Đông Tuyết lập tức cảnh giác. Bia này không ngon, tôi uống chút thôi. Nhìn thấy Vương Đông Tuyết cảnh giác, Hà Tịnh Tịnh vội vàng giải thích. Không sao, đây là bia nước ngoài, bia Corona, hơi có vị chanh, nên chua hơn bia bình thường một chút, càng có vị hơn, tôi cũng uống một cốc. Hà Tịnh Tịnh đổ đầy một cốc bia, uống hết trước mặt cô ấy, cũng giải trừ hết hoài nghi của cô ấy. Anh Hổ cười tỏ vẻ thật thà. Sao vậy, Đông Tuyết không nể mặt tôi à, không muốn uống bia với fan sao? Vương Đông Tuyết có hơi ngại ngùng và bất lực, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt uống sạch. Anh Hổ và Hà Tịnh Tịnh nhìn thấy vậy liền cười, nụ cười rất thâm độc. Chiêu hạ thuốc của anh Hổ rất lợi hại, chỉ một viên thuốc nhỏ. Kẹp giữa 2 ngón tay, chỉ cần khi anh nói tay sẽ vòng về hướng đó,
viên thuốc sẽ rơi thẳng vào cốc bia. Loại thuốc này khá hay, gặp rượu bia sẽ hòa tan vào rượu bia ngay, hiệu quả thuốc cũng rất mạnh, dùng xong thì toàn thân sẽ nóng rực lên, mất hết ý thức. Vương Đông Tuyết uống xong mấy cốc, lập tức cảm thấy không ổn. Bây giờ cô ấy cũng không phải loại không hiểu rõ sự đời, làm streamer được nửa năm rồi, nhiều chuyện mặc dù chưa từng trải qua nhưng cũng từng nghe qua. Vương Đông Tuyết cảm thấy không đúng lắm liền nói. Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh. Vương Đông Tuyết đứng dậy đi nhanh đến nhà vệ sinh, sau khi vào nhà vệ sinh liền khóa trái cửa, sau đó bắt đầu móc cổ họng. Móc mấy lần cuối cùng cũng nôn ra được. Mặc dù chỉ nôn được một phần nhưng Vương Đông Tuyết vẫn cảm thấy hai chân mềm nhũn, có hơi khó chịu. Cô lấy điện thoại, gửi định vị cho Tần Lâm. Anh Tần, em uống rượu với bọn họ, uống hơi nhiều, anh đến đón em được không? Thực ra cô ấy biết anh hổ hạ thuốc mình nhưng không dám nói cho Tần Lâm sợ anh lo lắng, vậy nên mới bảo uống nhiều. Được, tí anh sẽ đến, Tần Lâm nhắn lại một câu như vậy rồi liền ra ngoài. Vương Đông Tuyết không ngừng đứng trước gương rửa mặt, cảm giác chân mình nhũn ra, cô ấy đã đánh giá thấp tác dụng của thứ thuốc này rồi, không ngờ nôn ra mà vẫn còn tác dụng mạnh đến vậy. Khi cô ấy đang đứng trước gương thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Vương Đông Tuyết sợ giật mình. Sao cô đi vào được? Cửa đã bị khóa trái mà vẫn vào được, nhà vệ sinh này cũng không phải chỗ an toàn. Hà Tĩnh Tĩnh cười, có thẻ phòng là có thể đi từ ngoài vào. Tôi sợ cô uống nhiều có thể sẽ nôn nên đến xem sao. Đùa gì vậy, tốn nhiều sức như vậy, nếu như cô ấy cứ ở trong nhà vệ sinh không ra thì chẳng phải mất công sao. Vương Đông Tuyết lúc này vô cùng cảnh giác. Ừ, tôi không sao, tôi trang điểm lại rồi ra ngay. Được, cô xem cô này, hết sạch son rồi, dùng của tôi đi. Nói xong, Hà Tĩnh Tĩnh rút một thỏi son từ trong túi ra, đặt trên bồn rửa mặt, sau đó đi ra ngoài. Vương Đông Tuyết sững sờ, chẳng nhẽ là hiểu lầm sao? Thấy dáng vẻ của Hà Tĩnh Tĩnh, hình như không có ý gì xấu. Vương Đông Tuyết cầm thỏi son lên, mặt đầy nghi hoặc, mở ra xem, quyết định không dùng. Vương Đông Tuyết phòng bị là đúng, thái độ lúc trước của Hà Tĩnh Tĩnh vô cùng xấu, giờ đột nhiên lại tốt như vậy, nhất định không bình thường. Có điều Vương Đông Tuyết vẫn đánh giá thấp Hà Tĩnh Tĩnh. Cô gái này có nhiều thủ đoạn, có thể đứng trên nhiều ngôi sao mới đến vậy. Nhất định không phải hạng tầm thường. Khi Vương Đông Tuyết mở thỏi son ra liền ngửi được mùi hương hoa quế nhàn nhạt, mùi hương hoa quế này khiến cô ấy rất hưng phấn. Cảm giác như kiểu lực sĩ cử tạ hít được muối ngửi vậy, vô cùng hưng phấn. Muối ngửi, smelling salt là hợp chất thường được sử dụng trong thể thao. Phần lớn vận động viên cử tạ đều sử dụng chúng trong các buổi tập luyện và thi đấu. Hợp chất này giúp vận động viên nâng được mức tạ nặng gấp đôi, ba lần trọng lượng cơ thể. Vương Đông Tuyết vội vàng đóng nắp son lại, cảm thấy càng không ổn, mùi cây son này sao lại nồng đến vậy? Chỉ tiếc là đã quá muộn. Mùi hương mà cây son tỏa ra cũng không phải là thuốc mê nồng nặc, mà là một loại chất kích thích, có thể khiến tốc độ tuần hoàn máu tăng lên nhiều lần. Sau khi hít xong, tuần hoàn máu, quá trình trao đổi chất bắt đầu tăng nhanh, sử dụng bất kỳ loại thuốc nào đều có hiệu quả tăng lên gấp bội. Mà Vương Đông Tuyết vừa uống bia có thuốc, mặc dù nôn ra một phần, nhưng vẫn còn một phần ở trong cơ thể, tác dụng của thuốc đã bắt đầu phát tác. Lại thêm kích thích từ thỏi son của Hà Tĩnh Tĩnh, Vương Đông Tuyết lập tức cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra. Toàn thân nóng bỏng, hai mắt mờ dần, ý thức cũng không còn tỉnh táo nữa. Vương Đông Tuyết sợ gật mình, biết mình bị hạ thuốc rồi. Không ngờ Hà Tĩnh Tĩnh lại đê tiện đến vậy, đúng là khó có thể đề phòng mà. Hà Tĩnh Tĩnh hạ thuốc cô ấy nhất định không có ý tốt. Cô gái này lòng lang dạ sói, Vương Đông Tuyết vừa nghĩ đến liền sợ. Lúc này chỉ có ở trong phòng vệ sinh là an toàn, Vương Đông Tuyết vội vàng khóa cửa, ngoài khóa khóa điện ra còn cài cả khóa cơ ở trên. Sau đó, mở vòi nước đến mức lớn nhất, đổ đầy nước lạnh, Vương Đông Tuyết úp đầu vào trong. Kích thích từ nước lạnh khiến da đầu tê dại, khiến Vương Đông Tuyết tỉnh táo hơn đôi chút, chỉ tiếc là kích thích từ nước lạnh cuối cùng vẫn không địch lại được thuốc, Vương Đông Tuyết dần dần ngồi bệt xuống đất. Hai mắt dần mê man. Cửa vang lên mấy tiếng gõ cửa. Đông Tuyết cô không sao chứ? Hà Tĩnh Tĩnh đứng bên ngoài gõ cửa mãi, nhìn anh Hổ hỏi. Thuốc có hiệu quả rồi nhỉ? Anh Hổ gật đầu, chắc là rồi, Vương Đông Tuyết này rất ngây thơ, chắc chưa từng dùng loại thuốc này bao giờ, lần đầu tiên dùng, hiệu quả sẽ rất rõ rệt.
Hà Tịnh Tịnh hiểu ra, liền dùng thẻ từ để mở cửa. Mở cửa phòng nhà vệ sinh ra, bên trên vẫn còn khóa cơ. Anh Hổ thấy vậy liền nói, để anh. Cái khóa cơ này là điển hình của chỉ phòng được quân tử không phòng được tiểu nhân, loại cao to vạm vỡ như anh Hổ dùng chút lực là kéo chiếc khóa biến dạng luôn. Kéo mạnh lần thứ hai, chiếc khóa liền đứt. Sau khi đi vào, Vương Đông Tuyết đã nằm liệt trên mặt đất, mắt vẫn còn chút ý thức, nhìn thấy hai người họ đi vào thì muốn trốn theo bản năng, nhưng cơ thể không nghe theo lời mình nữa rồi, không động đậy nổi. Hà Tịnh Tịnh vẫn giả vờ giả vịt nói, Đông Tuyết uống nhiều rồi nhỉ. Nào, tôi đưa cô đến nơi nào để nghỉ ngơi nhé. Nói xong, liền đỡ Vương Đông Tuyết đã hoàn toàn không thể cử động dậy, đánh mắt với anh Hổ. Anh Hổ liền xoay người đi ra ngoài. Gã đi ra mở cửa phòng bên cạnh. Hà Tịnh Tịnh đưa Vương Đông Tuyết vào trong phòng, thấy bên trong đã bố trí xong. Cả căn phòng ngoài một cái giường, còn lại đều là máy móc thiết bị. Đèn lớn, máy quay, micro. Chỉ là máy quay có 3 chiếc, góc quay cũng được bày sẵn rồi, không hề có bất kỳ góc chết nào, có thể quay được tất cả các cảnh. Mà trong phòng trái phải đều là gương, nếu như đây là một bộ phim thì sẽ có những cảnh quay rất sắc nét. Anh Hổ nhìn thấy chỗ máy quay này liền hỏi. Có thể quay rõ không? Hà Tịnh Tịnh cười khẩy, vớ vẩn, anh nói xem. Cái này em mượn từ đoàn làm phim đấy, chuyên dùng để quay phim, tí nữa em giúp anh mở máy, anh chỉ cần làm cô ta là được. Anh Hổ cười nhạt, cởi quần áo ra, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Yên tâm đi, đây là sở trường của anh. Nói xong, Hà Tịnh Tịnh liền đặt Vương Đông Tuyết nằm trên giường, sau đó mở thiết bị. Rồi lùi về sau. Hà Tịnh Tịnh cũng từng ngủ với anh Hổ, biết thực lực của gã đến đâu, phương diện này không cần cô ta lo. Chỉ quay xong làm thành một đoạn clip ngắn tung lên mạng, Vương Đông Tuyết nhất định sẽ thân bại danh liệt. Con tiện nhân, dám đối đầu với tao. Hà Tịnh Tịnh nở nụ cười dữ tợn, lộ ra vẻ độc ác tàn nhẫn của cô ta. Sau khi Hà Tịnh Tịnh rời đi, anh Hổ cởi hết quần áo, chuẩn bị mấy thứ đồ, roi ra, vòng tay. Sau đó đeo mặt nạ lên, bởi vì đoạn clip sẽ bị tung ra, gã cũng không muốn bị người khác thấy mặt, hơn nữa cô gái này mà báo cảnh sát bắt gã lại thì phiền. Nhìn thấy Vương Đông Tuyết nằm trên giường, lòng anh Hổ hơi ngứa ngáy, chơi nhiều phụ nữ như vậy, nhưng đây mới thực sự là cực phẩm, vừa trắng vừa non. Khi chuẩn bị ra tay, Vương Đông Tuyết đột nhiên co quắp. Quẹ! Cô ói ngay trên giường. Lần đầu uống phải loại thuốc này, khó tránh có tác dụng phụ. Vương Đông Tuyết liền nôn hết ra giường. Anh Hổ lập tức cạn lời, khó khăn lắm mới chuẩn bị xong cảnh, cũng không muốn để bãi nôn này mà quay tiếp. Hơn nữa thế này thì mất hứng quá. Anh Hổ cũng hết cách, chỉ có thể cởi ga giường ra, thay cái mới. Tần Lâm lúc này đã đến tầng dưới quán bar, gọi cho Vương Đông Tuyết hai cuộc nhưng không có người bắt máy, lập tức cảm thấy không ổn. May mà Vương Đông Tuyết vẫn luôn đeo đồng hồ Tần Lâm tặng. Bên trên có định vị chính xác, anh liền xông vào. Nhìn thấy vị trí của Vương Đông Tuyết chỉ còn cách khoảng 10 mét, có thể biết chính xác vị trí của cô là một phòng nào đó ở tầng 3. Khi đi đến tầng 3, một tên bảo vệ chặn Tần Lâm lại. Làm gì thế, chỗ này có người bao rồi, người ngoài. Còn chưa đợi bảo vệ nói hết, Tần Lâm đã dùng tay bổ xuống gáy bảo vệ, tên bảo vệ ngất ngay lập tức. Tần Lâm lười nói nhiều với mấy người này, anh xông lên. Mở cửa phòng thứ nhất, nhìn thấy một đám tưng bừng uống rượu nhảy múa hát ca, nhưng không có bóng dáng của Vương Đông Tuyết. Sau đó, đến phòng thứ hai, không mở được cửa, hơn nữa bên trong rất yên tĩnh, Tần Lâm lập tức nhíu mày, đạp cửa. Bốp! Cửa phòng riêng rất chắc chắn, hơn nữa còn có khóa điện, nhưng trong mắt Tần Lâm, tường đồng vách sắt còn chẳng là cái thá gì nữa mà, một cước đạp qua. Nhìn thấy cảnh bên trong, Tần Lâm lập tức nổi giận. Vương Đông Tuyết lúc này nằm trên giường, không cử động. Mà anh Hổ đang cầm ga giường, chuẩn bị trải ga mới. Nhìn thấy Tần Lâm đi vào liền sợ giật mình. Làm gì vậy, mày là ai? Sắc mặt Tần Lâm đen xì, là người lấy mạng mày. Nói xong, anh liền bước từng bước về phía anh Hổ. Anh Hổ lạnh lùng hừ một tiếng, thằng nhãi mà dám kiêu ngạo với tao. Đứng trước anh Hổ cơ bắp đầy mình, Tần Lâm trông có vẻ khá gầy gò. Anh Hổ tung cú đấm, với thân thể yếu đuối của Tần Lâm, nếu thực sự trúng cú này thì chắc sẽ bị giết chết. Tuy nhiên Tần Lâm nhẹ nhàng nghiêng người, trực tiếp vào tới, tay vươn đến cổ anh Hổ,
ngón trỏ và ngón cái vươn ra, bóp vào cổ gã, nhẹ nhàng bóp. Rắc một tiếng, cổ họng bị bóp gãy, anh hổ chết ngay tại chỗ. Đùng một tiếng, ngã trên mặt đất, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Sạch sẽ gọn gàng. Tần Lâm nói muốn mạng gã, vậy mạng gã liền đi tong, động tác vô cùng nhanh gọn lẽ, không hề rông dài. Anh hổ trợn mắt, đến chết mà vẫn không dám tin, hai ngón tay của Tần Lâm có thể bóp chết gã. Hà Tịnh Tịnh đứng ở cổng đột nhiên xông vào, sắc mặt tái mét. Anh muốn chết. Tần Lâm cười khẩy, người muốn chết là cô chứ. Lúc trước ở trong đoàn làm phim giáo huấn Hà Tịnh Tịnh như vậy, cứ tưởng rằng cô ta sẽ biết điều, dù sao đoàn phi cũng ra tay rồi, chẳng nhẽ cô ta vẫn không sợ. Kết quả không ngờ tới Hà Tịnh Tịnh này không chỉ không biết điều, ngược lại còn bắt đầu lập kế hoạch. Tần Lâm thực sự muốn giết cô ta. Lúc trước xảy ra chuyện trong đoàn làm phim, dù sao cũng chỉ là chuyện cạnh tranh thôi, cho dù làm gì hơi quá đáng một chút thì cũng chỉ là để giáo huấn thôi. Nhưng cô ta dám hạ thuốc Phương Đông Tuyết thì đúng là muốn chết. Hà Tịnh Tịnh nhìn thấy anh hổ chết rồi, không những không sợ, ngược lại còn lạnh lùng nhìn Tần Lâm và nói. Anh đúng là muốn chết, anh biết anh hổ có địa vị thế nào không? Tần Lâm cười khẩy, mặt lộ vẻ khinh bỉ, đúng là muốn chết mà. Địa vị, tôi cũng muốn biết ghê. Hà Tịnh Tịnh nói cho anh biết, anh ta là thuộc hạ của ông chủ Đồng. Chắc anh từng nghe qua ông chủ Đồng rồi nhỉ? Người đứng đầu của tỉnh Trấn Giang bên cạnh. Tần Lâm nghe thấy vậy liền sững sờ. Ông chủ Đồng, Đồng Phương Châu. Ha ha, tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là người của Đồng Phương Châu. Hà Tịnh Tịnh lạnh lùng hừ một tiếng, láo lếu. Anh nghĩ mình là ai chứ, dám gọi cả tên cả họ của ông chủ Đồng. Anh đúng là muốn chết. Hà Tịnh Tịnh có thể lên như diều gặp gió, một trong số nguyên nhân giúp cô ta được như vậy là vì thân phận của cô ta. Cô ta là một trong những tình nhân của ông chủ Đồng. Đồng Phương Châu là ông lớn xã hội đen, đương nhiên có vô số phụ nữ, Hà Tịnh Tịnh chẳng qua chỉ là một người mới debut trong giới giải trí, cũng chỉ có chút nhan sắc thôi. Có được quan hệ của ông chủ Đồng, kết giao được với giới quyền quý mới có được danh tiếng như ngày nay. Anh hổ này là thuộc hạ của ông chủ Đồng, mặc dù không phải loại tay sai đắc lực gì, nhưng đàn em bị giết, đại ca nhất định sẽ không có chuyện nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay không quan tâm kết quả ra sao, tên họ Tần này chắc chắn phải chết. Nhìn thấy dáng vẻ chẳng hề sợ sệt của Hà Tịnh Tịnh, Tần Lâm cảm thấy rất buồn cười. Đồng Phương Châu mà thôi, tôi cứ tưởng cô có chỗ dựa thế nào. Nói xong, Tần Lâm rút điện thoại ra, gọi vào số của Đồng Phương Châu. Vậy nghe rõ đây. Mấy chục giây sau đã có người bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói cung kính của Đồng Phương Châu. Cậu Tần. Cậu có gì muốn dặn dò ạ? Tần Lâm nói, ông có quan hệ gì với Hà Tịnh Tịnh? Đầu dây bên kia sững sờ, Đồng Phương Châu không dám giấu, trả lời thành thực, chỉ là một trong số tình nhân của tôi thôi, ngủ với tôi vài lần, tôi từng giúp cô ta, chỉ thế mà thôi. Nghe thấy giọng điệu khó chịu của Tần Lâm, Đồng Phương Châu không dám nói bừa, chắc là có ai đắc tội với cậu Tần, nếu không cậu Tần cũng không dùng giọng điệu như vậy. Hà Tịnh Tịnh này đúng là mất não. Ngay cả cậu Tần mà cũng dám đắc tội. Tần Lâm nói, bây giờ tôi đang ở quán 3XX, cho ông 10 phút để đến thu dọn chuyện của ông. Đồng Phương Châu sợ đến mức run lẩy bẩy, vâng, tôi đi ngay đây. Nói xong, anh ngắt máy. Hà Tịnh Tịnh sững sờ, có hơi chưa hoàn hồn. Vừa nãy nghe thấy âm thanh trong điện thoại rõ ràng rất quen thuộc, có điều cô ta không tin đầu dây bên kia là Đồng Phương Châu. Ha ha, giả vờ cái gì? Cứ gọi bừa cho ai đó thì người đó là ông chủ Đồng chắc. Anh có biết ông chủ Đồng là người thế nào không? Một nhân vật có khả năng làm rung chuyển đất trời mà có thể nghe anh chỉ huy chắc. Anh còn bảo ông chủ Đồng cút đến sao? Anh chém gió hay ghê? Tần Lâm cười khẩy, có phải chém gió hay không? Tí nữa cô sẽ biết. Nói xong, Tần Lâm vội vàng lật Phương Đông Tuyết dậy, bắt mạch cho cô ấy và chẩn đoán ra bệnh. Hà Tịnh Tịnh nhẹ nhàng lùi về sau. Đi đến trước mặt bảo vệ dưới tầng, lấy bộ đàm của anh ta rồi nói. Tất cả bảo vệ nghe đây, tập trung hết lên tầng 3 cho tôi, gọi tất cả mọi người đang canh gác lên đây. Mặc dù Hà Tịnh 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 không tin Tần Lâm có thực lực khuất phục ông chủ Đồng nhưng thằng khốn này có thể giết được anh hổ, điều này chứng minh anh có bản lĩnh. Cô ta vội vàng gọi người bao vây chỗ này, nhỡ may tên họ Tần muốn xông ra thì bọn họ còn bắt được anh. Tần Lâm bắt mạch xong, thở phào nhẹ nhõm.
chỉ là chút thuốc mê bình thường thôi, không để lại thương tổn cho cơ thể. Tần Lâm dùng khăn lạnh đắp lên trán cô ấy, sau đó dùng kim bạc đâm vào huyệt vị trên hai ngón tay cái. Vương Đông Tuyết lập tức tỏ ra đau đớn, sau đó, Tần Lâm ấn xuống nhân trung của cô ấy một lúc. Vương Đông Tuyết liền ngồi dậy, nôn một trận, phun hết những thứ trong dạ dày ra. Cô ấy ói hết sạch. Sau đó, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều, ý thức cũng tỉnh táo hơn. Anh Tần, chỉ có điều cơ thể cô ấy vẫn còn quá yếu, mềm nhũn dựa vào lòng Tần Lâm, mặt đầy oan ức. Tần Lâm xoa đầu cô, an ủi nói. Yên tâm đi, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu. Vương Đông Tuyết gật đầu, không nói gì nữa. Nhìn đồng hồ, Tần Lâm nhíu mày, lại gọi thêm một cuộc cho Đồng Phương Châu. Nhìn đồng hồ đi, sao vẫn chưa đến? Tôi sắp đến rồi, sắp đến nơi rồi. Đồng Phương Châu sợ đến mức không nói trôi chảy được, sau khi cúp máy liền ngồi trong xe mà mắng. Làm gì thế, mẹ kiếp, mau nhanh lên. Tài xế cũng bất lực. Ông chủ Đồng, tắc đường quá ạ. Ông chủ Đồng mắng tiếp, mẹ kiếp, bảo tất cả tài xế ở phía trước tránh ra. Ông chủ Đồng ra lệnh, một đám côn đồ đi xuống xe, gõ cửa từng xe một. Đều là dân thường, nhìn thấy cảnh này liền sợ giật mình, vội vàng lái xe, tách ra thành một con đường, tài xế đạp chân ga, phóng như bay. Mấy phút sau, cuối cùng cũng đến được khách sạn, ông chủ Đồng chạy vội lên tầng 3. Bảo vệ của tầng 3 liền chặn lại. Làm gì thế, ai cho ông xông vào? Mẹ kiếp, ông chủ Đồng không phải loại dễ tính, giật tóc tên bảo vệ rồi dí vào tường, tất cả mọi người đều sợ giật mình, bao vây lại. Bọn họ chỉ là đám lâu la, đâu được gặp qua ông chủ Đồng, còn tưởng rằng là người đến gây chuyện. Bọn chúng bao vây lại, lúc này mấy đàn em đứng sau lưng ông chủ Đồng xông lên, móc súng ra. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đám người này. Mẹ kiếp, bọn mày muốn chết à, dám ra tay với ông chủ Đồng. Bọn chúng vừa nghe liền sợ đến run rẩy. Ông chủ Đồng Phương Châu sao? Không ngờ ông chủ Đồng lại đến chỗ bọn họ. Hơn nữa còn điên cuồng mà xông lên, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghe thấy ông chủ Đồng, không ai dám chặn lại, vội vàng đứng gọn lại tạo thành một con đường. Sắc mặt ông chủ Đồng tối sầm lại, chạy vội vào phòng riêng, đến cửa nhìn thấy Hà Tĩnh Tĩnh. Sắc mặt Hà Tĩnh Tĩnh thay đổi, cũng sợ hãi. Anh Đồng, sao anh lại đến đây? Đồng Phương Châu căn bản chẳng quan tâm cô ta, liền lách qua vai cô ta, đi vào trong phòng riêng. Nhìn thấy Tần Lâm và Vương Đông Tuyết yếu ớt đang nằm trong lòng anh, sắc mặt Đồng Phương Châu lập tức đen xì. Chết rồi, xảy ra chuyện rồi. Nếu không cậu Tần cũng sẽ không nổi giận thế này, hóa ra là người phụ nữ của cậu Tần xảy ra chuyện. Cậu Tần. Đồng Phương Châu đứng ở đó, cúi đầu, dáng vẻ cung kính. Tần Lâm lạnh lùng nói. Tình nhân của ông gây chuyện này là do ông dung túng à? Nhìn thấy xung quanh có nhiều máy quay, gương. Công cụ ở trên giường, trên đất còn có xác anh hổ. Đồng Phương Châu vừa nhìn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh Tần, là tôi không biết cách dạy dỗ, chuyện này cậu để tôi xử lý là được. Nói xong, Tần Lâm ôm Vương Đông Tuyết dậy, chậm rãi ra khỏi cửa. Sắc mặt Đồng Phương Châu âm trầm, nhìn Hà Tĩnh Tĩnh. Gan mày to phết nhỉ, đống thiết bị này để không cũng không ổn. Người đâu? Ra ngoài gọi mấy tên nông dân, ăn mày vào đây, cho bọn họ hưởng thụ một chút. Sắc mặt Hà Tĩnh Tĩnh tái nhợt. Anh Đồng em sai rồi. Anh Đồng, em theo anh lâu như vậy, anh bỏ qua cho em đi. Đồng Phương Châu cười khẩy, bỏ qua cho mày. Mày nghĩ hôm nay mày còn sống mà đi ra chắc. Nhìn thấy đống máy quay, còn có chỗ công cụ kia và ánh mắt tuyệt tình của Đồng Phương Châu. Mặt Hà Tĩnh Tĩnh xám như cho. Ra khỏi cửa. Tần Lâm đưa Vương Đông Tuyết về nhà, may mà cơ thể cô ấy chỉ hơi yếu thôi chứ không có tổn thương gì lớn. Anh Tần, đều tại em không nên ra ngoài muộn vậy. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Vương Đông Tuyết, Tần Lâm chỉ có thể an ủi. Em đã làm rất tốt rồi, có thể cảm nhận được nguy hiểm, sau này có chuyện gì thì nói trước với anh một tiếng. Vương Đông Tuyết đột nhiên đỏ mặt, nói, vậy về sau em đi đâu đều báo với anh một tiếng được không? Vương Đông Tuyết nói xong liền cảm thấy xấu hổ. Cái cách đối xử với nhau như này rõ ràng là cách đối xử của bạn trai bạn gái, bây giờ giữa cô ấy và Tần Lâm chỉ còn một tấm giấy chưa chọc thủng, nói như này vẫn thấy có hơi mập mờ.
Tần Lâm cười, xoa đầu Vương Đông Tuyết. Được, như vậy anh cũng yên tâm hơn. Vương Đông Tuyết thẻ lưỡi, đắp chăn đi ngủ. Tần Lâm vừa định ra ngoài chuẩn bị về nhà, đột nhiên có người gửi tin nhắn Zalo. Ê ê ê, ngủ chưa, chưa ngủ thì ra ngoài uống rượu đi. Nhìn thấy tin nhắn này, Tần Lâm có hơi cạn lời, là Hồ Gia Hân gửi. Hồ Gia Hân là bạn thân của Liễu Thanh Thanh, lúc trước có vấn đề về phong thủy, anh đã giúp cô ấy xử lý xong, về sau Tần Lâm cũng liên lạc với cô ấy hai lần, cô ấy cũng tặng Tần Lâm một ít trang sức. Cô gái này có hơi nhiệt tình quá mức khiến Tần Lâm hơi không chịu nổi, hơn nữa còn là bạn thân của Liễu Thanh Thanh, mặc dù cảm giác này khá kích thích, nhưng loại kích thích này ít hơn chút thì vẫn hơn. Làm gì, Tần Lâm trả lời lại. Mấy phút sau, Hồ Gia Hân liền gọi điện qua. Hi, chưa ngủ à? Hơn 3 giờ đêm rồi đấy. Tần Lâm cạn lời, tôi chẳng phải vừa định ngủ sao, được rồi, bây giờ tôi về nhà ngủ đây. Ê đừng, Hồ Gia Hân gọi Tần Lâm lại. Nếu đã chưa ngủ thì đừng ngủ, qua đây uống rượu với tôi không gánh nổi rồi. Tần Lâm cạn lời, không gánh nổi thì đừng uống nữa. Thế không được. Không uống nữa thì mất mặt lắm. Anh mau qua đây chắn rượu giúp tôi là bạn thân của bạn gái anh không thể thấy tôi say mềm mà làm ngơ được. Thế thì không ổn đâu. Tần Lâm cạn lời liếc mắt, cái loại tiêu chuẩn đạo đức gì thế này? Cô uống rượu chứ có phải tôi bắt cô uống đâu. Cũng hết cách, Tần Lâm do dự một chút mà qua đấy, nếu như hôm nay không nể mặt cô ấy thì không biết lần sau Hồ Gia Hân nói gì lung tung, Tần Lâm cũng hơi sợ cô ấy. Tần Lâm đến một nhà hàng khá nhỏ theo như định vị mà Hồ Gia Hân gửi. Nhà hàng này vốn không mở cửa vào ban đêm, đây là mở riêng cho đám bạn Hồ Gia Hân, chỉ phục vụ riêng cho mấy ông chủ bà chủ này thôi. Tần Lâm đi vào phòng, Hồ Gia Hân lập tức đứng dậy. Đến nào, bạn trai tôi đến rồi, mấy người chờ đấy. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Hồ Gia Hân, Tần Lâm hối hận vô cùng, cô gái này kỳ dị quá, có nhiều trò. Cũng không biết vài giây sau cô ấy lại muốn làm gì nữa đây. Bạn trai, Hồ Gia Hân, cô đừng vớ vẩn, Tần Lâm nói nhỏ. Hồ Gia Hân trừng mắt nhìn, hi, anh yên tâm đi, bọn họ không quen Thanh Thanh. Nói xong, hai người ngồi xuống, Hồ Gia Hân tự nhiên mà khoác tay Tần Lâm, giới thiệu với mọi người. Đây là bạn trai tôi, Tần Lâm. Mấy vị đây đều là đối tác, bạn người nước ngoài của em, vị này là Lý Lôi. Còn đây là bạn gái anh ấy Hàn Mai Mai. Tần Lâm sửng sốt, Lý Lôi, Hàn Mai Mai, tên hay vậy. Có điều nghĩ lại cũng đúng, người nước ngoài lấy tên hoa hạ đều toàn lấy bừa, mấy tên tiếng Anh ở trong sách cũng rất bình thường. Sau khi ngồi xuống, Lý Lôi nhíu mày. Hồ Gia Hân, đây là bạn trai của cô à, đây chính là anh bạn trai nghìn chén không say trong truyền thuyết à. Tần Lâm nhướng mày, nhìn Hồ Gia Hân. Biết ngay là cô gái này không có ý tốt à? Nghìn chén không say, định biến anh thành tên ngốc rồi rót rượu à? Hồ Gia Hân chẳng quan tâm, Tần Lâm đến rồi, cũng chẳng chạy được nữa. Không sai, bạn trai tôi là Tử Vương Hoa Hạ, uống với mấy người mấy ly không thành vấn đề. Lý Lôi nghe thấy vậy, liền cười khẩy. Đùa gì vậy, tôi là người nước E uống rượu từ nhỏ đến lớn, số rượu tôi từng uống còn nhiều hơn số rượu cô từng thấy đấy. Thể chất của người châu Á đâu uống được nhiều. Hồ Gia Hân nhíu mày, Lý Lôi, anh kiêu ngạo thế, bạn trai tôi sẽ uống với anh một vòng. Nói xong, Hồ Gia Hân nhớn mày với Tần Lâm, đánh mắt ra hiệu. Tần Lâm cạn lời, Hồ Gia Hân này coi này thành công cụ thật rồi. Hết cách rồi, cũng chẳng làm được gì khác, Tần Lâm bưng cốc bia lên, nói với Lý Lôi. Tôi kính anh một cốc. Đây cũng là khách khí, dù sao cũng là bạn bè. Lần đầu gặp mặt, kính người khác một ly là bình thường. Lý Lôi nhìn Tần Lâm, mặt lộ vẻ khinh bỉ, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Thế này thì không hay lắm, chúng tôi đã uống một chai whisky rồi, bây giờ anh uống với tôi, đây chẳng phải là cậy đông hiếp yếu sao? Tần Lâm nghe thấy vậy liền sững sờ, cũng có đạo lý. Cầm một chai whisky lên, mở nắp, bắt đầu tu ửng ực. Lý Lôi và Hàn Mai Mai có hơi kinh ngạc. Không ngờ Tần Lâm cứ vậy mà uống. Whisky và rượu trắng có nồng độ rượu tương đương nhau, hơn nữa whisky là rượu ngoại, nhiều người hoa hạ không uống được, uống vào thì càng dễ say. Tần Lâm mất mấy giây đã uống hết nửa cân whisky, đúng là lợi hại. Lý Lôi và Hàn Mai Mai đánh mắt nhìn nhau,
lập tức gọi tất cả mọi người xung quanh lại, bọn họ đều cùng một bọn, đều là bạn bè nước ngoài, lần đầu gặp được người Hoa Hạ uống được nhiều rượu vậy. Hồ Gia Hân cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Tần Lâm này lại có tửu lượng cao vậy. Lão Tần, anh giỏi ghê, đè bẹp bọn họ cho em. Lý Lôi cười khẩy, đừng huênh hoang, người Hoa Hạ rất thích huênh hoang. Tần Lâm cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Uống rượu là để vui, thì uống không cần thiết đâu, chúng ta cứ uống như bình thường là được. Tần Lâm thực sự nghĩ như vậy, uống rượu mục đích là để vui, chứ không phải để thi đấu, mọi người cùng nói chuyện cùng uống chẳng phải tốt hơn sao. Không cần thiết phải so cao thấp xem tửu lượng ai cao hơn. Lý Lôi lạnh lùng hừ một tiếng, người Hoa Hạ không có tinh thần cạnh tranh chứ gì, chúng ta không giống nhau rồi, từ nhỏ tôi đã được dạy phải có tinh thần cạnh tranh, nếu không sao có thể nói chúng tôi là dân tộc chiến đấu chứ. Tần Lâm nhíu mày, nghe mấy câu này thì không vui, không thì uống rượu là không có tinh thần cạnh tranh à. Sao tự nhiên gắn mác cho người khác vậy? Ha ha, người Hoa Hạ chúng tôi khiêm tốn, văn hóa uống rượu của chúng tôi cũng bác đại tinh thâm. Lý Lôi nghe vậy lại cười lớn. Tôi quá hiểu Hoa Hạ mấy người, căn bản không phải khiêm tốn, mà là mấy người quen bị bắt nạt thôi, thể chất không tốt, không có bản lĩnh, thôi vậy, không ép mấy người. Dùng chính lời của Hoa Hạ mấy người nói, nếu như mấy người không uống rượu thì ra bàn trẻ con ngồi đi. Lời Lý Lôi khiến Tần Lâm nhíu mày. Bị người khác bắt nạt quen rồi. Thể chất không ổn, không có bản lĩnh. Nếu như nói như vậy, Tần Lâm thực sự có hơi bực mình. Nhìn thấy sắc mặt Tần Lâm sa sầm xuống, sắc mặt Hồ Gia Hân cũng hơi thay đổi. Được rồi, chỉ gọi mọi người đến uống vài ly thôi, đừng nói những chuyện không đâu nữa. Dân tộc gì chứ? Lý Lôi, Hàn Mai Mai và những người khác đều nhoẻn miệng cười, có gì đâu chứ, trên bàn rượu đều là những chuyện này cả, người uống càng ít thì càng không có quyền lên tiếng. Ha ha ha! Tần Lâm cười lạnh, nếu đã nói như vậy, thì các người đừng nói nữa. Mấy người Lý Lôi sững ra một lúc. Ồ, ý anh là sao? Tần Lâm ngay lập tức lấy một hộp rượu từ dưới lên, đặt lên bàn rồi nói. Ai trước? Nhìn thấy khí thế của Tần Lâm, đám người Lý Lôi đều có chút kinh ngạc. Hả, Đông Á Bệnh Phu muốn chơi rồi à? Tần Lâm liền cười khẩy, cứ dùng bốn chữ, Đông Á Bệnh Phu, này đi, mời anh trước. Lý Lôi hừ lạnh một tiếng, uống thì uống. Nói xong, hai người đều lấy một chai ra khỏi hộp rượu, đây là một chai Glenfiddich 15, 40 độ, thấp hơn rượu trắng Hoa Hạ một chút, nhưng cũng là rượu mạnh. Hai người xem nó như bia, trực tiếp dùng chai uống. Sắc mặt Tần Lâm không thay đổi, trực tiếp nốc ửng ực. Lý Lôi cũng không chịu thua kém, rồi đưa chai rượu lên miệng. Thân hình Lý Lôi cường tráng, cao hơn 1m9, nặng hơn 100 cân, thể lực của anh ta vô cùng tốt. Lúc ở quê nhà, vì để tránh rét nên hầu như lúc nào anh ta cũng uống rượu, tửu lượng thật sự làm cho người khác kinh ngạc, chẳng trách anh ta lại kiêu ngạo đến vậy. Nói một cách khoa học thì tửu lượng có liên quan đến cân nặng của một người. Với hàm lượng men chống cồn trong cơ thể là như nhau, thì người càng nặng tửu lượng càng tốt, đây cũng là quy luật tự nhiên. Hơn nữa, ngoài cân nặng thì Lý Lôi còn có thiên phú ở những mảng khác, từ nhỏ anh ta đã uống được như vậy. Cộng thêm di truyền nên tửu lượng lại khiến người khác kinh ngạc. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tửu lượng của Lý Lôi khi ở đất nước của mình đã đủ lợi hại rồi, huống chi là ở Hoa Hạ. Lý Lôi luôn cho rằng tửu lượng của người Hoa Hạ là quá bình thường, hơn nữa còn không đủ máu, cái mà gọi là văn hóa rượu chỉ là cách nói khiêm tốn mà thôi, đều là vô nghĩa cả. Không uống được thì nói không uống được, khiêm tốn cái gì chứ? Chỉ uống rượu thôi mà còn không sung thì còn gì là đàn ông nữa. Chai rượu đầu tiên Lý Lôi uống khá nhanh, anh ta cố ý muốn so sánh với Tần Lâm, vậy nên mới phát huy khả năng của bản thân ở mức tối đa. Chỉ mất khoảng mấy chục giây để uống cạn chai Glenfiddich 500ml. Lý Lôi đỏ mặt, hưng phấn nói. Sao thế, đàn ông thực thụ thì phải uống nhanh hơn chứ? Lý Lôi vừa dứt lời, Tần Lâm ngay lập tức đặt chai rượu xuống. Sau đó cầm chai thứ hai lên, tiếp tục uống cạn. Lý Lôi sững ra một lúc, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng. Hồ Gia Hân nhìn thấy bèn tỏ ra phấn khích, vỗ tay một cách hào hứng. Đúng đúng đúng, cứ uống như vậy đi, đàn ông thực thụ không nói nhiều, chỉ uống nhiều thôi. Lời nói của Hồ Gia Hân khiến Lý Lôi cảm thấy như bị tát vào mặt vậy, anh ta nhanh chóng cầm chai thứ hai lên rồi hít sâu một hơi.
Cái hít sâu này thực ra là đang muốn kéo dài thời gian, chứ không phải thật sự muốn hít thở, anh ta đã uống không nổi nữa rồi. Thời gian uống hai chai rượu quá ngắn, khiến anh ta không thể chịu nổi. Nhưng Tần Lâm đã uống được nửa chai, nên anh ta cũng không dám chần chừ nữa, nhanh chóng nâng chai lên và bắt đầu uống. Mấy chục giây sau, cả hai đều uống xong cùng lúc rồi đặt chai rượu xuống bàn. Uống xong hai chai Glenfiddich, Lý Lôi không còn vẻ kiêu ngạo nữa, bèn nói. Anh bạn này uống cũng không tồi đấy. Đợi một chút. Lý Lôi còn chưa kịp nói xong thì Tần Lâm đã cầm chai thứ ba lên, bắt đầu đưa vào miệng. Mọi người xung quanh đều ngẩn ra. Tửu Lượng cũng ngầu quá đi. Bọn họ thấy người có thể một hơi uống cạn một chai Glenfiddich đã là ngầu lắm rồi. Tuy tốc độ Tần Lâm không nhanh lắm nhưng cũng khá ổn định, uống từ chai này đến chai kia, dường như không cần dừng lại để nghỉ ngơi, thậm chí còn không có thời gian hoãn giữa chừng, một hơi uống cạn. Lý Lôi cũng không có Tửu Lượng như thế này. Lý Lôi vốn muốn nói nghỉ ngơi một lát, nhưng Tần Lâm lại hoàn toàn không cho anh ta cơ hội này. Cầm chai thứ ba lên, Lý Lôi vốn đã có chút hoảng hốt, sau đó bắt đầu đổ chai thứ ba vào miệng. Ừng ực. Sắc mặt Lý Lôi từ vẻ thoải mái lúc trước trở nên xoắn suýt như hiện tại, trông hết sức khó coi, trong lúc uống anh ta đã buồn nôn mấy lần, nếu như không nhịn thì đã suýt chút nữa đã nôn ra rồi. Lý Lôi phải uống 3 lần mới hết được chai thứ 3 này. Uống xong chai thứ 3, Tần Lâm ngay lập tức cầm lấy chai thứ 4, Lý Lôi liền sợ hãi, nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tần Lâm. Người anh em, ánh mắt Lý Lôi đã có vẻ hoảng hốt, nhìn Tần Lâm rồi nói. Đợi một chút, anh đợi một chút. Tần Lâm cười nhạt, đợi. Người Hoa Hạ chúng tôi không có thói quen này. Nói xong, Tần Lâm lập tức cầm chai thứ 4 lên và bắt đầu uống. Lý Lôi cắn răng, cũng không chịu thua kém, lập tức rót rượu vào miệng. Vài giây sau, hai má anh ta bỗng đập mạnh. Phụt! Một ngụm rượu bị phun ra, cả người anh ta ngay lập tức ngã xuống đất rồi ngất đi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Lý Lôi đã thực sự gục rồi sao? Lý Lôi lại thua người khác trên bàn rượu à? Hơn nữa còn thua tơi bời như vậy, điều này thật sự hiếm thấy. Sau khi Lý Lôi ngã xuống, Tần Lâm liền đặt chai rượu thứ 4 xuống rồi cười nhạt. Chẳng phải nói chúng tôi là Đông Á bệnh phu sao? Bệnh phu còn chưa gục mà các người đã gục trước rồi à? Hàn Mai Mai bèn cười khẩy, đừng kiêu căng quá, Lý Lôi là người Tửu Lượng kém nhất ở đây, có ngon thì thử với tôi này. Hàn Mai Mai là một phụ nữ da trắng, vô cùng cao lớn, trông đường nét cơ thể khá thô. Như mọi người đã biết, phụ nữ hoặc không uống rượu, nhưng một khi họ đã uống thì Tửu Lượng còn hơn cả đàn ông. Bởi vì phụ nữ vốn đã có men say trong cơ thể tương đối cao, ai có thể uống đều uống rất giỏi, đừng nói là một người đàn ông, cho dù có 10 người đàn ông thì cũng có thể đọ được. Hàn Mai Mai chính là người như vậy. Tần Lâm chỉ cười nhạt, được thôi. Hàn Mai Mai cười chế nhạo, Glenfiddich thật nhàm chán, nếu muốn uống thì uống whisky đi. Người nước E thích rượu mạnh, đặc biệt nồng độ cồn càng cao thì càng thích. Nhiều loại rượu whisky thậm chí đã vượt qua nồng độ cồn của rượu trắng Hoa Hạ, chỉ một ngụm cũng đủ khiến người ta cảm thấy cay nồng và khó nuốt. Hàn Mai Mai mở một chai whisky ra, sau đó rót đầy ly rồi một hơi uống cạn. Ly rượu mạnh này nhìn thôi cũng đủ cảm thấy cay nồng. Quả nhiên Hàn Mai Mai không phải người bình thường. Sau khi uống xong, Hàn Mai Mai nhìn Tần Lâm với vẻ khiêu khích rồi nói. Sao thế, đàn ông ở Hoa Hạ không thể uống ly đầy à? Tần Lâm cười nhạt, thật xin lỗi, tôi không có thói quen dùng ly uống rượu. Nói xong, Tần Lâm trực tiếp cầm chai whisky lên rồi nốc. Ừng ực. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Chuyện này cũng ghê quá rồi đó. Người bình thường uống một ngụm rượu này còn không chịu nổi, cùng lắm chỉ có thể uống hết một ly trong một hơi mà thôi, giống như kiểu của Hàn Mai Mai vậy. Còn Tần Lâm lại uống thẳng từ chai rượu whisky, cũng ngầu quá rồi đó. Hàn Mai Mai nhìn thấy cảnh này, cũng có hơi kinh ngạc, nhưng cô ta cũng không chịu nhịn, ngay lập tức cầm chai rượu lên. Uống, ừng ực. Hàn Mai Mai cũng bắt đầu cắn răng tu ừng ực. Nhưng việc nghĩ và làm lại hoàn toàn khác nhau. Sau khi uống vài ngụm thì khuôn mặt Hàn Mai Mai bỗng trở nên đỏ bừng, cảm giác cay nồng sộc lên miệng và mũi. Phụt! Hàn Mai Mai đột nhiên phun ra, nước mắt nước mũi sặc sụa, chảy ròng ròng khắp nơi. Sau khi ho khan một lúc, Hàn Mai Mai lại tiếp tục cắn răng uống.
Vừa nhấc chai rượu còn lại lên thì Tần Lâm đã mở chai thứ hai ra. Nhìn thấy Tần Lâm đều đặn uống hết rượu như vậy, vẻ mặt của Hàn Mai Mai đột nhiên thay đổi. Nhìn thấy sắc mặt đám người nước ngoài thay đổi, Tần Lâm liền cười nhạt, nếu không dám uống thì thôi, tôi không ép. Cách nói đơn giản của Tần Lâm lại nhất thời khiến cho tất cả mọi người nổi giận. Cái gì mà không dám uống? Anh dám uống thì chúng tôi không à? Tần Lâm cười nhạt, được, vậy các người uống đi. Nói xong, Tần Lâm cầm lấy chai rượu 1000ml lên rồi uống ửng ực. Mấy người nước ngoài nhìn nhau chân chối, cũng không còn cách nào khác, ngay sau đó một tên râu quai nón đứng lên, lấy chai rượu tu ửng ực như Tần Lâm. Thứ rượu trắng muộn đảo lư sau này khi vừa vào cuống họng đã khiến hắn suýt chút nữa phun ra ngoài. Sao muộn đảo lư, tên một loại rượu trắng, men giao lưu. Hăng quá đi. Cái này còn mạnh hơn nhiều so với whisky của bọn họ. Sau vài ngụm thì tên ngoại quốc kia bắt đầu chảy nước mũi, trên mặt thấm đẫm nước mắt, hắn quỳ xuống ho khan một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Nhìn thấy Tần Lâm vẫn đang uống như uống nước, tất cả mọi người đều sững sờ. Các người uống đi. Hắn không uống hết chai rượu này, sau đó đổi sang một người khác để tiếp tục uống, cứ luân phiên 3-4 lần như vậy mới uống hết chai 1 lít rượu. Còn một mình Tần Lâm uống cạn cả một chai lớn, sau đó anh đặt xuống rồi nhìn mọi người với vẻ giễu cợt. Sao thế, không nổi à? Chẳng phải người nước E các người máu lắm sao? Không phải là một quốc gia đầy tính chiến đấu ư? Lúc trước bọn họ sỉ nhục Tần Lâm như thế nào thì bây giờ anh trả lại tất. Những lời bọn họ từng nói dường như đang tát vào mặt bọn họ từng cái một. Lúc này Lý Lôi đang nằm trên mặt đất đột nhiên đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, sau khi gồng mình đứng dậy thì dường như anh ta đã khôi phục trạng thái được một chút. Nào, để tôi. Lý Lôi quả thực là một chiến sĩ, còn có thể uống được tiếp. Lý Lôi thật sự bị sốc khi nhìn thấy hai chai rượu 1 lít kia. Tên này kinh thật, chai này cũng to quá rồi đó. Hơn nữa còn là rượu trắng 67 độ ư. Nó còn lợi hại hơn Eccoto sao nhiều sao. Eccoto là một loại rượu của Trung Quốc. Lý Lôi nhanh chóng cầm chai rượu lên tu ửng ực, cắn răng nuốt xuống. Cuối cùng thì Lý Lôi vẫn lợi hại hơn cả. Cộng thêm việc vừa mới tỉnh dậy, trạng thái cũng tốt hơn nên cũng có thể cắn răng uống hết một chai. Sau khi uống xong, Lý Lôi lại một lần nữa bất tỉnh. Sau đó ngã xuống sofa ngủ khò, những người khác cũng không nói nên lời. Rượu muộn đảo lư này cũng lợi hại quá rồi đó, lại làm cho Lý Lôi ngất xỉu thêm lần nữa. Được rồi, rượu này không ngon, chúng ta đổi đi. Người nước E được mọi người biết đến với các loại rượu mạnh nổi tiếng. Nhưng lại bị một loại rượu mạnh của Hoa Hạ chinh phục, bọn họ thực sự cảm thấy sợ hãi với loại muộn đảo lư này. Tần Lâm cười đáp, nếu đã như vậy, tôi sẽ cho các người uống loại rượu nổi tiếng nhất Hoa Hạ, Mao Đài thì sao? Hồ Gia Hân vỗ đùi, được, Mao Đài được đấy, để tôi mời, mọi người cứ thoải mái uống. Hồ Gia Hân là một doanh nhân lớn, đương nhiên cô ấy có thể chi trả nổi cho rượu Mao Đài, vậy nên cứ uống tùy thích. Khi tên dâu quai nón và những người khác nghe thấy Mao Đài liền thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên bọn họ đã từng uống loại rượu nổi tiếng như Mao Đài, nếu uống Mao Đài thì còn gì bằng, ít nhất nó vẫn nhẹ hơn muộn đảo lư chứ nhỉ. Được, Mao Đài thì Mao Đài. Tần Lâm gọi phục vụ mang đến một thùng Mao Đài. Nhìn thấy chỗ rượu Mao Đài này, Tần Lâm bỗng nhiên bật cười, trên mặt lộ ra vẻ bông đùa. Mao Đài là loại rượu trắng tương hương sao đặc biệt của chúng tôi, các người có thể thử. Sao tương hương, hương nước sốt đậu tương trong rượu Mao Đài. Loại tương hương là một loại rất độc đáo, thực tế thì nhiều người mới bắt đầu uống không thích vị nước sốt này cho lắm, bởi vì mùi vị có hơi kỳ lạ. Chỉ có những người biết thưởng thức rượu mới thích loại Mao Đài này, đối với Tần Lâm mà nói thì chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Nhưng đối với nhóm người nước ngoài này thì khác. Tần Lâm ngay lập tức mở chai Mao Đài Phi Thiên ra rồi uống. Hàn Mai Mai lúc này mới trợn trừng mắt ra. Nhìn thấy Mao Đài liền hít sâu một hơi rồi nói. Để tôi. Hàn Mai Mai và Lý Lôi đúng là, chiến sĩ, có thể nôn được ngủ được, vừa tỉnh dậy lại có thể uống được, đây nhất định là thần thánh trong việc uống rượu mà. Nhưng khi đụng Tần Lâm thì bọn họ lại gặp trở ngại lớn. Hàn Mai Mai cầm lấy chai Mao Đài đổ vào miệng, Mao Đài vừa vào liền cảm thấy giống với những loại rượu trắng khác, nhưng sau một vài ngụm thì một vị lạ nào đó khiến Hàn Mai Mai phải nhíu mày. Lý do Mao Đài nổi tiếng ở Hoa Hạ là vì hương vị độc đáo của nó.
Hơn nữa, loại rượu độc đáo này cần phải được thưởng thức một cách từ từ, chứ không phải uống từng chai. Nếu cứ uống liều như vậy thì sẽ cảm thấy khó chịu. Uống hết nửa chai, Hàn Mai Mai đột nhiên cảm thấy bụng nóng ran, cô ta kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Lâm vẫn uống một cách vô cùng điềm tĩnh. Tên này làm bằng gì thế? Làm thế nào dạ dày anh có thể chứa được nhiều rượu như vậy chứ? Hàn Mai Mai vẫn không phục, sau đó cắn răng tiếp tục uống. Đột nhiên, phụt! Ngay khi ngụm cuối cùng được phun ra, mọi người liền nhìn thấy một mảng đỏ tươi. Nôn ra máu rồi. Hàn Mai Mai đã nôn ra máu. Sắc mặt của vài người bạn đột nhiên thay đổi, thậm chí có chút tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng gọi cho 115. Vài phút sau xe cấp cứu đến, mọi người tiến đến hỏi sơ qua một chút về vết thương của Hàn Mai Mai rồi nói. Xuất huyết dạ dày cấp tính, đưa vào phòng ICU trước. Sau khi xe cấp cứu đi khỏi, tất cả mọi người mới nhìn nhau chân chối, hay lắm, uống đến mức phải vào ICU luôn rồi. Hồ Gia Hân ở bên cạnh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bèn nói. Hay là hôm nay thôi đi, mọi người có hợp sức lại cũng không đọ nổi với lão Tần đâu, đừng khiến chính mình phải vào viện nữa. Người sẽ có lúc như vậy, bạn càng không cho người ta uống thì trong lòng người ta càng cảm thấy khó chịu. Không được, tất cả chúng tôi cộng lại cũng không uống lại anh ta ư. Cũng sỉ nhục chúng tôi quá rồi đó. Gọi Lý Lôi dậy đi. Mấy người vội vàng gọi Lý Lôi dậy, lúc này bọn họ đã hiểu rằng căn bản không thể uống lại Tần Lâm, nhưng chỉ vì chút thể diện cuối cùng mà so đo cho chót. Quyết đấu tranh đến cùng chứ không thể chịu thua. Lý Lôi bàng hoàng bật dậy, nhìn thấy bọn họ đã chuyển sang Mao Đài, anh ta nhất thời hít sâu một hơi. Hàn Mai Mai đâu? Nôn ra máu, bị 115 đưa đi rồi. Nghe xong, Lý Lôi liền cau mày, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Thật đúng là một tên người Hoa Hạ kiêu ngạo, anh nghĩ chúng tôi dễ bị ức hiếp lắm đúng không? Lời nói của Lý Lôi khá trơ trẽn, rõ ràng lúc trước là do bọn họ kêu gào nói người Hoa Hạ là Đông Á bệnh phu này kia, sau đó mới bắt đầu đòi người ta đọ tử lượng. Bây giờ lại vừa đánh trống vừa la làng, làm như Tần Lâm ức hiếp bọn họ không bằng. Hồ Gia Hân đứng cạnh, vẻ mặt có chút khó xử, nhưng cũng không ngăn cản. Những người này đều là đối tác làm ăn của cô. Cũng không có quá nhiều giao tình, cô chỉ cảm thấy rằng để bọn họ uống đến mức nhập viện thì cũng không được thích hợp cho lắm. Nhưng nếu bọn họ đã kiêu ngạo như vậy thì cô cũng hết cách, nếu uống qua được lão Tần thì cứ việc. Tần Lâm cầm lấy chai rượu, ngay lập tức một hơi uống cạn, không nói thêm một câu dư thừa nào, chỉ cần bọn họ uống theo là được. Lý Lôi hít sâu một hơi, cũng cầm một chai rượu lên đổ vào miệng. Rượu Mao Đài Tương Hương này đúng là danh bất hư truyền. Lý Lôi cảm thấy não mình có chút lâng lâng, theo bản năng cứ thế rót rượu vào miệng. Khụ khụ. Lý Lôi vừa uống được một nửa đã ho sặc sụa, vị cay nồng từ trong khoang mũi sộc thẳng ra, giống hệt như bị sùi bọt mép vậy, tất cả đều có mùi vị của Mao Đài Tương Hương. Hồ Gia Hân liền cười khẩy, Lý Lôi à, không được thì đừng có uống nữa, tôi thật sự không nói đùa với anh không thể nào đọ nổi tửu lượng với lão Tần được đâu. Với cách khích tướng của Hồ Gia Hân, Lý Lôi đột nhiên nổi cơn điên, vừa ho vài tiếng liền lập tức đổ rượu vào miệng. Nhìn thấy bộ dạng muốn nôn mửa của Lý Lôi, sau đó chịu đựng tiếp tục uống, Tần Lâm bèn cười nhạt. Gọi 115 đi, nói chiếc xe lúc nãy khoan hãy đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.